Chương 181, toát cả mồ hôi, lại là thói quen của mình rồi. Mấy gã còn lại trên bàn liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mà vừa rồi không xính cường mà ra tay, nếu không giờ thì hay rồi. Chu Tiểu Đào cũng không bối rối, ung dung lấy điện thoại di động ra gọi. Mã Thành, gọi mấy anh em tới đây để xin tí tiết, có một thằng danh đã thương người của chúng ta ở Thủy Vân Cư. Đừng sợ chị gái, có em ở đây. Nhìn tuyệt thế giai nhân đang rưng rưng trong ngực, vết bầm tím còn lộ rõ trên má, Diệp Phàm tức uất. Hắn cảm giác mình phải có nghĩa vụ bảo vệ cô bé yếu ớt mà quật cường này, không hiểu tại sao lại thế, chỉ muốn nhất thiết phải làm như vậy. Em đi nhanh đi, ở lại là có phiền toái đấy. Tạ Mị Nhi nhìn Diệp Phàm thúc giục, sợ hắn gặp bất trắc. Ha ha, điều em không sợ nhất chính là phiền toái. Diệp Phàm cười cười, tiện tay kéo một cái ghế gãy ngồi lê, nhất thời có vẻ bàng quan. Sau đó hắn để Tạ Mị Nhi ngồi trên đùi mình, Chu Tiểu Đào thấy vậy thì bốc lửa, hai tròng mắt muốn lòi ra. Tuy nhiên thằng danh này còn rất tỉnh táo, cũng biết đạo lý hảo hán không so đo chuyện trước mắt, dù giận dữ nhưng cũng không hành động khinh suất, trong lòng mắng thầm, cẩu nam nữ, ông mày mà không thiền XX mày đi đem treo lên thể sẽ không mang họ Chu. Cậu, tại sao có thể này? Tạ Mị Nhi bỗng nhiên phản ứng, khuôn mặt đỏ ửng như vừa nhuộm hồng rồi đứng phát dậy như con thỏ, tuy nhiên vẫn đứng cạnh hắn không lên tiếng, đoán chừng trong đầu đang còn nóng bừng. Toát mồ hôi, a còng, đây là thói quen của mình, quá nhạy cảm với chị em rồi, mất mặt quá. Diệp Phàm trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh. Không lâu sau, mấy cảnh sát cầm dùi cui điện hung hăng xông vào, một tên mập mạp dẫn đầu hô lớn. Trưởng phòng Chu, kẻ nào đánh anh, vô pháp vô thiên, bắt hết vào cục rồi nói sau. Gã liếc qua mọi người trong phòng, bên Chu Tiểu Đào thì căn bản đều biết, bên Tạ Mị Nhi cũng đều là nữ, thấy chỉ có Diệp Phàm là lạ mắt, đoán chừng chính là hắn đập phá. Thấy Chu Tiểu Đào gật đầu, gã này liếc mắt cho hai cảnh sát đứng sau vung dùi cui điện xoẹt xoẹt rồi nhào vào. Chậm đã, tại sao phải đánh bậy? Tạ Mị Nhi sợ Diệp Phàm chịu thiệt nên đứng ra chắn trước mặt Diệp Phàm. Tuy nhiên thân thủ cảnh sát kia hoặc là không thuần thục hoặc là thế quá mạnh nên không khống chế được nên vụt thẳng vào Tạ Mị Nhi. Hừ, lại là hừ lạnh một tiếng, đám người Chu Tiểu Đào chợt cảm thấy lạnh buốt, đối phương lúc nãy hừ lạnh thì cả ba người bên mình đều nằm đo đất, đến bây giờ vẫn nằm như heo, bây giờ lại lên tiếng thì e mấy cảnh sát này có chuyện. Quả nhiên, bịch, bịch, sau hai tiếng động đó thì là mấy tiếng cách cách, hai cảnh sát khom người ôm bụng đau đến trắng cả mặt. Dưới bụng đều bị một cước của Diệp Phàm đang lúc tức giận đạp chúng chắc không chịu nổi, rồi cui điện trong tay cũng bay đi đâu mất. Phản rồi, dám đánh lén cảnh sát, bắt về. Tên cảnh sát dẫn đầu cảm thấy rất mất mặt trước Chu Tiểu Đào, tự mình xông lên phía trước, ba cảnh sát phía sau cũng vung rùi cui theo sát. Mã Thành, muốn làm gì? Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm, đám người Mã Thành giật mình đứng sững, tay chân cứng đờ như tượng sáp. Cục trưởng Chu tới rồi, xem ra bữa cơm này ăn không được. Thủy Vân Cư bị đập cho tan rồi, ai? Diệp Phàm kéo ghế mời Chu Bách Thành ngồi, châm cho y điếu thuốc, vẻ mặt rất oan ức. Chuyện gì xảy ra vậy trưởng phòng Chu, đến ăn cơm sao lại đập phá quán nhà người ta vậy? Chu Bách Thành vừa thấy Chu Tiểu Đào quấy rối thì lại rất vui mừng vì cha hắn là Chu Trường Hà ở trong thường vụ vẫn có hướng nghiêng về Trương Tào Trung. Còn Chu Bách Thành gần đây lại đang lấy lòng Lý Hồng Dương. Muốn lão ủng hộ y lên cái ghế cục trưởng cục công an huyện. Bởi vì Lý Hồng Dương có ý đem vị trí trưởng phòng tổ chức của Phí Mặc đưa cho Lỗ Lệ Châu, Vương Mạo Nhiên sẽ lên làm trưởng phòng tuyên giáo, còn vị trí bí thư tư pháp và cục trưởng cục công an bình thường vốn kiêm nhiệm giờ lại muốn tách ra đem cái ghế cục trưởng cho người bên mình, đẩy Phí Mặc vào cái ghế bí thư tư pháp hữu danh vô thực. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải muốn là được, điều chỉnh trong thường vụ còn cần phải được thị ủy Mặc Hương thông qua. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một loại quy tắc ngầm. Nghe nói gần đây đã mơ hồ có một chút chuyển động nên Chu Bách Thành dĩ nhiên muốn nhân cơ hội này khai đao bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà vốn vẫn dựa vào Trương Tào Trung, mình phải là một tên lính xung phong đắc lực cho Lý Hồng Dương xem, cái này chính là một loại biểu hiện thái độ. Vì thế mà từ lâu Chu Bách Thành vẫn tìm cơ hội, hiện giờ thấy Chu Tiểu Đào gây chuyện, y dĩ nhiên là mừng rỡ. Trong lòng âm thầm khen Diệp Phàm hiểu chuyện. Đem cơ hội tốt như vậy tặng mình. Tuy nhiên y cũng hiểu là lại bị Diệp Phàm đùa bỡn,
đoán chừng thằng danh này gọi mình vội vàng tới đây là để dập lửa cho Thủy Vân cư dùm Tạ Mị Nhi. Dĩ nhiên y cũng chỉ là biết vậy còn thì vui vẻ làm một chiến sĩ phòng cháy vẻ vang, nếu như có thể chỉnh Chu Tiểu Đào một chút chắc sẽ ảnh hưởng đến Chu Trường Hà, chủ yếu nhất là tỏ thái độ cho Lý Hồng Dương biết. Tuy nhiên Chu Bách Thành rất thông minh, y không trực tiếp tìm Chu Tiểu Đào khai hỏa, mà trước hết là nghiêm mặt gọi mấy tên thủ hạ của Chu Tiểu Đào ở phòng trật tự để giáo huấn. Tiếp đó y lại nhìn phó đồn trưởng đồn công an huyện thành Trần Kim Quý vừa từ dưới đất bò dậy quát lên. Anh nhìn xem mình đó, giống một cảnh sát hay một tên vô lại, đúng là làm nhục hình tượng của cảnh sát nhân dân huyện Ngư Dương chúng ta. Mau xin lỗi bà chủ Tạ, đúng là đồ hư hỏng. Y lên tiếng mắng như vậy dĩ nhiên khiến Chu Tiểu Đào bên cạnh không vui, kẻ ngu cũng biết được đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Người mắng Trần Kim Quý là kẻ vô lại, mà mọi người đều biết Trần Kim Quý là thân tín của Chu Tiểu Đào, vậy không phải là bảo gã cũng là đồ vô lại rồi. Chu Tiểu Đào vốn dựa hơi cái danh thường vụ của Chu Trường Hà, bình thường có coi một tên phó cục trưởng như Chu Bách Thành vào mắt liền mở miệng hừ lạnh. Phó cục trưởng Chu, Mã Thành đang thi hành công vụ, Kim Quý là bị người ta đánh. Anh là lãnh đạo cục công an, không giúp đỡ cấp dưới lại đi bênh người ngoài, thằng danh này là hung thủ đánh lén cảnh sát, anh làm vậy là có ý gì? Công vụ, đánh lén cảnh sát, công vụ gì, người nào đánh lén cảnh sát, trưởng phòng Chu, anh nói rõ ra xem nào. Tôi nghe không hiểu. Chu Bách Thành là một con cáo già, một con chim non như Chu Tiểu Đào sao là đối thủ của y, bị hỏi ngược lại thì á khẩu đứng im. Làm sao có thể nói ra là do mình ép rượu Tạ Mị Nhi, cô ấy không chịu thì mình còn đập bàn đập ghế, còn tát người vô cớ, tên danh họ Diệp này vì trượng nghĩa đứng ra nên xảy ra xung đột. Phó cục trưởng Chu, thằng danh này đánh người là sự thật, người hắn đánh là cảnh sát vậy chẳng lẽ không coi là đánh cảnh sát sao? Vương Tiểu Ba góp vui, sự kiêu ngạo trên mặt gã có lẽ còn hơn cả Chu Tiểu Đào, bởi vì vốn gã không hề sợ Chu Bách Thành. Vương Tiểu Ba công tác ở cục xây dựng của huyện, có chú út là cục phó cục tài chính thành phố. Đối với vị thần tài này thì đừng bảo là một phó cục trưởng cục công an như Chu Bách Thành cũng chưa coi là gì mà dù bí thư huyện Lý Hồng Dương hay chủ tịch huyện Trương Tào Trung cũng muốn làm quen. Gây sự với thần tài chính là gây sự với tiền bạc, không có kẻ ngu ngốc nào đi làm điều đó. Đặc biệt là với loại quan viên chủ chính một phương lại hiểu rõ hơn ai hết về tầm quan trọng của tiền bạc. Đối với Vương Tiểu Ba, Chu Bách Thành dĩ nhiên sẽ không đắc tội nên làm thinh, mục đích của y là bày tỏ thái độ với Lý Hồng Dương thì giờ đã làm xong rồi. Tốt lắm, chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt đi. Còn về chuyện đánh lén cảnh sát gì đó, đều là giả dối, không cần nhắc lại. Chu Bách Thành phất tay. Không được. Hôm nay không bắt thằng danh này lại thì tuyệt đối không được, sau này còn ai dám làm cảnh sát, các anh nói có đúng hay không? Chu Tiểu Đào dũng cảm kích động, tuy nhiên thủ hạ của gã bên phòng trật tự cũng đều thuộc về cục công an, gần đây nghe nói Chu Bách Thành rất có thể kế nhiệm Vương Mạo Nhiên. Vì thế cả đám im thít không dám lên tiếng phụ họa Chu Tiểu Đào, đơn giản chính là sợ Chu Bách Thành sau khi lên chức sẽ quay lại tính sổ thì thảm rồi, dù sao quan huyện không bằng hiện quan. Câm á! Lên tiếng cho ông, ai không nói sau này cũng đừng nữa gọi là anh Chu nữa. Chu Tiểu Đào cảm thấy thật mất mặt, giống lên. Cái này, phó cục trưởng Chu, thằng danh này đúng là ghê gớm, anh xem đó, tay mấy người đều sưng lên hết cả rồi, đây đúng là đánh lén cảnh sát. Chúng tôi phải theo pháp luật để làm việc rồi, thật xin lỗi phó cục trưởng Chu. Vẻ mặt Mã Thành khổ sở, gã bị kẹp giữa hai tên không phải là hiền lành gì. Sau khi cân nhắc hơn thiệt thì thấy tình nguyện đắc tội Chu Bách Thành cũng không thể mất đi người anh em Chu Tiểu Đào. Hừ, đánh lén cảnh sát, tôi còn muốn kiện đám cảnh sát này vì làm chỗ dựa cho người xấu, đồng lõa cưỡng bức gái nhà lành. Phó cục trưởng Chu, tôi muốn kiện lên cấp trên. Diệp Phàm lạnh lùng. Tôi không tin trên đời này không còn vương pháp, mấy con chuột nhắt này mà cũng đòi lên trời. Đúng vậy, phó cục trưởng Chu, tôi chính là người bị hại. Tôi muốn kiện đám người Chu Tiểu Đào cưỡng bức gái nhà lành, phá hư đồ ở Thủy Vân Cư, quấy nhiễu việc làm ăn bình thường. Phó cục trưởng Chu, vừa hay phó viện trưởng viện kiểm sát Châu Khắc Ly cũng ở đây, anh nói với anh ấy nhé. Tạ Mị Nhi quay sang nói với phó viện trưởng viện kiểm sát huyện Châu Khắc Ly đang đứng sau Chu Bách Thành. Ừ, chuyện này có lẽ phải điều tra, nếu đúng là sự thật có thể lập án, cô Tạ, vừa lúc phó cục trưởng Chu cũng ở đây, đầu tiên cô có thể báo án. Châu Khắc Ly cũng vô cùng ghét tác phong của Chu Tiểu Đào,
nghe nói thằng danh này bình thường làm rất nhiều chuyện phạm pháp, viện kiểm sát cũng đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo. Tuy nhiên Chu Tiểu Đào ỷ vào oai phong của cha hắn nên nhiều năm như vậy vẫn bình an, Châu Khắc Ly cũng là bất đắc dĩ, viện trưởng chưa mở miệng thì viện phó như mình sao có thể ra tay, với con trai bí thư ủy ban kỷ luật, đây chẳng phải là tự mình làm mất mặt sao? Tốt, chị nuôi, chúng ta báo án trước đã. Em tin Phó Cục trưởng Chu và Phó Viện trưởng Châu sẽ có quyết định công bằng. Diệp Phàm lạnh lùng. Chương 182, kéo ra ngoài đập chết. Mẹ kiếp, thằng danh này ngứa ra rồi hay sao mà dám cáo buộc ông mày, đồ con rùa chết bầm. Tên ẻo là Vương Tiểu Ba nổi giận, bởi vì vừa rồi tát Tạ Mị Nhi chính là gã và Chu Tiểu Đào, người còn lại dường như là con trai Phí Mặc tên là Phí Văn Viễn. Hiện giờ Diệp Phàm còn không biết điều mà im đi còn muốn kiện gã. Tại huyện Ngư Dương này gã đâu biết sợ ai, thấy người đông như vậy gã lại có can đảm sinh sự. Vừa rồi là vì thấy sự lợi hại của Diệp Phàm nên gã không dám ra tay, giờ có lẽ thấy người đông nên nghĩ Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không dám đánh trả. Nghĩ là làm, gã vớ luôn đĩa thức ăn trên bàn đập vào đầu Diệp Phàm. Hừ, lại là một tiếng lạnh đến thấu xương, đám người Trần Kim Quý bất giác dùng mình một cái. Bọn họ vừa mới lĩnh hội sự lợi hại của Diệp Phàm, chân của Trần Kim Quý giờ đang run lập cập, bụng của hai tên kia vẫn còn đang tê dại. Cách cách, một thanh âm giòn tan vang lên, cái đĩa thức ăn đã bị một quyền của Diệp Phàm đập bể nát. Nhất thời bắn tung tóe, sau đó Diệp Phàm âm thầm hạ thêm một đòn. Mấy mảnh sứ dưới đòn này của hắn lập tức xoay tròn bắn vụt tới. Muốn động tay chân hiện giờ mấy ai có thể chơi đùa với một cao thủ thất đoạn như Diệp Phàm. Nếu hắn điểm ra thiên âm lôi cương chỉ thì đối phương đến chết chắc cũng chưa hiểu tại sao. Bụp! Vương Tiểu Ba bỗng nhiên giống lên như heo bị chọc tiết khiến mọi người bị dọa đến thót tim. Mọi người nhìn vào gã thì thấy tay trái đã bị gãy gục, máu chảy đầm đìa. Cũng không biết là đã bị cắt đứt động mạch chủ nào mà máu tươi cứ thế phun vọt. Dĩ nhiên là tay gã cũng không đứt lìa, Diệp Phàm hạ thủ có chừng mực, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện nhỏ này mà gây ra án mạng. Chẳng qua là gây ra một vết thương dài đến 7, 8 phân, nhìn qua rất đáng sợ. Nhìn thấy máu chảy nhiều như vậy, ngay cả Chu Bá Thành cũng sợ hết hồn, nhăn mặt thầm trách Diệp Phàm hạ thủ quá độc ác, vội vàng kêu. Mau đưa tới bệnh viện cầm máu. Đám người Trần Kim Quý vội vàng chạy tới mang Vương Tiểu Ba chạy ra khỏi Thủy Vân Cư, tuy nhiên lúc Chu Tiểu Đào đang muốn đứng lên thì lại nghe hai tiếng bạch, bạch chói tai. Gã còn đang thấy hoa cà hoa cải bay tung tóe trước mặt thì đã bị một người túm đầu rúi xuống bàn, thuận tay cầm lên bát súp dội vào đầu hắn, thoáng cái đã trở thành gà luộc. Khuôn mặt của gã tức thì sưng to như quả bóng da, màu da trở thành tím bầm trông thật sự dọa người. Một giọng nói hét lên như sấm. Con bà nó thằng cụ nó, dám đánh em gái tao à, chán sống rồi phải không? Sạch! Lại là một tiếng vang nhỏ, một món đồ đen nhánh chĩa vào đầu Chu Tiểu Đào. Mấy gã bạn của Chu Tiểu Đào nhìn vào thì đều thở hắt ra, gai ốc đều nổi cả lên. Một người thanh niên tinh tráng, hai mắt lạnh như băng, nhìn qua có nét giống Tạ Mị Nhi, mặc một bộ quần áo bộ đội dã chiến, trên vai đeo quân hàm thiếu tá đang cầm một khẩu súng chĩa vào cái đầu dính đầy súp của Chu Tiểu Đào. Anh đã đến rồi, hu hu. Tạ Mị Nhi giống như là thấy cứu tinh, vẫn luôn biểu hiện quật cường nhưng giờ cũng bật khóc rưng rức. Em gái! Tên tát em có phải thằng con hoang này không? Người thanh niên đưa tay khẽ vuốt vào vết tím trên mặt Tạ Mị Nhi. Thấy Tạ Mị Nhi gật đầu, cặp mắt y nhất thời như bốc lửa, hét lớn. Dư Phi, đem thằng con hoang này ra ngoài đập chết cho tôi. Một tên lính lưng hùm vai gấu từ phía sau đi tới, thoáng cái đã như chim ưng bắt gà con, tóm lấy Chu Tiểu Đào đi ra ngoài. Phó Cục trưởng Chu, Phó Viện trưởng Châu, cứu tôi, cứu tôi. Cầu xin các anh cứu tôi. Chu Tiểu Đào run rẩy, trên người bốc ra mùi khai nồng nặc, mơ hồ thấy quần ướt sũng, chắc là đã bị dọa cho tè ra quần. Những quân nhân này đâu biết nói lý lẽ, lúc điên lên thì căn bản không cần suy nghĩ, móc súng ra đòn một nhát thì ngươi đã xong đời rồi. Chu Tiểu Đào không muốn chết, tính mạng gã rất quý giá, cho dù mất đi thể diện cũng đâu đáng gì với mạng sống. Gã thấy tình thế không ổn liền vội vàng cầu cứu Chu Bá Thành Châu Khắc Ly cứu mình một mạng. Xin chào thiếu tá Tạ, là Chu Tiểu Đào không đúng, Cục Công an chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật, điều này anh có thể an tâm. Tuyệt đối sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng,
nhưng trước hết anh phải thả người đã. Chu Bá Thành dĩ nhiên sẽ không chống mắt để Chu Tiểu Đào bị người ta làm gì thì làm, hù dọa thế cũng đã đủ rồi. Có lẽ thiếu tá Tạ cũng chỉ muốn dạy dỗ thằng danh này, còn muốn bắn chết thì chắc chắn là không. Nếu mình nếu không ra mặt thì e là Chu Trường Hà sẽ trở mặt, người ta dù sao cũng là thường vụ, mình chỉ là một phó cục trưởng cục công an làm sao để phản kháng, vì thế cũng chỉ có cách dày mặt đứng ra. Trong lòng y mắng thầm mình vậy mà phải đi chùi đít cho một thằng danh. Trả lời thỏa đáng à, vết tay trên má của em gái tôi chính là câu trả lời thỏa đáng, Thủy Vân Cư bị đập phá ra như vậy chính là câu trả lời thỏa đáng. Khi đó cục công an các anh đi đâu? Hừ, cho nên, không được, hôm nay ai nói cũng không được, tôi có việc đi trước. Thằng danh này tôi sẽ mang đi, nói cho hắn tới trụ sở tìm tôi. Đồ chó đẻ, không chỉ bọn mày thì còn càn rỡ với em gái tao. Cậu với Dương Chí ở lại Thủy Vân Cư một tuần. Súng ống cũng mang theo, để tôi xem có chuyện gì xảy ra. Thái độ của thiếu tá Tạ Tốn rất cứng rắn, thậm chí có thể nói là cuồng vọng. Y quay sang Tạ Mị Nhi nói. Em gái, mau bôi thuốc vào đi, sau này để lại sẹo thì khó coi. Người này là... Y chỉ vào Diệp Phàm hỏi. Anh, đây là em kết nghĩa em vừa nhận, tên là Diệp Phàm, ở là phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Gương mặt Tạ Mị Nhi khẽ ửng hồng. Hôm nay may nhờ có cậu ấy, nếu không thì em thảm rồi. Nói tới đây Tạ Mị Nhi lại ứa nước mắt. Bốp! Tạ Tốn lại tát cho Chu Tiểu Đào đang run rẩy một cái tóe lửa rồi xoay người ra lệnh. Dư Phi, lấy thuốc mời người anh em Diệp Phàm. Người anh em, tôi tên là Tạ Tốn, là anh trai của Mị Nhi, giờ tôi có nhiệm vụ không rảnh, để hôm nào tôi mời anh uống vài chén. Người mà Mị Nhi coi trọng chắc chắn không tệ. Ha ha! Nói xong y thân thiết vỗ vai Diệp Phàm, ánh mắt có chút quái dị, lại thấy Dư Phi vẫn còn chần chừ thì quát. Con thỏ chết kia, muốn làm phản à, bảo cậu mời thuốc sao còn ngây ra thế. Tiểu đoàn trưởng, thuốc thì cũng có một gói, là phần thưởng đặc biệt của ngài lần trước đó. Lần trước sư trưởng nghĩ cho dù phải ăn bớt cũng phải đem về cho ngài, nếu không thì cũng đâu còn. Có lẽ là thuốc này rất quý nên, không bán rộng rãi nên Dư Phi có chút không nỡ. Ừ, cũng đúng vậy, vậy thì để lại đi, ha ha, người anh em, đừng nhìn tôi như kẻ keo kiệt thế. Tạ Tốn đột nhiên nhớ ra, trong lòng cực kỳ hối hận. Bốn loại thuốc lá đại hùng miêu này là do bên quân đội đặc biệt sản xuất cho lãnh đạo, mới tung ra được 3 năm. Vào thời gian trước, y may mắn lập được một công lao lớn mà được cấp trên cao hứng thưởng cho mấy gói. Nghe nói loại thuốc lá này chỉ cung cấp cho những lãnh đạo lớn. Ngay cả cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh cũng khó mà có được một bao. Cấp phó thì lại càng không có cửa, ngay cả cấp bậc như Cố Thiên Kỳ ở Vịnh Lam Nguyệt cũng khó có được, nếu có cũng là do tư lệnh thưởng cho. Anh, đừng nghĩ lung tung. Tạ Mị Nhi đỏ xuống tận cổ, len lén nhìn Diệp Phàm rồi lại quay sang anh trai. Ánh mắt quái dị vừa rồi của Tạ Tốn chắc là hiểu lầm Diệp Phàm là cái gì của mình nên Tạ Mị Nhi mới vội vàng lên tiếng giải thích. Hiểu rồi em gái, anh hiểu mà. Ha ha, không có gì, anh không nói nữa, ha ha ha. Tạ Tốn cười một tràng dài rồi đi ra. Cả đám người trong phòng chỉ biết giơ mắt đứng nhìn Chu Tiểu Đào gào khóc bị hai tên lính cần vụ của Tạ Tốn lôi đi sình sịch. Chu Bá Thành cũng chỉ biết đứng đó nhăn nhó. Người ta súng ống đầy mình, cục công an huyện Ngư Dương cùng lắm cũng chỉ có vài cây súng lục, trong đó mấy người lính của Tạ Tốn đều cầm súng tự động, chỉ cần nhấc tay là bắn ra cả loạt. Mấy khẩu súng lục bên mình so ra không khác đồ chơi trẻ con. Thật ra thì từ đáy lòng Chu Bá Thành đang âm thầm cao hứng, vẻ nhăn nhó trên mặt chỉ là giả bộ cho Vương Tiểu Ba nhìn. Ý là tôi đã rất nỗ lực rồi đấy, bí thư Chu cũng không thể đổ tội lên đầu tôi, trong lòng mắng thầm, nên lắm. Loại tai họa này tốt nhất là cứ lôi đến trụ sở giết phăng đi cho xong. Không giết thì cũng cho gã què chân đi. Nếu không cứ suốt ngày nghênh ngang trong cục. Ngoại trừ cục trưởng Vương Sương Nhiên nói còn hơi nghe lời còn đâu mấy phó cục trưởng khác thì bỏ ngoài tai. Trong khi đó gã chỉ là một trưởng phòng trật tự nho nhỏ, còn chưa phải là cán bộ cấp phòng thực sự mà là cấp ban bé như hạt vừng. Còn lại gã thanh niên tên là Phí Văn Viễn con trai của trưởng ban tổ chức Phí Mặc vừa rồi cũng đưa tay tát Tạ Mị Nhi nhưng không trúng giờ cũng đã hồi phục tinh thần, bị dọa cho xanh mặt chạy thẳng, tốc độ so với Lưu Tường vận động viên chạy vượt rào nổi tiếng của Trung Quốc không kém chút nào.
Gã dĩ nhiên là sợ chạy không nhanh để cho thiếu tá Tạ nhớ ra là mình cũng tát Tạ Mị Nhi lại bắt đến trụ sở thì thảm rồi, không chết thì cũng phải lột ra. Tạ Tốn thật đúng là không biết Phí Văn Viễn cũng đánh em gái. Tuy nói gia đình thằng danh này còn mạnh hơn cả gia đình Chu Tiểu Đào, là một trong tứ đại gia của Ngư Dương nhưng dẫu sao cũng không phách lối như Chu Tiểu Đào, chẳng qua vẫn có một ít tính cách công tử. Vừa rồi gã đã sớm bị dọa cho im thít không lên tiếng, nếu không chắc giờ đã cùng chịu chung số phận với Chu Tiểu Đào. Chu Tiểu Đào bị bắt, Vương Tiểu Ba bị thương, tên còn lại trong vòng tròn nhỏ của cái nhóm được coi như mấy thái tử đảng của Ngư Dương là Phí Văn Viễn cũng chạy té khói. Mấy tên còn lại cũng nhanh chóng bốc hơi, chỉ hận cha mẹ sao lại chỉ sinh có hai chân, toàn bộ biến mất trong nháy mắt. Trong phòng giờ chỉ còn Chu Bá Thành và mấy người bên Diệp Phàm. Chương 183, Khiêu Vũ. Cục trưởng Chu, Phó Viện trưởng Châu, em Phàm, tôi đã sắp xếp tiệc rượu xong xuôi ở phòng số 2, ngay cả cơm cũng đã làm rồi. Rất xin lỗi, chuyện của tôi đã làm phiền đến mọi người. Tạ Mị Nhi nói. Không phiền đến cô Mị Nhi, chúng tôi đã ăn rồi, chỉ muốn đến đây thư giãn chút thôi. Chu Bá Thành và Châu Khắc Ly vội vàng từ chối. Bọn họ cũng không ngốc, nếu còn ở đây vui chơi giải trí mà để đến tai Chu Trường Hà thì e chừng lão sẽ giận đến ngất đi mất. Con của ông bị bắt đi mà chúng mày còn dám ngồi đó ăn mừng. Vì thế hai tên cáo già này sẽ không để cho bản thân rơi vào tình trạng này, tối nay Thủy Vân Cư đã là một nơi thị phi không thể lưu lại. Cứ cố tình dây dưa thì sẽ gặp họa. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn chưa rời đi, mặc kệ cho Chu Bá Thành đứng bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Diệp Phàm cũng hiểu rõ là những con cáo già này rời đi để lánh họa, dù sao hắn còn trẻ tuổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp, cũng không nghĩ quá nhiều về tác hại sâu xa. Huống chi hôm nay hắn đã kết thù với Chu Tiểu Đào và Vương Tiểu Ba, cho dù có ăn bữa cơm này hay không thì chắc là Chu Trường Hà cũng sẽ ghi nhớ mình. Đã là họa thì có tránh cũng không khỏi, Diệp Phàm thầm nghĩ, đi theo Tạ Mị Nhi dẫn sang một căn phòng có một chiếc bàn ăn tròn lớn, trên đó đựng tới 7-8 chiếc khay đựng thức ăn lớn. Thấy chỉ có một mình, Diệp Phàm định gọi thêm vài người nữa nhưng ở huyện cũng không quen nhiều, chỉ có Triệu Đại Tài Thần, Phó Chủ tịch huyện Trương Tân Huy và Chu Bá Thành vừa đi, hắn dĩ nhiên cũng không muốn kéo hai người kia vào vũng bùn này nên dứt khoát một mình vui vẻ. Nghĩ thông suốt, Diệp Phàm đàng hoàng ngồi vào bàn. Tuy nói hôm nay hắn đã đắc tội một quan lớn như Chu Trường Hà nhưng giờ cũng có thể một mình hưởng thụ một lần hương diễm. Tạ Mị Nhi sau khi tắm rửa xong xuôi thì thay một bộ đồ màu trắng nhạt, đi vào bồi tiếp Diệp Phàm dùng cơm. Bộ đồ trắng của Tạ Mị Nhi dưới ánh đèn hồng lại càng thêm nổi bật vẻ kiều diễm, nhìn qua nhìn cô còn hơi giống như một cô dâu. Diệp Phàm uống tới nửa chai Mao Đài vào bụng, cảm thấy trên người dần dật. Em trai, có phải nóng hay không? Cứ cởi đồ thoải mái ra đi. Chắc là nhìn thấy Diệp Phàm toát mồ hôi trên trán, Tạ Mị Nhi khẽ nghiêng người cười như một tiếng như hoa đào nở rộ, yểu điệu đi sang bên cạnh đưa tay giúp Diệp Phàm cởi áo ngoài. Cởi quần áo, trong lòng Diệp Phàm khẽ lẩm bẩm, nhìn sang Tạ Mị Nhi lại càng thấy hồng rực. Hắn bất giác nhìn mơ màng, giơ một chén uống cạn sạch rồi yên lặng để cho Tạ Mị Nhi cởi áo. Sẵn hơi men trong người. Diệp Phàm đặt cái chén xuống rồi ngâm nga mấy câu thơ cổ, cái gì mà khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà xử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong rồi cười lên ha hả nói. Chị Mị, chúng ta cạn một chén nào? Được. Tạ Mị Nhi khẽ liếc rồi cầm một cái chén nhỏ bồi tiếp. Chị Mị, đừng trách thằng em thấy hơi giống như là. Diệp Phàm lẩm bẩm. Giống như là cái gì? Tạ Mị Nhi hơi dỗi, khẽ nhướng mày lại càng khiến người ta nhìn vào điên đảo. Diệp Phàm nhìn thấy chỉ muốn đưa tay ôm người ngọc vào lòng triền miên âu yếm một hồi. Tuy nhiên vì hắn vừa trải qua lần tôi luyện vừa rồi ở cục an ninh thành phố nên trở nên trầm tĩnh rất nhiều, khả năng tự chủ cũng nâng lên. Ha ha! Diệp Phàm trong đầu buồn bực vội vàng uống thêm một chén. Tạ Mị Nhi cúi đầu suy nghĩ vài giây đồng hồ, cô là người thông minh dĩ nhiên đã nghĩ đến điều gì đó. Liên giận dỗi mắng. Nghĩ khá lắm, cậu vĩnh viễn chỉ có thể em của chị thôi. Ai? Nói rồi còn đưa tay ra khẽ chỉ vào đầu Diệp Phàm một cái. Cậu em, nghĩ sang chuyện khác đi, để sức dùng vào con đường làm quan, sớm ngày làm được cầm quyền nhất phương, ai? Tạ Mị Nhi nói xong trên mặt lại có chút buồn bã khó thấy. Làm cho Diệp Phàm không khỏi cảm thấy đau lòng,
hắn đoán trong lòng cô gái này cũng có rất nhiều tâm sự không thể nói với người ngoài. Thật ra thì Diệp Phàm đương nhiên là muốn nói rượu giao bôi, Tạ Mị Nhi thông minh đoán ra ngay nên mới lên tiếng cảnh cáo. Tạ Mị Nhi bình thường vốn rất kiêu ngạo lạnh lùng, hơn nữa cô cũng gặp không ít cán bộ cấp cao, Diệp Phàm so sánh với cô thì còn quá non nớt. Hắn biết vậy nên lảng sang chuyện khác, khẽ cầm lấy tay Tạ Mị Nhi nói. Chị Mị, chúng ta nhảy một khúc đi. Ừ, lần này Tạ Mị Nhi cũng vui vẻ đáp ứng. Nhạc nổi lên một bản dịu dàng, hai người nhẹ nhàng ôm nhau nhảy ở góc trống trong phòng. Căn phòng này vốn rất lớn, ở một bên còn bố trí cả tivi, các thực khách sau khi uống rượu xong có thể khiêu vũ, chu đáo như thế không trách kinh doanh rất phát đạt. Huyện Ngư Dương tuy nói là một huyện nghèo khó, nhưng người có tiền cũng không thiếu. Lui tới nơi đây phần nhiều là cán bộ, ăn uống giải trí xong xuôi thì chỉ một tờ hóa đơn là giải quyết gọn, có quản gì đắt hay rẻ. Tuy nhiên hai người tuy nói nhảy rất ăn ý nhưng cũng rất nghiêm chỉnh. Cánh tay của Diệp Phàm cũng chỉ nhẹ nhàng đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Tạ Mị Nhi, không hề có một chút sàm sỡ. Sau khi nhảy xong một bản thì cả hai cũng đã ngà ngà hơi men. Anh Phàm, để cho em dựa vào một chút, em cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Tạ Mị Nhi lại có thể đổi giọng gọi Diệp Phàm là anh Phàm ca, tí nữa làm cho Diệp Phàm hạnh phúc mà ngất đi. Dĩ nhiên hắn sẽ không cự tuyệt việc tốt đẹp như vậy, liền dựng thẳng bờ vai để Tạ Mị Nhi nhẹ nhàng dựa vào, hai người cứ như vậy đứng yên lặng trong phòng. Không gian trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở dốc của hai người mới cho người khác biết có sự hiện diện. Cảm ơn anh Phàm. Sau này em sẽ gọi anh là anh Phàm, có anh thì tốt rồi, có thể cho Mị Nhi. Tạ Mị Nhi nhẹ nhàng, trong cặp mắt đã khẽ hứa giọt sương. Ừ, anh Phàm sau này sẽ che chở cho em. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh. Diệp Phàm vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt Mị Nhi. Hai người uống thêm mấy chén rồi Diệp Phàm nói là muốn chạy về Lâm Tuyền. Tuy nhiên bị Tạ Mị Nhi giận dỗi một hồi, gầm gừ như một con cọp cái, ánh mắt lạnh như băng. Ai, đúng là khó hiểu bụng dạ phụ nữ. Anh chứ cũng đành tự an ủi. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là ở ngủ lại qua đêm ở Thủy Vân Cư. Tạ Mị Nhi tự mình trải chăn đệm cho hắn rồi mới đi ra ngoài, cả đêm trôi qua hết sức bình yên, cũng không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Diệp Phàm đánh xe rời đi cũng không thấy Tạ Mị Nhi ló mặt khiến hắn cảm thấy có chút mất mát, thở dài nói. Ai, giấc mộng Nam Kha. Sau đó ấm ức lái xe chạy thẳng về Lâm Tuyền. Cũng vào tối hôm qua khi Diệp Phàm cùng Tạ Mị Nhi chơi trò kiều diễm phong tình thì trong giới thái tử đảng của huyện Ngư Dương cũng có một cuộc chấn động không nhỏ. Chú Chu, xảy ra chuyện lớn rồi. Phí Văn Viễn chạy tót vào nhà của bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà, thằng danh này bị dọa cho sợ đến teo cả linh hồn, mặt mày trắng bệch, vẫn chưa thể định thần lại. Tiểu Văn, đã lâu không đến nhà chú Chu chơi, xảy ra chuyện gì mà hoảng sợ như vậy? Có chú Chu đây dù trời có sập xuống thì chú cũng có thể đỡ mà. Một người phụ nữ đẹp tầm tuổi trung niên ra mở cửa, thấy Phí Văn Viễn hoảng sợ như thế thì cũng cảm thấy đau lòng. Người phụ nữ này tên là Tiếu Hoài Nguyệt, vợ của Chu Trường Hà, bình thường Phí Văn Viễn rất thân với con bà, có thể nói là như anh em. Tiểu Văn, đừng hoảng hốt, có việc từ từ nói, có phải Tiểu Đào vừa gây chuyện hay không? Chu Trường Hà đang ngồi trên ghế xa xem kinh kịch trong TV nghe tiếng Phí Văn Viễn thì hừ một tiếng. Khi quay đầu lại nhìn Phí Văn Viễn thì thấy bộ dạng hoảng hốt của gã thì đoán rằng nhất định con mình Chu Tiểu Đào có liên quan, một câu đã nói trúng ngay vấn đề. Tuy nhiên Chu Trường Hà tuyệt đối sẽ không nghĩ là con mình bị tóm đi, trước kia khi Tiểu Đào gây ra chuyện gì đều có người nịnh hót y mà đứng ra giải quyết. Chú Chu, Tiểu Đào bị bắt đi rồi, ngài phải nhanh đi cứu nó. Phí Văn Viễn lập bập. Bắt đi rồi à, bắt được thì tốt, thằng danh này mỗi tuần đều gây chuyện không để cho chú yên. Chú còn định gọi điện cho cục trưởng Vương Bảo Y nhốt nó vài ngày cho trầm tính đi. Thằng nhóc này chỉ biết gây họa. Chu Trường Hà không hề hoảng sợ, thậm chí còn rất bình tĩnh, bởi vì y cho là con mình chắc là gây nên chút chuyện nào đó bị bắt vào cục công an. Chu Tiểu Đào vốn là trưởng phòng trật tự ở cục công an. Chắc lần này gây ra chuyện nghiêm trọng nên cục trưởng Vương Sương Nhiên cũng đành phải giả bộ bắn gã cho người ta nhìn. Chắc mấy giờ sau thì sẽ thả ra. Vì thế Chu Trường Hà nghe tin lại còn có chút vui vẻ, ít ra cũng là cho Chu Tiểu Đào bớt ngang ngược.
thằng con này cũng làm y đau đầu, cũng bởi vì vợ y quá nuông chiều gã từ nhỏ, có xảy ra chuyện gì cũng phải đi chùi đít cho gã. Tuy nói phần lớn người trong huyện cũng đều ra sức giúp đỡ, nhưng đổi lại y cũng đã thiếu nợ nhân tình rất nhiều người. Nhiều khi có chuyện gì cần ủy ban kỷ luật xử lý nhưng đụng phải những người này cũng phải nhẹ nhàng bỏ qua, vì thế Chu Trường Hà vẫn thường hay trách móc bà vợ Tiếu Hoài Nguyệt. Hừ, tôi lập tức gọi cho cục trưởng Vương, Tiểu Đào ở bên trong đó bị đánh thì làm sao bây giờ? Tiếu Hoài Nguyệt lập tức biến sắc, phụ nữ dù sao đều yêu con, sốt ruột cầm điện thoại lên. Đánh cái gì, bà cũng phải nghĩ Tiểu Đào là trưởng phòng trật tự của cục công an chứ, vào trong đó khác gì ông trời con, còn đánh cái rắm. Chu Trường Hà ngăn lại. Không phải đâu chú Chu, Tiểu Đào bị mấy tên lính bắt đi rồi. Phí Văn Viễn cuối cùng cũng nói ra được, mồ hôi toát ra trên trán. Quân nhân, cảnh sát vũ trang phải không? Chu Trường Hà cảm thấy cũng hơi bất ngờ, vẫn chưa nghĩ sang chuyện khác, còn tưởng là do cảnh sát vũ trang làm. Không phải, cảnh sát vũ trang thì cháu biết. Là quân nhân chính quy, chính là anh trai bà chủ tạ của Thủy Vân Cư, hình như là một thiếu tá. Lúc ấy Phó Cục trưởng Chu Bá Thành và Phó Viện trưởng Châu cũng ở đó nhưng không thể ngăn bọn họ. Thiếu tá Chu lúc dẫn người đi còn bảo chú tới nhận, Tiểu Đào bị y đánh cho vỡ đầu, còn đổ nguyên cả một bát súp. Hơn nữa còn rút súng chĩa vào bảo là muốn bắn chết, sau đó thì bị hai tên lính dẫn đi. Phí Văn Viễn vừa nói tới đây thì điện thoại của Chu Trường Hà vang lên. Là Chu Bá Thành gọi tới báo cáo cụ thể chuyện xảy ra ở Thủy Vân Cư. Y cũng ra vẻ mình đã nỗ lực nhưng không thể ngăn được người ta. Khốn kiếp, anh Đường Đường là một phó cục trưởng cục công an làm sao lại ngăn không được một đám lính. Nơi này là thiên hạ của đảng mà. Ban ngày ban mặt, còn dám rút súng chĩa vào con cái người ta, còn ra thể thống gì nữa. Chu Trường Hà cũng nhịn không được nữa, trong lòng chỉ muốn đánh chết Chu Bá Thành. Chương 184, trao đổi. Không lâu sau thì Trương Tào Trung cũng gọi điện thoại tới tỏ ý rất tiếc không có cách gì vì bí thư tư pháp Tần Thiên Võng nói nếu đã đưa về trụ sở phân khu quân sự thành phố Mặc Hương thì y cũng bó tay, chuyện thuộc về đại quân khu lĩnh Nam người ngoài không được xen vào. Có lẽ người ta căn bản là không muốn giúp, bằng gì phải giúp ngươi, chỉ là một bí thư ủy ban kỷ luật huyện nho nhỏ, hơn nữa chắc gì đã giúp được. Tuy nhiên Trương Tào Trung cũng đề nghị trước hết có thể tìm Tạ Cường dẫn người đi căn cứ Dương Đầu Phong đem một chút thành ý của ủy ban huyện, y còn hào phóng đồng ý cho ủy ban xuất ra mấy vạn đồng coi như là tiền an ủi. Điều này cũng coi như là cho Chu Trường Hà một mối ân tình lớn. Số tiền mấy vạn đồng ở huyện Ngư Dương không phải là con số nhỏ, Trương Tào Trung tuy là một chủ tịch huyện nhưng giờ trong túi cũng khô quắt, tiền lương giáo viên 3 tháng trong cả huyện mới chỉ trả được một nửa. Có thể mở miệng xuất ra mấy vạn coi như đã vô cùng coi trọng Chu Trường Hà rồi, lúc xế chiều Diệp Phàm đến phòng Trương Tào Trung báo cáo công tác thì y đã nghĩ cách mò vào túi áo của Diệp Phàm lấy ra trong số tiền mà tập đoàn Nam Cung cho sửa đường ra 4 vạn để đi cấp cứu bên ngoài. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại, y vẫn không dám mở miệng vì có chút sợ hãi. Sợ cái gì, y sợ Diệp Phàm điên lên lại không đi Thủy Châu tìm tập đoàn Nam Cung nói chuyện đầu tư vào nhà máy giấy Ngư Dương thì hỏng bét. Đây chính là chuyện lớn nên y cũng đành phải nhịn. Sau đó y dùng cách ám chỉ cho Diệp Phàm, đơn giản là muốn cho Diệp Phàm hiểu rõ nếu bản thân lấy ra một nửa khoản tiền nhét vào tài chính huyện rồi mới ổn chức vụ. Tuy nhiên cũng không biết Diệp Phàm có hiểu hay không nhưng không hề mở miệng khiến Trương Tào Trung sau khi hắn ra khỏi phòng thì giận đến run người, ngay cả chén trà cũng ném xuống đất vỡ tan tành làm cho thư ký bên cạnh sợ đến xanh mặt, tự hỏi không biết chủ tịch huyện có bị thần kinh hay không. Lúc ấy ngay cả bí thư huyện Lý Hồng Dương nói chuyện với Diệp Phàm cũng phải bóng gió, chắc là cũng cùng một ý nghĩ như Trương Tào Trung nên tạm thời không mở miệng động chạm đến món tiền 200 vạn kia. Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung cũng không phải là không yêu người dân thôn đập Thiên Thủy, không muốn sửa lại đường hỏng. Chẳng qua là chuyện có nặng nhẹ, nếu sửa xong đường thì nhiều nhất cũng chỉ đem lại lợi ích cho thôn đập Thiên Thủy và vài thôn xung quanh. Đối với kinh tế toàn bộ huyện động lực cũng không phải là rất lớn. Đám người Trương Tào Trung là cán bộ chủ quản toàn huyện, không giống như Diệp Phàm tạm thời chỉ nhìn xa nhất không quá khỏi Lâm Tuyền, tầm mắt dĩ nhiên không xa như bọn họ, hơn nữa cũng không phải là trách nhiệm của hắn. Có câu nói chuyện không liên quan thì không treo vào mình, chính là tâm lý của Diệp Phàm lúc này. Thật ra thì hắn đã sớm hiểu rõ Trương Tào Trung nhòm ngó vào túi mình tuy nhiên vẫn giả ngu cho qua. Trương Tào Trung không phải là muốn xem mình là thằng ngốc sao?
vậy thì ta sẽ giả bộ ngu cho ngươi xem, ngươi có nói vòng vo ám chỉ đi đâu ta cũng không hiểu. Cho dù là Trương Tào Trung có nói trắng ra thì Diệp Phàm cũng tuyệt đối không chịu, vì hắn đã hứa với người thôn đập thiên thủy, sửa không tốt đường thì về nhà bán hồng. Điều quan trọng nhất là trong lòng hắn luôn áy náy với Nhược Mộc, muốn cho sau này mẹ nuôi đến Lâm Tuyển cũng dễ đi một chút, nói không có tư tâm là giả. Dĩ nhiên chuyện hắn làm cũng là cho đại bộ phận người dân thiên thủy, chỉ có thể nói là lợi ích cá nhân hòa vào lợi ích tập thể. Chu Trường Hà không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu huyện đội trưởng Tạ Cường. Tạ Cường sau khi nghe nói thì cũng đồng ý sáng sớm ngày mai theo Chu Trường Hà đi một lần, đại diện cho Ủy ban Nhân dân đi động viên quân đội, thể hiện sự quan tâm của đảng ủy. Diệp Phàm vừa trở về thị trấn, chủ nhiệm ban đảng chính Vương Nguyên Thành đã khiêm cung tươi cười bước ra đón. Lão cười nói, Phó Chủ tịch Diệp, phòng làm việc của anh đã trang bị mới rồi. Bàn của Xuân Thủy và Đoàn Hải đã mang ra rồi. Hiện giờ cũng đã bố trí phòng làm việc khác cho tổ công tác thôn đập thiên thủy, để tôi dẫn anh đi xem. Làm phiền chủ nhiệm Vương rồi. Diệp Phàm cảm ơn rồi đi vào phòng làm việc, phát hiện thấy dãy viền gỗ lát vách cao gần 1 mét đã được thay mới. Chỗ vốn để bàn làm việc của Xuân Thủy và Đoàn Hải giờ bày một bộ sa màu đen 8 người ngồi, là hàng gia chính hiệu. Còn về phần cái bàn là di sản của chủ tịch đã treo cổ tự sát Ngô Tín Dân, Diệp Phàm cũng không đổi lại. Ừ, không tệ, có khí thế, cũng có ý tưởng mới, cảm ơn chủ nhiệm Vương nhiều. Diệp Phàm ném một điếu thuốc cho Vương Nguyên Thành làm y cười híp mắt, thậm chí có cảm giác được yêu mà sợ, cười nịnh. Sao lại nói vậy chứ, phục vụ lãnh đạo là chức trách của chủ nhiệm nhỏ như tôi mà, để lãnh đạo cảm thấy thư thái cũng là để phục vụ Lâm Tuyền tốt hơn. Tuy nhiên Vương Nguyên Thành tựa hồ có chuyện gì muốn nói, cứ đứng dây dưa không chịu rời đi. Diệp Phàm cũng đã nhìn ra. Cười cười nói. Chủ nhiệm Vương, có chuyện gì cứ việc nói ra. Chúng ta còn như vậy thì quá khách khí rồi. Diệp Phàm nói xong cảm thấy bản thân khí chất của bản thân cũng đã thay đổi không nhỏ, dần dần đã có quan thế. Hắn thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra vậy? Gần đỏ thì đỏ, gần mực thì đen, chẳng lẽ nói mỗi người một khi thăng quan dĩ nhiên sẽ sinh ra quan thế, quan tức, quan khí, ngay cả khi nói chuyện cũng có mùi vị của người làm quan. Thằng cụ nó, tà môn rồi. Cái này, tôi định nói là em trai của vợ tôi, cũng e là anh chê. Là cái thằng tên Đỗ Bằng giờ đang ở thôn đập thiên thủy, trước kia nó ở sở tài chính của xã Khanh Hương, giờ đã chính thức trở thành thủ hạ của anh rồi, hy vọng Phó Chủ tịch Diệp nghiêm khắc dạy dỗ. Người trẻ tuổi, có nhiệt huyết, cũng muốn có một chút thành tích. Vì thế, ha ha, chắc không lâu sau khi thiên thủy tổ chức bầu cử xong xuôi thì tổ công tác chắc sẽ rút lui. Tôi mong Chủ tịch Diệp sẽ để nó lại bên cạnh, chẳng phải cũng sắp thành lập tổ công tác cải cách nhà máy giấy sao. Vì thế, ha ha. Vương Nguyên Thành cười giả lả. À, Đỗ Bằng, tôi biết rồi. Thằng nhóc cũng không tệ lắm. Chuyện này dễ làm, tổ công tác chúng tôi cũng cần người nắm tài chính mà. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, thầm nghĩ sau này chuyện như vậy chắc còn rất nhiều, muốn tránh cũng không được. Tuy nhiên Vương Nguyên Thành là chủ nhiệm ban đảng chính. Lại là thân tín của Tần Chí Minh, cũng coi như là một người lâu năm, cũng phải cho y chút mặt mũi, nếu cho em vợ của y vào tổ công tác cũng là bán cho y một lần nhân tình. Chắc là chủ ý của Vương Nguyên Thành cũng chưa dừng ở đây, có thể là ngắm nghía cái ghế phó giám đốc sở tài chính, chuyện này thì đợi lúc đó hãy nói. Nghĩ lại mình cũng đang muốn nhét Phương Nghê Muội từ xã Khanh Hương vào ban đảng chính, coi như là một đổi một. Nếu như mình kiếm cho Đỗ Bằng một cái ghế phó giám đốc sở tài chính thì Vương Nguyên Thành cũng phải lấy một cái ghế phó chủ nhiệm ban đảng chính ra đổi lại. Điều này tựa hồ cũng không thiệt, Vương Nguyên Thành là người lâu năm, có y đề cử ở bên đốt lửa, chắc bí thư Tần Chí Minh cũng sẽ gật đầu. Thầm nghĩ, trên quan trường những việc như thế này quả thật quá nhiều. Chức quan cũng như một món đồ mua bán ngoài thị trường, buồn cười, thú vị. Cảm ơn Phó Chủ tịch Diệp rồi. Để bảo bà vợ tôi nói Đỗ Bằng tới kính Phó Chủ tịch mấy chén. Vương Nguyên Thành cười híp mắt giống như một lão hồ ly, y biết nếu muốn lấy được cho cậu em vợ cái ghế phó giám đốc sở tài chính thì còn phải xuất lực mạnh hơn nữa. Sau khi sáp nhập xã vào thị trấn, sẽ có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái ghế giám đốc sở tài chính còn trống sau khi Lưu Lương Huy ngồi tù. Giám đốc sở chỉ có một ghế, Vương Nguyên Thành cũng không dám hy vọng xa xôi. Nhưng y nghĩ cách lấy được cái ghế phó giám đốc cho em vợ. Đã được Diệp Phàm gật đầu phê chuẩn Đỗ Bằng vào tổ công tác,
sau đó sẽ theo sát sau hắn cơm bưng nước rót, ngũ quan sẽ tranh thủ dần dần, nóng lòng là không ăn được đậu hũ nóng. Phải từ từ tạo được quan hệ với ngôi sao mới của thị trấn Lâm Tuyền, đây chính là vấn đề tầm nhìn lâu dài. Vương Nguyên Thành có nghiên cứu qua về phương diện nhân tướng học, từ tướng mạo y biết sau này Diệp Phàm khẳng định sẽ thành đạt. Con rồng này chẳng qua tạm thời còn ở trong ao, vì thế Vương Nguyên Thành mới có thể tìm tới Diệp Phàm, nếu không dứt khoát trực tiếp đi gặp Tần Chí Minh rồi. Y vốn vất vả phục vụ đã nhiều năm cho Tần Chí Minh, chắc chắn lão sẽ nể mặt. Vương Nguyên Thành làm chủ nhiệm ban đảng chính thị trấn Lâm Tuyền mà nói chính là một tay lão luyện, y tuyệt đối không thua những phó chủ tịch thị trấn, thậm chí có lúc còn có tác dụng hơn. Y ăn nói khéo léo, giao tế rộng, ngay cả Thái Đại Giang biết rõ y là thủ hạ đắc lực của Tần Chí Minh nhưng vẫn không muốn đắc tội y, điều này nói rõ năng lực rất lớn của Vương Nguyên Thành. Ừ, chủ nhiệm Vương, tôi dĩ nhiên sẽ chiếu cố cho cậu em vợ của anh rồi. Diệp Phàm còn bồi thêm một câu. Vương Nguyên Thành mừng rỡ, thầm nghĩ, tối nay phải báo tin vui này cho vợ mới được, sau đó sẽ tới nhà luôn cho nóng. Nghĩ tới những chuyện rối rắm này, Vương Nguyên Thành cảm thấy đôi chân dường như hơi mềm ra, cả người lâng lâng như có làn gió nhẹ thổi qua. Mấy đồng chí ngoài hành lang nhìn vào y mắt tròn mắt dẹt. Mọi người phát hiện dường như y vừa từ phòng làm việc của Phó Chủ tịch Diệp đi ra, chẳng lẽ Phó Chủ tịch Diệp đã hứa hẹn lợi ích gì với y? Tâm tư một số người lại bắt đầu nổi lên, liều mạng vào đầu để nghĩ cách làm tốt quan hệ với Phó Chủ tịch Diệp. Tuy nhiên cũng không dễ để nghĩ ra cách. Ví dụ như mời uống rượu, người ta xác định sẽ không nhận lời. Còn biếu thuốc hay rượu thì quá thường, mời ăn cơm thì người ta là một Phó Chủ tịch chẳng lẽ thiếu cơm ăn sao, cuối cùng mấy kẻ đáng thương tốn hết mất mấy vạn tế bào não mà vẫn không nghĩ ra cách, có thể nghĩ ra cách nào thì người khác cũng đã dùng rồi. Không có cái mới chắc chắn sẽ không thể hấp dẫn Phó Chủ tịch Diệp, mấy lão gia có con gái xinh đẹp đã thầm tính toán sử dụng mỹ nhân kế. Người nào lỡ có con gái xấu chỉ muốn chạy về nhà đạp cho vợ mấy cái tại sao không sinh con gái như hoa như ngọc để bây giờ không chạm vào được Phó Chủ tịch Diệp, thất sách a. Thật ra thì bọn họ cũng không nghĩ, giỏ nhà ai qua nhà nấy, nền móng không tốt dĩ nhiên sinh ra không thể xinh đẹp rồi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, muốn mắng đầu tiên phải mắng mình đã. Diệp Phàm sau đó đi sang phòng làm việc của Tần Chí Minh báo cáo công tác, đầu tiên đưa cho lão một bao đại hùng miêu mà tạ tốn cho hắn. Tần Chí Minh mới đầu cũng không chú ý, sau đó thuận tay đốt một điếu mới thấy mùi vị hết sức đặc biệt. Lúc đó lão mới nhớ ra trước kia ở trong quân đội đã từng biết qua, thậm chí có lần còn may mắn ké được một hơi nên nhớ rất kỹ. Chương 185, một bao thuốc lá đổi một giám đốc sở tài chính. Tần Chí Minh cầm điếu thuốc trên tay xem xét cẩn thận, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, lẽ nào là loại thuốc đặc biệt trong truyền thuyết, loại thuốc đặc biệt này trên thị trường cũng không được bán. Không thể nào, đồng chí Tiểu Diệp chỉ là một phó chủ tịch thị trấn bé nhỏ, không thể nào có được loại hàng cao cấp mà ngay cả quan lớn cấp tỉnh, bộ cũng rất ít người có được. Lẽ nào đồng chí Tiểu Diệp là con cháu của gia tộc đỏ thần bí, thái tử đảng, là lấy tiếng tới thị trấn hẻo lánh này của chúng ta? Không thể nào. Nội tình của nhà hắn mình sớm đã đi điều tra rõ ràng rồi, tổ tông ba đời cũng đều thám thính qua. Người cha Diệp Thần Tây chính là một chủ nhiệm văn phòng nhỏ bé của Cục Lao động huyện Cổ Xuyên, một chức quan cửu phẩm, so với mình cấp bậc vẫn còn thấp. Mẹ Lâm Tú Chi chính là một giáo viên tiểu học, anh trai thất nghiệp, giống như người sống tạm bợ, em trai em gái cũng không khác gì hắn, đi học toàn ở những trường đại học nổi tiếng trong nước, nghe nói kinh tế còn tương đối khó khăn. Phải vay một khoản tiền để cho mấy đứa con đi học. Trong họ hàng tuyệt đối cũng không có ai làm quan cao. Nếu có cũng không thể để mặc nhóm người của mình ban đầu ném hắn giống như ném đồ bỏ đi vào xó xỉnh hẻo lánh chó ăn đá gà ăn sỏi đó để làm một thôn quan được. Tần Chí Minh nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, bắt đầu nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, nhưng y cũng không hỏi. Diệp Phàm cũng sớm nhìn ra nghi vấn trong lòng Tần Chí Minh. Dù y che giấu rất kỹ nhưng chi giác ánh mắt của Diệp Phàm quá nhạy cảm, phương diện thuật dưỡng sinh vẫn là vô cùng tài giỏi, ít nhất là tốt hơn người bình thường một chút. Hắn cười cười nói, muốn không, cho anh một bao. Diệp Phàm trêu chọc nói, cảm thấy trêu đùa Tần Chí Minh cũng là một chuyện rất thú vị. Bởi vì con người Tần Chí Minh rất ít cười, về cơ bản đều là khuôn mặt nghiêm khắc, người không quen còn tưởng là mình mắc nợ ông ta còn chưa trả, cảm thấy có chút sợ hãi. Mấy tháng trước khi mình vừa mới tốt nghiệp,
nhìn thấy Tần Chí Minh giống như là chuột thấy mèo, không ngờ mấy tháng sau, hiện tại bản thân tựa hồ có quyền thế ngang nhau với ông ta, có thể nói chuyện ngang hàng rồi. Trong lòng Diệp Phàm không khỏi có chút cảm thán. Trên đời này, biến hóa vô thường, nói đâu xa chỉ cách mới mấy tháng. Chỉ cần có cơ hội là có thể thay đổi vận mệnh, nói rất có lý. Đương nhiên là muốn, lấy đi. Tần Chí Minh cũng không dài dòng, loại thuốc này y cũng muốn gần 10 năm rồi. Ở trong bộ đội vì cấp bậc của mình không đủ, một cán bộ cấp tiểu đoàn, làm gì có đủ tư cách để hút loại thuốc thần bí này, cho dù là hút một hơi. Nhớ lúc ấy đoàn trưởng lập được đại công được một bao thuốc loại này, nhưng lão quá keo kiệt, cãi chảy cái cối không chịu lấy ra cùng hưởng, cuối cùng nói là giữ làm kỷ niệm không chịu rút ra. Cho đến khi xảy ra chuyện, chết vì bệnh cũng không thể hút được một ngụm, cuối cùng toàn bộ bao thuốc ấy được đốt trên mộ phần của hắn. Lúc ấy Tần Chí Minh cũng là người châm thuốc cho đoàn trưởng. Cho nên đến giờ vẫn khó quên, nhớ tới lại có chút chua xót, đau buồn đương nhiên không phải vì bao thuốc, mà là vì đoàn trưởng đã đi rồi. Ở đâu vậy? Tần Chí Minh không nhịn được bồi thêm một câu. Ha ha, một thiếu tá họ Tạ đưa cho, chính là anh trai của cô gái Tạ Mị Nhi tới Thủy Vân lần trước. Anh ta nói là đóng quân ở huyện Ngư Dương chúng ta, bí thư Tần, huyện Ngư Dương nghèo khó chúng ta còn có nơi đóng quân, anh có nghe nói không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, lúc ấy thiếu tá Tạ Tốn đi rất vội vàng, nói là kêu Diệp Phàm sau này rảnh rỗi thì tìm gã, kết quả là ngay cả số điện thoại cũng không để lại. Địa điểm cũng không biết, còn tìm cái rắm. Diệp Phàm cũng không muốn hỏi Tạ Mị Nhi, trong lòng cũng băn khoăn chuyện này. Căn cứ Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu mình cũng đi qua rồi, căn cứ nhỏ của Tạ Tốn có thể có gì chứ, huống hồ là đóng quân ở cái xó xỉnh héo lánh Ngư Dương này, đoán cũng không thể đoán ra được, không biết đi đâu tìm, nên vẫn có chút tò mò. Đóng quân, có một nơi, hình như là căn cứ Lôi Đạt, nghe nói nằm trên đỉnh núi Dương Đầu của huyện chúng ta. Tôi cứ thắc mắc cô gái Tạ Mị Nhi đó tại sao có thể mở được một thủy vân cư lớn như vậy, hóa ra là có chỗ dựa vững chắc sau lưng lớn như vậy. Một người anh trai thiếu tá, thời đại súng ống cướp chính quyền mặc dù đã qua rồi, nhưng hiện tại bảo vệ quốc gia không có súng ống tuyệt đối không được. Cho dù là ở chỗ đó quân nhân cũng là một loại người đặc biệt kiêu ngạo, ngay cả cảnh sát cũng không chọc vào bọn họ. Những kẻ du thủ du thực ở Ngư Dương lại càng không cần phải nói, ở trước mặt bọn họ ra vẻ sở hữu gì đấy, không đáng nhắc đến. Tần Chí Minh dù sao cũng là một cán bộ xuất thân từ quân đội, tâm tình đối với quân đội vĩnh viễn cũng không mất được. Trong xương cốt vẫn còn cho rằng mình chính là một quân nhân, luôn luôn cảm thấy tự mãn vì mình là quân nhân. Cho nên nhiều lúc lấy lời khen ngợi quân nhân là chủ yếu, trong giọng nói rất là rõ ràng. Bí thư Tần, tôi nghĩ tổ công tác nhà máy giấy nên bắt đầu chuẩn bị rồi, mặc dù nói chuyện của tập đoàn Nam Cung cũng không rõ ràng, thậm chí là hy vọng không lớn. Tôi nghĩ ngoài tập đoàn Nam Cung còn có các con đường khác để đi. Tôi có lòng tin xây dựng sinh lực cho nhà máy giấy, nhưng cũng không đến mức độ không có sinh lực thì không thể, bí thư Tần ắt hẳn cũng biết tình hình thật sự của nhà máy. Nếu không đưa vào luồng sinh lực tươi mới, công nhân không có tiền lương thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng hiện tại chuyện tôi cần làm rất là nhiều, đoán chừng còn phải tới Thủy Châu một chuyến. Có khi còn phải đi mất mấy ngày, chuyện trong thị trấn lại đang rất bận rộn, ngay cả con đường ở Thiên Thủy tạm thời cũng phải đặt sang một bên trước đã. Diệp Phàm thuận miệng nói, tiện tay rút từ trong túi ra một gói thuốc đại hùng miêu đưa cho Tần Chí Minh. Đúng, chuyện của nhà máy giấy phải nắm bắt thật chặt chẽ. Ai, thị trấn Lâm Tuyền chúng ta gần đây hình như cũng gặp nhiều xui xẻo, tương lai không xa xã Khanh Hương sẽ bị giải thể. Hiện tại ngay cả chuyện của nhà máy giấy Ngư Dương cũng quẳng cho Lâm Tuyền chúng ta. Trước đây nhà máy giấy Ngư Dương mặc dù xây dựng trên Lâm Tuyền chúng ta, nhưng nó là xí nghiệp trực thuộc quản lý của huyện. Không có nhiều quan hệ với chúng ta, cũng không cần chúng ta đi mò mẫm quan tâm, nhưng hiện tại thì không giống như vậy nữa, biến thành xí nghiệp trực thuộc thị trấn của chúng ta, còn có quyết định của tập thể thường vụ huyện. Muốn thay đổi cũng khó, đành phải kiên trì đến cùng. Nhưng chúng ta làm cái gì, là cán bộ của đảng, nếu đã làm công ăn lương thì nên làm việc thiết thực một chút, bằng không nhân dân sẽ đâm vào cột sống của chúng ta. Chuyện của nhà máy giấy tôi ủng hộ cậu, cậu dũng cảm đi làm đi. Có suy nghĩ gì có thể trực tiếp nói, cần người có người, muốn quyền có quyền, chỉ là muốn tiền thì không có. Chút điểm này một phó chủ tịch thị trấn quản lý tài chính như cậu là hiểu rõ nhất.
con người tôi cũng không thích vòng vo, có chuyện gì cứ nói. Tần Chí Minh tựa hồ nhìn ra một chút tâm tư cảnh giác này của Diệp Phàm, vừa thưởng thức điếu thuốc lá mà Diệp Phàm đưa cho y, còn dí mũi ngửi ngửi, nghiêm trang nói. Vậy tôi nói thẳng, tôi muốn chuyển giám đốc sở tài chính Trịnh Lực Văn của xã Khanh Hương tới đây. Dù sao xã Khanh Hương cũng sắp giải tán rồi, điều mấy người tới đây cũng không phải là chuyện khó. Vị trí giám đốc sở tài chính của thị trấn chúng ta từ sau khi Lưu Lương Huy ngồi tù vẫn cứ ở trống đấy. Một thị trấn lớn như vậy, bộ phận quan trọng như sở tài chính không có người đứng đầu cầm lái thì hiệu suất giảm bớt đi nhiều. Gần đây nghe nói vì tranh giành vị trí giám đốc sở mà hai cấp phó làm ầm ĩ rất hung, cãi vã lẫn nhau, nói khó nghe một chút, cho dù là đi huyện thành phố quyên góp cũng không được đồng tâm có phải không? Diệp Phàm phân tích nói. Đầu tiên kêu Trịnh Lực Văn tạm quyền giám đốc sở, nếu làm tốt thì chính thức bổ nhiệm. Sau khi điều tới đây, tôi muốn trực tiếp thu xếp cho anh ta vào tổ công tác nhà máy giấy, xem như là tổ viên đầu não. Trịnh Lực Văn, để tôi suy nghĩ. Tần Chí Minh trầm mặc một lúc, ánh mắt nhìn bao thuốc đặc biệt, muốn mở ra nhưng lại có chút dáng vẻ không nỡ, cho nên tay trên cái hộp cứ co duỗi qua lại hồi lâu, giống như đang sờ một đại mỹ nữ xinh đẹp lại không nỡ ghé miệng xuống. Diệp Phàm nhìn mà cứ muốn cười, dứt khoát đem bao thuốc lá đã bóc ra trong túi áo mình lại rút ra hơn một nửa bao ném tới. Cầm đi, cái này cũng cho anh, tôi có bị tính là hối lộ bí thư không nhỉ? Ha ha! Anh chàng nhà cậu, còn có bao nhiêu bao nữa? Tần Chí Minh đột nhiên hỏi, hai mắt bỗng nhiên xuất hiện ánh mắt của loài sói. Diệp Phàm suýt nữa thì sặc, thầm nghĩ, nếu Tần Chí Minh làm chủ tịch huyện, mình chỉ cần dùng một điếu đại hùng miêu là có thể điều khiển được y rồi, nhưng loại hàng tốt đó cũng khó mà có được. Lần sau tới căn cứ Lam Nguyệt Vịnh ở Thủy Châu nhất định phải hỏi xin anh thiết một điếu mang về, ngu sao mà không lấy. Không nhiều lắm, tổng cộng có 5 hộp, cho anh 2 hộp nhé. Diệp Phàm cười cười. Được rồi, nể bao thuốc mà cậu đưa cho, về nguyên tắc tôi phê chuẩn. Thành thực nói một chút cho tôi, Trịnh Khinh Vượng chủ nhiệm lâm trường cho cậu lợi ích gì? Lãnh đạo trên huyện cũng đánh tiếng với tôi. Chức vụ giám đốc sở tài chính là một miếng bánh thơm ngon, tất cả phó chủ tịch xã của xã Khanh Hương đều nhìn chằm chằm vào. Tôi lúc ấy đã muốn là cậu quản lý rồi, đương nhiên phải hỏi lãnh đạo chủ quản một chút. Nếu cậu đã nói ra trước thì được rồi, nhưng từ không hay phải nói ra trước, nếu làm không tốt, chữ tạm quyền, không những cầm không được mà còn phải đi khỏi. Tần Chí Minh dáng vẻ đùa giỡn, thản nhiên cười nói. Rút ra một điếu thuốc đặc biệt tự châm cho mình, mạnh mẽ hít một hơi. Đúng, chính là mùi vị này, rất là tinh khiết. Làm hại Diệp Phàm ở bên cạnh nuốt nước miếng, trong lòng thầm nói, thuốc của mình mà cũng không chia cho mình một điếu. Cũng quá lắm, chưa thấy cao thủ nào keo kiệt như vậy, ai. Lợi ích thì không có, chỉ ăn một bữa điểm tâm. Mục tiêu của tôi là nếu sửa con đường của Thiên Thủy, Lâm Trường cũng nên bỏ ra một chút. Diệp Phàm nói thẳng ra, cậu đang làm giao dịch à? Nhưng trị giá của giao dịch này, với năng lượng của Trịnh Khinh Vượng muốn bỏ ra trên 100 vạn có lẽ cũng có. Mánh khóe của cậu còn rất nhiều, một giám đốc sở tài chính đổi lấy 100 vạn, rõ ràng là có lợi. Tần Chí Minh vui vẻ. Bí thư Tấn, còn về tổ công tác anh còn có ý kiến gì không? Hiện tại đang trong quá trình xây dựng tổ, có chọn được người nào tốt cũng đừng che giấu. Tôi cũng chưa quen thuộc lắm với thị trấn Lâm Tuyền, vẫn cần phải nghe ý kiến của anh, để tránh khỏi phạm phải một số sai lầm nhỏ, khiến thị trấn chúng ta và bí thư Lý với anh bị mất mặt. Diệp Phàm lộ vẻ rất khiêm tốn xin được chỉ bảo. Hành động của hắn làm cho Tần Chí Minh rất có một loại cảm giác thỏa mãn, thầm nghĩ, nhìn thấy không, một lão già quê mùa ngay cả cao trung cũng chưa học qua như tôi, còn có thể lãnh đạo một cử nhân tốt nghiệp Đại học Hải Giang, kinh nghiệm là thứ không thể học được ở trường học. Phải biết rằng Diệp Phàm mặc dù nói là trẻ tuổi, nhưng thân phận địa vị hiện tại của người ta là không thấp, cũng là phó chủ tịch, ủy viên đảng ủy, nhưng lại phải cung kính với mình như vậy. Dĩ nhiên Tần Chí Minh cũng hiểu được Diệp Phàm làm như vậy là muốn lấy lòng mình. Phải biết rằng ít nhất có 30 cán bộ tới chỗ Tần Chí Minh dựa vào quan hệ muốn vào tổ công tác của Diệp Phàm, tham gia cải tiến tiềm lực của nhà máy giấy. Diệp Phàm gần đây rất bận rộn, thời gian trước thì tới Thủy Châu. Sau đó lại bị vùi lấp ở cục an ninh thành phố, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, người ta muốn tìm cũng tìm không được. Chương 186, tình tiết vụ án khó lòng phân biệt. Vậy cũng được, tôi cũng không rông dài nữa.
Có hai người, một người là Trần Tắc, vốn làm ở nhà khách ủy ban, anh chàng này cũng rất khá, tốt nghiệp trường nghiệp vụ kinh tế thành phố Mạc Hương. Gã rất nhanh nhẹn, khéo léo, làm ở chỗ nhà khách của chủ nhiệm Trần Chí Minh 2 năm rồi, là một cao thủ trong phương diện đối nhân xử thế. Gọi cậu ta vào trong tổ làm những công tác giao thiệp, thu hút cũng không tệ, tử lượng cũng kinh người, hiện tại trên bàn rượu, loại người này cũng xem là nhân tài không thể thiếu. Còn một người là Ngọc Tiêu, ở trạm cơ khí nông nghiệp. Gã vốn là quân nhân chuyển ngành, ban đầu lẽ ra phải nhét vào sở công an làm cảnh sát. Nhưng sở công an thị trấn Lâm Tuyền chúng ta quá đông đúc, sở công an của một thị trấn mà số người lên tới 60 người, nói ra cũng khiến người ta giật mình. Tuy nhiên với nhân khẩu của thị trấn chúng ta mà nói cũng không tính là nhiều, theo tỷ lệ 200 người một cảnh sát thậm chí còn là ít. Anh chàng này cực kỳ thành thực, lúc đầu gọi cậu ta tới trạm cơ khí nông nghiệp, cậu ta không nói nhiều đi ngay. Làm ở đó 2 năm cũng không tạo ra ồn ào gì. Ban đầu tôi đã hứa với người nhà cậu ta là qua mấy tháng sẽ sắp xếp vào sở công an. Ai, nhoáng cái đã 2 năm rồi, cho nên lần này không thể kéo dài được nữa. Anh chàng này lúc ở trong bộ đội cũng học được không ít việc, thậm chí lái xe đạp một tay rất thành thạo. Có lần tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta nghiêng hai bánh xe của chiếc xe đạp đi trên đường, thân thủ rất khá. Ai, tôi không thể dũng cảm chôn vùi người ta, giữ họ lại ở trạm cơ khí nông nghiệp để phí tuổi xuân nữa. Vốn tôi có suy nghĩ là kêu cậu ta lái xe cho tôi, nhưng tài xế cũ của tôi cũng rất khá. Tổ công tác các cậu vì tình huống đặc biệt, cần phải mở rộng công tác, trong thị trấn phê chuẩn cấp cho các cậu một chiếc xe để đi. Cậu tự xem mà làm, nhưng tiền mua xe phải tự nghĩ cách, ha ha. Tình hình tài chính của thị trấn chúng ta cậu cũng biết rõ rồi đấy, tiền lương 3 tháng của giáo viên mới được một nửa, ai? Tần Chí Minh lại đem giáo viên ra làm bia đỡ đạn. Nếu không 200 vạn của cậu mượn trước một chút cấp cứu đi, không nhiều lắm, khoảng 20 vạn thôi. Ha ha, không được, không phải là tôi keo kiệt, nhưng túi tiền đó không thể mở được, vừa mở thì 200 vạn đó của tôi đoán chừng 3 ngày thì túi rỗng không. Anh cũng biết, hôm qua tới Ngư Dương tôi cũng rất lo lắng đề phòng, may mà hoàn hảo quay về, thật nguy hiểm. Tôi thành tên hành khất cũng không sao, nhưng sợ tập đoàn Nam Cung không chịu, lại nói chuyện của nhà máy giấy vẫn cần tìm bọn họ. Nếu chọc giận bọn họ, làm lỡ chuyện của nhà máy thì thiệt hại không thể nào bù đắp được. Còn nói đến chuyện phân xe đến lúc đó hãy nói. Ha ha, một bí thư như anh, tại sao lại nói phân xe cho tổ công tác mà tiền do chính tôi kiếm, chuyện này có chút khó nói. Diệp Phàm cũng kêu khổ, bằng không tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn vào 200 vạn của hắn, cả ngày ngay cả lúc ngủ cũng lo lắng tiền bay mất, may mà mật khẩu của thẻ nằm trong tay mình, bằng không thật sự là ngủ không yên. Được rồi, không được thì thôi, tôi cũng biết là cậu khó khăn. Người của thôn đập Thiên Thủy cũng không dễ chọc vào, đoán chừng chuyện 200 vạn đó đã truyền đến trong tai người trong thôn rồi. Thật sự dùng tiền của công đoán chừng sẽ rất ầm ĩ. Nghĩ đến người ở đó tôi cũng có chút phiền lòng, chuyện này thật sự phải khen ngợi cậu. Còn về tiền phân xe cũng không có cách nào, xác định phải do cậu tự nghĩ cách rồi. Bất kể cậu kiếm được tiền từ con đường nào tôi cũng ủng hộ cậu. Hơn nữa cậu không phải còn có 200 vạn đó. Tần Chí Minh đùa giỡn khiến cho Diệp Phàm hết sức buồn bực, thầm nghĩ. Toàn là mở ngân phiếu khống, phân xe cái rắm. Muốn mình kiếm tiền lại có thể nói là trong thị trấn đặc biệt quan tâm đến tổ công tác nên phân xe. Da mặt của ông bí thư này không hề mỏng hơn mình, lão bỏ ra một cũng kiếm lại một. Mình vẫn lái chiếc xe Mitsubishi của mình được rồi, nhưng tiền xăng phải để thị trấn trả. Khi gần đến 11 giờ trưa, về chuyện điều chỉnh Lực Văn đến Lâm Tuyền làm giám đốc sở tài chính được ba vị Tần Chí Minh, Tống Ninh Giang cùng với Thái Đại Giang cùng chụm lại một chỗ bàn bạc. Thái Đại Giang mặc dù nói có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến đây là chuyện Diệp Phàm đề xuất. Nếu khăng khăng muốn ngăn cản chọc vào tên làm việc không có đầu óc này, khối tài chính lại nằm trong tay hắn, sau này hắn tức giận ra sức ngáng chân mình thì phiền phức lớn. Hơn nữa người ta được trên huyện chỉ đích danh là lãnh đạo quản lý tài chính. Đương nhiên là có quyền đề nghị, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Tuy nhiên y cũng ám chỉ sau này sau khi sáp nhập xã vào thị trấn ở phương diện sở tài chính chí ít phải lưu lại một vị trí phó giám đốc sở cho y, điểm này Tần Chí Minh cũng gật đầu. Kỳ thực cũng có chút giống giao dịch mua bán rau, chẳng qua cái mà bọn họ giao dịch là mũ quan mà thôi. Còn về chuyện điều người từ xã Khanh Hương,
trên huyện thật ra đồng ý rất dứt khoát rồi, một cú điện thoại là xong. Vì hiện tại mặc dù nói vẫn chưa công bố chuyện sáp nhập xã Khanh Hương vào huyện, nhưng thật ra đang âm thầm thẩm thấu trước để tiến hành. Ngay cả hai đồng chí vừa mới tham gia vào tổ công tác thôn đập Thiên Thủy cũng là từ xã Khanh Hương chuyển tới. Những đại lão trên huyện cũng không ngốc, lập tức giải tán xã, số người đến quá nhiều nhất định sẽ xảy ra rối loạn. Đến lúc đó làm không tốt không phải sẽ tạo thêm càng nhiều phiền phức sao? Dạng ồn ào nhỏ như vậy, bên này gõ một cái bên kia kéo một cái, giải rác thẩm thấu vào trong, đối với sau khi tuyên bố sáp nhập vào thị trấn, ảnh hưởng mang tới khẳng định sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhiều nhất chính là tạo thành thế cục nghiêm trọng về nhân viên của thị trấn Lâm Tuyền hiện tại, nhưng không có quan hệ gì, chết tiệt là Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền trên huyện không có nhiều ảnh hưởng lớn lắm. Hơn nữa thời gian cũng sẽ không kéo dài quá lâu, chỉ là một kết quả mang tính tạm thời. Chủ nhiệm Trịnh, nói với Lực Văn, kêu cậu ta ngày mai tới làm việc ở Sở Tài chính Lâm Tuyền, đảm nhiệm chức vụ giám đốc sở tạm thời. Diệp Phàm cướp cơ hội báo tin vui cho Trịnh Khinh Vượng trước. Tình nghĩa của loại người này đương nhiên là chạy trước thì tốt hơn. Giám đốc sở tạm quyền, cảm ơn Chủ tịch Diệp, tối nay tôi sẽ đưa Lực Văn đến Lâm Tuyền, mấy anh em chúng ta sẽ uống mấy chai. Chuyện sửa đường bên tôi cũng biết đầu đuôi sự việc rồi, nghe nói Lâm Tuyền các anh bỏ ra 200 vạn, bên tôi cũng không thể bỏ ra quá ít. Mấy ngày trước tôi đã chạy lên tỉnh một chuyến, kiếm được 60 vạn, thành phố cũng đồng ý cấp cho 30 vạn, một mình tôi góp vào 60 vạn, vậy là có 150 vạn. Đến lúc đó sẽ đưa toàn bộ cho cậu xử lý, ha ha. Trịnh Khinh Vượng vừa nghe nói trong lòng khẽ run lên, thở ra một hơi thật dài. Phải biết rằng gần đây em trai Trịnh Lực Văn không ít lần lải nhải bên tai y, thiếu chút nữa là mọc kén trong đó rồi. Giới thiệu bạn gái cho cậu ta thì cũng giận dỗi không gặp, cha mẹ già nhìn thấy mà trong mắt đầy sự lo lắng. Cho nên làm ầm ĩ càng nhiều hơn, cả ngày gọi điện thoại tới thúc giục, ép anh trai Trịnh Khinh Vượng phải cướp cơ hội xuống tay trước, sắp xếp chuyện của Lực Văn cho tốt. Thiếu chút nữa truyền ra chiều hướng mẹ già muốn tuyệt thực, bởi vì cục diện gần đây của xã Khanh Hương càng ngày càng loạn. Lòng người không yên, hoang mang chuyện xã sắp giải tán rồi. Trịnh Lực Văn đương nhiên cũng ngồi không yên, nhưng lại không dám đi tìm Diệp Phàm, hơn nữa cũng tìm không được, hắn còn tưởng Diệp Phàm sợ phiền phức nên trốn đi. Trịnh Khinh Vượng dù sao cũng là một cán bộ cấp trưởng ban, có sự vững vàng của một đại tướng, cho nên chuyện này y nhìn tương đối rõ ràng, đoán chừng bộ phận quan trọng vẫn là nằm trên tay Diệp Phàm, điều này đã được Thường vụ huyện ủy phân công cho nên quyền lợi xác định rất lớn. Vì vậy Trịnh Khinh Vượng gần đây cũng dũng cảm không đi tìm một số lãnh đạo của Ngư Dương, mà chỉ chuyên tâm đợi Diệp Phàm báo tin vui. Hôm nay thật sự là y đã đợi được, hơn nữa càng khiến người ta vui sướng là lại có thể giá trị hơn ngoài dự đoán. Vốn chỉ là tính toán kiếm được một chức phó giám đốc sở là xem như rất tốt rồi, sau này Lực Văn sẽ được Diệp Phàm từ từ cất nhắc lên. Không ngờ lập tức đã được đề bạt lên làm giám đốc sở tạm quyền, chứ tạm này mặc dù nói vẫn đặt ở đầu chức. Nhưng chuyện này nếu em trai Trịnh Lực Văn không có phạm phải sai lầm gì lớn thì trên cơ sở đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đường đi bên trong Trịnh Khinh Vượng làm sao không hiểu rõ được. Lần này xem như y đã mắc nợ Diệp Phàm một món nợ nhân tình cực lớn, cho nên Trịnh Khinh Vượng lập tức đáp lại, nếu Diệp Phàm quăng cho mình một số lợi ích thì mình cũng trả lại cho cậu ta một số lợi ích. Lấy con số lớn 150 vạn để báo đáp, điểm này cũng chưa thể hiện được chữ, báo, quan trọng là một câu ở phía sau. Số tiền này toàn bộ do anh xử lý. Câu này có ý tứ gì? Cũng chính là đem tất cả quyền lợi về quyền quyết sách, quyền sở hữu tài sản của Lâm Trường Cảnh Dương đối với con đường của thôn đập Thiên Thủy, toàn bộ giao lại cho Diệp Phàm, đây là một việc lễ nghĩa cực lớn. Nếu đưa cho người cầm lái một ít tiền khẳng định là không được rồi, 150 vạn này chỉ ít có thể mò lại được 10 vạn tiền hoa hồng. Trịnh Khinh Vượng là một người thông minh, dày dặn kinh nghiệm. Đưa thế này so với đưa trực tiếp 10 vạn cho Diệp Phàm càng khiến người ta vui mừng hơn. Vậy tôi phải cảm ơn sự ủng hộ cực lớn của anh Trịnh rồi, tối nay gặp nhé. Diệp Phàm cười nói, thầm nghĩ, kết bạn với Trịnh Khinh Vượng cũng tốt, ai? Nếu cha của Nhược Mộng không phải hắn âm thầm ra tay sát hại thì tốt rồi. Sao lại khách khí thế chú Diệp, Lâm Trường chúng tôi cũng phải đi trên con đường ấy. Giống như chú nói vậy, có lẽ Lâm Trường chúng tôi đi còn nhiều hơn. Bỏ ra chút tiền thế này, tôi còn có chút xấu hổ nữa là. Đúng rồi, chú lúc nào có thời gian thì kêu Thiết Hải lên,
mấy anh em chúng ta cùng tới lang đang cốc săn heo rừng đem về ăn mặn. Trịnh Khinh Vượng vẻ mặt nhẹ nhõm, chuyện của em trai được giải quyết khiến y không thể không vui mừng. Được rồi, hôm nào rảnh nhé, cảm ơn. Diệp Phàm sau khi nói xong cúp điện thoại, trong lòng lại càng nghi hoặc, nếu nói Trịnh Khinh Vượng thật sự là chủ mưu trong chuyện sát hại Diệp Thủy Căn, tại sao khi nhắc đến lang đang cốc lại không có chút sợ hãi nào, rất là thoải mái. Phải biết rằng Diệp Thủy Căn chính là chết ở sườn núi lang đang của lang đang cốc. Một hung thủ giết người có thể bình tĩnh thản nhiên như vậy đối với nơi mình đã sát hại người khác thì chỉ có ba tình huống xảy ra. Một là người này xác định là kẻ điên, còn có một tình huống chính là giết người như ngoé, đã đạt đến trình độ coi mạng người như cỏ rác, cho nên không có cảm giác gì cả. Cái cuối cùng chính là người này không giết người, từ phỏng đoán của Diệp Phàm mà nhìn Trịnh Khinh Vượng có lẽ thuộc về loại người thứ ba. Nếu hắn không phải là chủ mưu sát hại Diệp Thủy Căn cha của Diệp Nhược Mộng vậy thì là ai? Chuyện này thật sự là khó bề phân biệt, càng ngày càng thần bí, rối loạn. Diệp Phàm luôn cảm thấy bên trong giống như khoác lên một tầng vải dày mịt mờ, khiến người ta nhìn thấy nhưng lại không thể nào nhìn thấy rõ hoàn toàn, không hiểu ra sao. Mẹ kiếp, lưới trời lồng lộng, con cá nhà ngươi làm sao có thể thoát được, ông mày thề phải lôi mày ra. Diệp Phàm hung hăng siết chặt nắm tay, nghĩ đến cuộc sống cô đơn lạnh lẽo của người mẹ nuôi Diệp Kim Liên ở thôn Đập Thiên Thủy bây giờ, trong lòng lại buồn phiền. Hắn quyết định buổi chiều đi tới nhà máy giấy Ngư Dương. Lại nhớ ra tối hôm Trịnh Khinh Vượng mời khách âm thầm phân cao thấp với giám đốc nhà máy giấy Hoàng Hải Bằng trong phòng hát, cũng xem là kỳ phùng địch thủ. Khóe miệng Diệp Phàm theo thói quen nhếch lên mơ hồ lạnh lùng mỉm cười. Hoàng Hải Bằng, chúng ta cùng nhau so tài nào. Con người sống cả đời không có lấy một đối thủ cũng không có chút thú vị nào, cao thủ tĩnh mịch chính là người của cảnh giới này, cùng so đấu với người khác thật sự vô cùng vui mừng, quá tịch mịch thật ra không có gì thú vị. Trong khi đó thì bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà và huyện đội trưởng Tạ Cường dẫn theo mấy cảnh sát tới căn cứ Lôi Đạt ở Dương Đầu Phong. Khi tới nơi, họ bị ngăn lại ở bên ngoài lưới sắt khu vực cấm, một thượng úy đại đội trưởng nói cho bọn họ biết nơi này là khu vực cấm quân sự, ngoài những binh lính trong căn cứ ra, tất cả những người đến đều phải có giấy thông hành của đại quân khu lĩnh Nam. Chương 187, đã mất phu nhân lại thiệt quân. Sau khi Tạ Cường nói rõ thân phận, người thượng úy đại đội trưởng gọi điện thoại vào trong xin phép nhưng được trả lời là chỉ có thể tiến vào khu vực doanh trại, không thể tiến vào khu vực quân sự trung tâm, kỳ thực chính là khu sinh hoạt bên ngoài. Lửa giận trong lòng Chu Trường Hà chỉ trực bùng phát, nhưng nhìn thấy Tạ Cường cứ liếc mắt ra hiệu nên cũng đành cố gắng đè xuống, mới nhớ ra bản thân mình tới đây là để cứu con trai, đây là qua sông thì phải lụy đò. Tư lệnh căn cứ Tào Vũ Dương và chính ủy Cố Khai Tuyên nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Người ta tới đưa tiền mà không nhiệt tình thì đúng là kẻ ngốc. Vốn lúc nãy khi nghe thấy người đại đội trưởng canh gác ngoài cửa báo cáo, Tào Vũ Dương và chính ủy Cố Khai Tuyên đều có chút ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Bởi vì bọn họ hiểu rõ huyện Ngư Dương là một huyện nghèo cấp quốc gia, căn cứ Lôi Đạt hàng năm đều phải giúp đỡ sửa chữa đường xá, bỏ lực, cống hiến chút ái tâm, làm những hoạt động quân dân cùng xây dựng. Nhưng chính quyền huyện Ngư Dương lại chưa từng có người nào tới hỏi thăm các binh lính của căn cứ bọn họ. Suy nghĩ cũng đoán ra được nguyên nhân, người ta xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, đến tay không thì thăm hỏi cái gì. Lần này thật ra là lần gặp mặt đầu tiên, vậy mà đã đưa tiền tới. Chính ủy Cố Khai Tuyên nhận lấy mười mấy cân thịt heo mà huyện Ngư Dương đưa tới, một số đặc sản địa phương và 3 vạn đồng thăm hỏi. Sau đó mấy người đi vào phòng ăn của doanh trại bày ra mấy bàn chiêu đãi. Trong bữa ăn Tạ Cường và Chu Trường Hà đều ngầm ám chỉ chuyện Chu Tiểu Đào bị bắt vào căn cứ, tư lệnh Tào mặc dù gọi là tư lệnh, nhưng thật ra cũng chỉ là một sĩ quan cấp bậc trung tá. Vì địa bàn của căn cứ trên đỉnh Dương Đầu cũng không phải quá lớn, một nửa lực lượng canh giữ doanh trại lại công thêm một số dụng cụ dò mìn ở bên trong, tổng cộng không vượt quá 300 người, vì thế cho một trung tá chủ trận đã xem là rất khá rồi. Chuyện của Chu Đào, tư lệnh Tào và chính ủy Cố đương nhiên cũng biết rất rõ. Nhưng bọn họ cũng vô cùng tức giận. Một đám quan binh chúng ta vì bảo vệ tổ quốc, vứt bỏ gia đình, rời xa quê hương đến trốn ở cái xứ sở nghèo nàn chó ăn đá gà ăn sỏi Ngư Dương này để làm gì? Đương nhiên là vì bảo vệ quốc gia. Người nhà các sĩ quan góp một chút tiền, đến huyện Ngư Dương cải thiện chút đời sống, làm ra một cơ sở kinh doanh ăn uống, cũng chính là Thủy Vân Cư, đây là do rất nhiều gia đình binh lính của đỉnh Dương Đầu góp tiền cùng nhau hùn vốn làm ăn. Người trên địa phương đến là rất tốt,
nhưng không những không ủng hộ lại còn cậy thế hiếp người. To gan lớn mật giữa ban ngày ép người nhà sĩ quan hầu rượu, hình như còn mơ hồ ám thị muốn qua đêm, nói trắng ra chính là ép người ta quan hệ mại dâm. Người ta không đồng ý thì người bị đánh, phòng trọ bị phá. Nghe nói người ức hiếp còn là công tử của Chu Trường Hà, bí thư ủy ban kỷ luật, thường vụ huyện ủy, một người là con trai của trưởng ban tổ chức Phí Mặc, còn có một người là cháu của phó cục trưởng cục tài chính thành phố gì đó. Cả lũ này thuần túy chỉ là một bè đảng thái tử đảng, chúa đất ở một nơi xó xỉnh hẻo lánh. Nói nghiêm trọng một chút là đội quân lưu manh cũng không quá đáng, chuyện này là có thể nhẫn, nhưng không thể nhẫn. Lúc ấy ngay cả phổi của tư lệnh Tào cũng suýt chút nữa tức điên lên mà vỡ ra, nếu không phải chính ủy cố liều mạng ngăn cản thì e là bản thân hắn đã kéo theo một đội quân binh xông thẳng vào ủy ban nhân dân huyện Ngư Dương trước rồi. Bọn cha ông chúng mày liều mạng che chở cho đám sâu mọt ăn chơi đàng điếm chúng mày, lại còn ép người nhà chúng tao phải hầu rượu, qua đêm. Chuyện này chính là phải làm ầm ĩ lên quân ủy, quốc vụ viện cũng là cây ngay không sợ chết. Cho nên sau khi Chu Trường Hà và Tạ Cường ẩn ý nhắc đến chủ tiểu Đào, tư lệnh Tào và chính ủy cố lại giả vờ ngu ngốc, giống như không biết có chuyện như vậy. Tư lệnh Tào, chính ủy cố, khuyên từ tiểu Đào không hiểu chuyện, tôi ở trên bàn rượu này xin được tự phạt trước ba chén, còn nữa, Thủy Vân Cư có tổn thất gì tôi nhất định sẽ theo giá bồi thường. Nhưng tội của tiểu khuyển tử cũng chỉ là hơi quá đáng một chút, quốc gia nào cũng phải có luật pháp có phải không? Phải chịu xử phạt như thế nào tôi không phản đối, nhưng vẫn xin tư lệnh Tào để tôi dẫn tiểu Đào về, sau đó tôi sẽ trực tiếp đưa tới cục công an, nhận quyết định xử phạt hắn. Chu Trường Hà vô cùng uyển chuyển, đầu tiên tự nhận tội hết về mình, nhưng từ góc độ luật pháp cũng mơ hồ phê bình phương diện bộ đội của anh cũng hơi quá đáng, có chút tác phong bá vương. Chu Trường Hà dù sao cũng là một bí thư ủy ban kỷ luật, đối với phương diện luật pháp cũng là hiểu biết không ít. Hơn nữa làm quan phải luôn có ở thế quan, phải cầu xin người khác thì y cũng làm không được. Chà, còn có chuyện này nữa sao? Nghe anh nói hình như là thiếu tá tiểu đoàn trưởng Tạ gây chuyện rồi, chuyện này tôi thật sự không biết. Tư lệnh Tào sau khi nghe xong quay đầu gọi một tên lính cần vụ. Tiểu Dương, tiểu đoàn trưởng Tạ của các cậu ở đâu? Đi kêu tới cho tôi phải phê bình hành động này của cậu ta mới được. Cuối cùng hắn còn bồi thêm một câu. Thật vô lý, chính là người nhà sĩ quan bị ép phải hầu rượu, qua đêm cũng không thể đánh công tử nhà người ta thành như vậy được, xử phạt phải có luật pháp quốc gia. Tạ Cường và Chu Trường Hà sắc mặt nhất thời biến sắc, Tạ Cường hối hận đến mức thật sự muốn lập tức đi đập đầu vào tường. Đây là chuyện gì vậy, mình lại đi nói giúp cho một tên cưỡng hiếp người lành. Huống hồ mình vẫn được xem là trong hệ thống bộ đội, thật không biết phải giấu mặt vào đâu. Sắc mặt của Chu Trường Hà thiếu chút nữa tái đi, lúc này cũng chỉ muốn tìm một cái lỗ chuột vội vàng chui xuống, bằng không biết đặt bản mặt mình đi đâu. Người lính cảnh vệ chạy đi tìm Tạ Tốn một lát sau thở hồng hộc chạy về lớn tiếng báo cáo. Báo cáo tư lệnh, tiểu đoàn trưởng Tạ nói là anh ấy hiện tại đang thực hiện nhiệm vụ trông coi khu vực trung tâm căn cứ, không thể rời khỏi cương vị được. Nếu rời đi xảy ra chuyện gì thì anh ấy không gánh nổi trách nhiệm. Còn nói là Chu Tiểu Đào đích xác là do anh ấy bắt, còn nói là không trả lại cho huyện Ngư Dương, nếu muốn thả người thì kêu bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đến. Hơn nữa phải bảo đảm sau này không để loại chuyện này xảy ra nữa mới thả người. Anh ấy còn nói, cho thời gian 3 ngày sau nếu không đến thì sẽ đưa Chu Tiểu Đào tới tòa án quân sự của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu. Còn nhấn mạnh là vì chuyện này liên quan đến chuyện người nhà sĩ quan của căn cứ bị ép buộc phải hầu rượu, qua đêm, tình tiết nghiêm trọng. Đã không còn thuộc về lĩnh vực của cơ quan công an địa phương nữa. Dương Chí đoán chừng trước đó đã đọc qua đoạn văn này mười mấy lần nên nói rất lưu loát. Bởi vì ngay lập tức sao có thể nhớ được chính xác như vậy, hơn nữa giọng văn lại trơn tru như thế. Ha ha, bí thư Chu, trưởng ban Tạ, chuyện này một tư lệnh như tôi có muốn cũng không giúp được. Thân là một tư lệnh căn cứ, sự vững chắc của gia đình binh lính mới là quan trọng nhất. Nếu người nhà binh lính không ổn định, các binh lính của chúng tôi làm sao có thể yên tâm bảo vệ Tổ quốc, không có bọn họ bảo vệ Tổ quốc, tôi nghĩ bí thư Chu và trưởng ban Tạ cũng sẽ không thể sinh sống bình yên ở huyện này. Vừa rồi ngài cũng nghe nói rồi đấy. Tư lệnh Tào ra vẻ bất đắc dĩ. Chính ủy cố cũng một giọng tương tự. Còn lên lớp tư tưởng chính trị nói là đối với một bí thư ủy ban kỷ luật như Chu Trường Hà, ngoài yêu nước, yêu binh lính còn phải biết dạy dỗ con cái,
thiếu chút nữa khiến Chu Trường Hà tức giận đến mức hai mắt trắng dã, ợ ra dám ở bàn rượu rồi. Tạ Cường vốn đã ngồi không yên, cứ luôn hối hận là tại sao hôm nay lại đi theo Chu Trường Hà, làm người tốt bụng thật sự là uất ức, quả thực là sỉ nhục, quá mức khó xử rồi. Hai người dầu dĩ quay về huyện, sau khi quay lại trong xe, trái tim của Chu Trường Hà lạnh đến cùng cực, quặn đau một hồi, cảm thấy mắt nổ đom đóm, đến mức ngất ở trong xe, khiến Tạ Cường hoảng hốt vội vàng đem y vào bệnh viện, truyền nước biển. Bác sĩ nói là do khí giận bùng phát khiến cho tạm thời ngất xỉu, không lâu sẽ tỉnh lại, tính mạng không nguy hiểm. Chuyến đi này của hai người không những không thể mang Chu Tiểu Đào về, còn mất trắng mấy vạn đồng, không tức giận mới là chuyện lạ. Khi Trương Tào Trung tới thăm Chu Trường Hà dáng vẻ cũng rất bất đắc dĩ. Căn cứ của người ta không thả người thật sự là không còn cách nào, người ta còn nói rất có lý, cho dù Chủ tịch huyện Trương Tào Trung lúc ấy sau khi nghe Tạ Cường kể lại cũng cảm thấy mất mặt đến mức không biết chui đi đâu. Chuyện này nếu nói là lớn thật sự là lớn, đưa lên tòa án quân sự, Chu Tiểu Đào không chết cũng phải bị lột ra. Vấn đề nghiêm trọng rồi, ép người nhà binh lính phải hầu rượu, qua đêm còn đánh người phá quán, tòa án quân sự lẽ nào còn có thể khen thưởng loại cặn bã xã hội này. Huống hồ bên bị hại lại là quân nhân, không phải là một người, mà là một đoàn thể mấy trăm người. Tuy nhiên nói nhỏ thì cũng là nhỏ, chuyện này nhiều nhất đưa tới cơ quan cục công an dạy dỗ mấy ngày, nộp tiền phạt là được giải quyết rồi, quyền chủ động nắm giữ ở bên quân đội. Vợ của Chu Trường Hà là Tiếu Hoài Nguyệt sớm đã sợ hãi, cũng không nghe lời khuyên của Chu Trường Hà, cứ thế kêu gào khóc lóc chạy tới nhà của em họ Tiếu Tuấn Thần muốn nhờ cậy Tiếu Tuấn Thần ra tay. Vì vợ của Tiếu Tuấn Thuần tên là Tào Chân Lệ, có chú ruột là Tào Kính Tùng đảm nhiệm cố vấn trưởng, thượng tá phân khu thành phố Mặc Hương, y cũng họ Tào, tư lệnh của Dương Đầu Phong cũng họ Tào, không chừng hai người còn là người nhà. Hơn nữa Tào Kính Tùng là thượng tá, so với cấp bậc quân hàm của tư lệnh căn cứ Dương Đầu Phong còn cao hơn, có lẽ vẫn hữu dụng, hiện giờ cũng chỉ còn con đường này. Tiếu Tuấn Thuần bị Tiếu Hoài Nguyệt bám theo khóc lóc đến phiền toái. Vợ hắn Tào Chân Lệ thấy chồng ra hiệu cũng đành phải cầm lấy điện thoại gọi đi. Xế chiều, Diệp Phàm tới nhà máy giấy. Nhà máy giấy huyện Ngư Dương được xây dựng ở trên Long Loan Lý bên cạnh đường thị trấn Lâm Tuyền, trước đây xung quanh đều là ao không ruộng nước, hiện tại toàn bộ đã biến thành nhà ở cửa hàng, xây dựng nhà máy giấy ở đây đã không còn phù hợp. Nước thải, khí thải, rác rưởi khiến dân chúng xung quanh không thể chịu nổi. Chẳng trách mọi người liên kết lại viết một tờ đơn kiện nhà máy giấy huyện Ngư Dương. Diệp Phàm cùng với Ngọc Tiêu ở trạm cơ khí nông nghiệp đứng ở bên ngoài cửa nhà máy giấy nhìn một hồi lâu, thầm nghĩ nếu muốn vực dậy nhà máy giấy nhất định là phải chuyển nhà máy đi. Đầu tư vốn so với mở một nhà máy mới đoán chừng cũng không khác nhau bao nhiêu, chẳng trách tập đoàn Nam Cung sau khi tới thăm dò thì cuốn gói đi thẳng. Cũng không thể trách người ta, nếu chỉ riêng chi phí di rời, phí trưng đất. Nhà xưởng tuyệt đối không thua 7-800 vạn, hơn nữa nhà xưởng của nhà máy mới khẳng định là yêu cầu rất lớn. Đất trống của thị trấn Lâm Tuyền còn tương đối nhiều, nhưng phần lớn là loại địa hình sườn núi nhỏ thấp trũng, muốn tìm một địa bàn lớn tương đối khó, cho nên nhà máy này muốn kiếm ra tiền chỉ có thể nói là người si nói mộng. Ngay cả Diệp Phàm cũng ngây người đứng ở cửa nhà máy giấy bất động hồi lâu, trong lòng thật sự lạnh lẽo đến cùng cực. Xong rồi, chiếc mũ quan xem như là bay rồi. Thằng cụ nó, xít. Diệp Phàm âm thầm mắng một câu. Cánh cửa mở ra, một ông lão thấy Diệp Phàm đi vào cũng không thèm để ý, vẫn ôm lấy cái máy hát của mình. Dáng vẻ như vậy còn trông cửa cái gì? Đoán chừng người xấu vào trong nhà máy bê sạch đồ đạc, ông ta vẫn ừ hát theo. Nhưng một nhà máy giấy đổ nát như vậy cũng không có thứ gì để trộm, máy móc lớn như vậy chuyển đi không được, mấy thứ giấy má mang đi cũng bán không được mấy đồng ngược lại còn rước họa vào người. Đi vào nhà máy giấy, bên trong vẫn rất rộng rãi. Hai bên còn có tòa nhà lớn, lớn thì lớn nhưng vẫn mang tới cho người ta một cảm giác cũ kỹ. Ngọc Tiêu đoán chừng cũng thường xuyên tới nhà máy giấy chơi, cho nên dẫn thẳng Diệp Phàm tới phòng làm việc của giám đốc. Chú thích, câu tựa đề là trích ở trong truyện Tam Quốc kể lại chuyện Tôn Quyền lập mưu gả em gái cho Lưu Bị để đòi đất nhưng ai ngờ bị Khổng Minh Tương kế tựu kế làm Tôn Quyền mất em gái nhưng vẫn không đòi được đất. Chương 188, dạ oai phủ đầu. Ở trên đường, Diệp Phàm gặp một thiếu phụ tương đối hấp dẫn mặc một bộ váy màu xanh có nhãn hiệu nổi tiếng, kiểu dáng hết sức hợp thời. Bộ váy cô ta mặc dưới xòe trên chít vào làm nổi bật bộ ngực cao ngất, thậm chí có thể so sánh với Thái Tây Thi, chiếc cổ trắng nõn,
đôi lông mày cong vút gợi cảm, quả thực là một vưu vật xinh đẹp động lòng người. Lại là một yêu tinh, hình như mình đã gặp ở đâu, Diệp Phàm thầm nghĩ nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Ai ngờ thiếu phụ kia thấy Diệp Phàm lúc đầu hơi ngạc nhiên xong ngay lập tức trấn tĩnh rồi khẽ cười một tiếng hết sức yêu kiều. Cô ta quay về Diệp Phàm khẽ cúi người hé đôi môi khiêu gợi. Chà, đây chẳng phải là đại chủ tịch Diệp của chúng ta sao? Hôm nay làm sao lại rảnh rỗi đến chơi ở nhà máy giấy chúng tôi, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Hoan nghênh a, phó chủ tịch Diệp. Khi cô ta cúi xuống làm sợi dây chuyền vàng cực lớn đeo trên cổ sáng lấp lóe, thật là giàu sang bức người. Cô là... Diệp Phàm hơi bực bội vì vẫn chưa nhớ ra, khẽ dặn ra một nụ cười. Phó chủ tịch Diệp, cô ấy là tài vụ Trương Xuân Diễm của nhà máy giấy. Ngọc Tiêu bên cạnh vội vàng giới thiệu. Xem ra phó chủ tịch Diệp là quý nhân nên nhiều việc, chúng ta vừa mới gặp nhau ở phòng hát Lam Nguyệt Lượng đó mà đã quên rồi. Trương Xuân Diễm lấn tới, câu nói của cô ta khiến cho người nghe cảm giác có một chút tai quái, cái gì mà ở trong phòng, đây không phải là ám chỉ giữa cô ta và Diệp Phàm có hoạt động gì đó sao? Chuyện mà phát sinh ở trong phòng hát dĩ nhiên ngoài chuyện trăng gió ra thì còn có thể là chuyện gì, huống chi là với một thiếu phụ xinh đẹp như cô ta, câu này quả là dụng tâm a. Ngọc Tiêu bên cạnh cũng bực bội, cho là phó chủ tịch Diệp đang giả bộ ngu, hai người vốn đã quen nhau từ trước, còn làm khổ bắt mình giới thiệu. Tuy nhiên Ngọc Tiêu cũng hơi nghi ngờ, bởi vì nghe nói Trương Xuân Diễm là nhân tình của giám đốc Hoàng Hải, làm sao dám đi câu dẫn phó chủ tịch Diệp, nếu bị phát hiện chẳng phải sẽ bị Hoàng Hải đánh chết sao, gã vốn là người thành thật nên có gì thắc mắc cũng im lặng mà không nói ra. Ha ha, là tài vụ Trương, tôi nhớ ra rồi. Lúc ấy cô ở sát bên cạnh giám đốc Hoàng uống mấy chén, thảm a, đêm hôm tí nữa thì bị hai người chuốc say. Diệp Phàm cũng không phải là kẻ ngu, âm thầm cười lạnh, mẹ kiếp. Xem ra con mẹ này muốn cho ông ngã ngựa à, để tôi xem cô có bản sự này hay không. Cô ả này cũng thật là độc, chắc là mưu kế do Hoàng Hải bày ra, ngay cả thể diện cũng bất chấp, lời như vậy mà cũng nói ra được. Nếu thật sự được ở cùng một phòng với cô thì quả thực mình thành anh chưa rồi. Tuy nhiên mình lại thích như vậy, trẻ không ăn chơi già hối hận phải không? Diệp Phàm dùng từ cũng rất độc, cái gì mà ở sát, đây không phải là nói cho người ngoài biết cô ả và Hoàng Hải là nhân tình của nhau sao? Trương Xuân Diễm trầm mặt xuống nhưng không thể phát tác vì cô ả nghĩ tới thân phận của Diệp Phàm, sau này nhà máy giấy thay đổi có lẽ hắn sẽ là lãnh đạo của mình. Phó Chủ tịch Diệp rộng lượng. Trương Xuân Diễm cười gượng gạo, mặc dù trong lòng hận đến thấu xương. Cô ả mặc dù cũng biết có lẽ là phân nửa mọi người ở Lâm Tuyền đều biết được quan hệ giữa mình và Hoàng Hải, tuy nhiên ngầm biết và nói toạc ra là hai việc không thể so sánh. Giám đốc Hoàng có ở đây không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Không có ở đây, mới vừa đi ra. Như vậy đi, anh cứ đến phòng làm việc của anh ấy chờ, biết đâu anh ấy về bây giờ, để tôi gọi điện thoại. Trương Xuân Diễm đã bình tĩnh trở lại, cười nịnh nọt rồi dẫn Diệp Phàm tới phòng làm việc. Tòa nhà làm việc tuy nhìn đã cũ kỹ nhưng bày biện trong phòng làm việc của Hoàng Hải lại rất sang trọng, ở giữa phòng là một bộ sa da rất lớn, bên trái có đặt một vách ngăn bằng kính mờ, trong đó có một cái bộ bàn ghế lớn, trên bàn có một chiếc máy tính mới tinh. Bên phải nghe nói là một phòng ngủ nhỏ, bởi vì cửa mở hé nên Diệp Phàm nhìn lướt qua, nội thất bên trong tuyệt đối có thể so sánh với khách sạn 3 sao. Trong đó phòng tắm, tủ tường cái gì cũng có, lại còn có cả bàn trang điểm. Chắc là Hoàng Hải lúc làm việc thỉnh thoảng sẽ cùng vui đùa với Trương Xuân Diễm. Diệp Phàm có cảm giác là phòng làm việc này còn tốt hơn cả phòng làm việc của Chủ tịch huyện Trương, các phòng làm việc của chính quyền Lâm Tuyền thì càng không thể so sánh, không khác so ổ chó với hang vàng. Ha ha, nhà máy giấy các cô rất có tiền nha, rất có khí thế. Diệp Phàm khen, tiền thì không có, tiền lương mấy tháng mới chỉ phát được một nửa, những thứ này là vì do tiếp khách nên mới bố trí như vậy. Nếu như không làm tốt thì khách hàng sẽ cảm thấy chủ nhà keo kiệt, lại nói nhà máy giấy chúng tôi hoạt động không có hiệu quả, đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, còn thực ra giám đốc Hoàng là người rất tiết kiệm. Anh ấy luôn chạy vạy khắp nơi tìm tài chính, giúp chỗ này chỗ kia mới có thể đảm bảo tiền lương cho cả ngàn người của nhà máy, nếu không chỉ biết uống gió Tây Bắc mà sống. Trong nhà máy không ai không khen giám đốc Hoàng là người tốt. Trương Xuân Diễm rõ ràng là một người lợi khẩu. Chuyện như vậy mà bỗng chốc có thể xoay ngược, mồm mép cô ả này quả thật là có bôi mỡ. Diệp Phàm nghĩ thầm,
loại đàn bà này nên đến bộ phận PR công tác đi, làm tài vụ thật là phí của. Chỉ cần cô ta đứng trước các ông chủ liếc mắt ngoáy mông một cái thì chắc là mọi việc đều dễ làm. Đợi khoảng mười mấy phút, vẫn không thấy Hoàng Hải xuất đầu lộ diện, Diệp Phàm đứng lên định đi thăm một vòng quanh nhà máy. Một lát sau, Trương Xuân Diễm gọi một chủ nhiệm phân xưởng Cổ Lập Hoa tới cùng nhau dẫn Diệp Phàm ra ngoài. Xuống các nhà xưởng thì Diệp Phàm thấy chúng đều xây bằng gạch mộc chưa chát, bên trên là mái tôn. Máy móc bên trong thì có cả cũ lẫn mới, tuy nhiên máy cũ chiếm nhiều hơn, bên trên rỉ sét loang lổ, chất thành đống như rác, mạng nhện trăng đầy, chắc là lâu không khởi động. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm nhíu mày chỉ vào một cỗ máy dính đầy mạng nhện. Cho dù là tạm thời ngừng sản xuất nhưng cũng phải làm tốt công tác bảo dưỡng, cứ vất lăn lóc như thế thì chắc chưa tới nửa năm nữa, toàn bộ máy móc e là sẽ trở thành một đống sắt vụn. Phó Chủ tịch Diệp, gần đây nhà máy không có nhiều việc làm, công nhân phải đi ra ngoài kiếm sống. Ai, cũng là vì miếng ăn à. Cổ Lập Hoa có vẻ rất đồng cảm với công nhân. Không có việc làm thì đi ra ngoài làm ít việc vặt kiếm chút tiền bảo đảm cuộc sống thì tôi cũng không nói. Tuy nhiên công việc bảo dưỡng này thì tiêu tốn hết bao nhiêu nhân lực lẫn tài chính chứ, một vài người là đủ rồi. Nhà máy giấy hơn 1.000 người rút ra vài người cũng không được sao. Hừ, Diệp Phàm bực bội, gỡ tuẹt cái lý do vớ vẩn của Cổ Lập Hoa. Cổ Lập Hoa đỏ bừng cả mặt, cười gượng. Phó Chủ tịch Diệp, tôi sẽ lập tức bố trí cho người đến đây lau chùi dọn dẹp, đây là sơ sót của tôi. Ngay vào lúc này, phía ngoài đột nhiên vọng vào tiếng người nhốn nháo, không lâu sau thì có thể nghe thấy rõ ràng. Nghe thấy có người đang cao giọng. Người nào đập chén cơm của chúng ta thì chúng ta sẽ quyết liều mạng. Đồ chó nào dám bán nhà máy, không để ý tới chết sống của công nhân chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta phải đi làm, chúng ta kiên quyết không bán nhà máy. Mẹ kiếp, nói mình phải không, mình cứ nghĩ tại sao không thấy mặt Hoàng Hải, hóa ra là chơi chiêu này. Diệp Phàm cười lạnh, rậm bước định tiến ra ngoài. Phó Chủ tịch Diệp, để tôi lập tức gọi điện thoại cho Giám đốc Triệu. Ngọc Tiêu bên cạnh có vẻ hoảng hốt, sợ là Diệp Phàm gặp chuyện không may, y chạy đến bên cửa nhìn ra thì thấy không ít người bên ngoài, nhìn qua cũng khoảng vài trăm người. Hừ, không cần, để tôi đi gặp bọn họ, chẳng lẽ bọn họ ăn thịt được tôi sao? Diệp Phàm ngăn Ngọc Tiêu rồi bình thản bước ra khỏi nhà xưởng. Hắn nhìn lướt qua. Trong lòng cũng phân biệt được đại khái, hung hãn nhất là mấy công nhân có vẻ côn đồ, trong đó có một gã thanh niên đầu húi cua vừa hô hét vừa vung một chiếc gậy gỗ to bằng cổ tay. Hắn chính là Phó Chủ tịch Diệp, nghe nói là tổ trưởng tổ cải cách nhà máy giấy, chính là người muốn bán nhà máy giấy của chúng ta cho bọn tư bản chó má. Bọn chúng đều là hạng ăn thịt người, chắc chắn sẽ đuổi hết chúng ta ra khỏi nhà máy, chúng ta không thể quay về xã hội nô lệ xưa. Chúng ta là chủ nhân, không phải là chó. Tất cả mọi người không có cơm ăn, lên, lên, đồ chó đẻ, chúng ta đánh hắn. Tên thanh niên tóc húi cua nhảy choi choi, kích động quần chúng công nhân. Dừng tay, các anh nghe tôi nói, không thể làm loạn, cứ bình tĩnh nói chuyện. Chủ nhiệm phân xưởng Cổ Lập Hoa giả vờ đứng ra thì bị một thanh niên tóc dài mặc áo lót đẩy rúi qua một bên không dám lên tiếng, mọi người tản ra tạo thành một nửa vòng tròn ép Diệp Phàm vào giữa. Các anh, muốn làm gì? Hắn là Phó Chủ tịch Diệp, là lãnh đạo thị trấn. Không nên làm loạn. Ngọc Tiêu cũng không tệ, đối mặt với 300 người vẫn có thể dũng cảm nhảy ra ngăn cản, gã đứng trung bình tấn rằng co với mọi người, dù sao cũng là quân nhân chuyển ngành, chắc cũng học được vài miếng. Mọi người không phải sợ, đánh ngã họ Diệp này thì nhà máy chúng ta sẽ không bị bán, tất cả mọi người sẽ có cơm ăn. Đánh hắn, đánh hắn. Tên thanh niên tóc húi cua lại gào thét. Gã thấy công nhân có chút chần chừ thì cũng hơi chột dạ, dù sao Diệp Phàm cũng là một phó chủ tịch thị trấn, là đại diện chính quyền, không phải là giả. Ngọc Tiêu, lùi ra, lấy một viên đá vẽ cho tôi một cái giới tuyến cách 1 mét trước mặt. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn thẳng vào đám công nhân. Ngọc Tiêu tìm được dưới đất một cây gậy trúc vạch ra một giới tuyến trước mặt Diệp Phàm, cũng không biết hắn bảo vẽ để làm gì. Yên lặng, một giọng nói chợt vang lên làm chấn động mọi người. Giống như tiếng thanh la gõ vào đầu mọi người làm nhất thời tất cả im bặt. Đám đông hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, thầm nghĩ giọng nói vừa rồi là của ai, hình như là của Phó Chủ tịch Diệp, giọng nói này quá kỳ lạ, giống như là cắn vào tai mọi người vậy. Vừa rồi Diệp Phàm đã thi triển hóa âm mê thuật mà sư phụ Phí đã dạy,
thật ra nó là một cách tụ nội kình vào miệng rồi phát ra ngoài khiến nó trở thành một dạng công kích sóng âm, gần giống như công phu sư tử hống của Phật gia trong truyền thuyết. Lúc ấy nghe Lão Phí nói, chỉ khi tu luyện thuật dưỡng sinh tới tầng thứ 6 mới có thể thi triển ra được thuật này. Theo kể lại thì tổ sư Phí Hạc Thiên đã đạt đến cảnh giới thuần hóa của thuật dưỡng sinh, sau đó đột phá lên cảnh giới tiên thiên, lúc thi triển hóa âm mê thuật có thể chuyển thành một tuyến sóng âm nhỏ đánh vỡ ngói lưu ly ngoài 100 mét. Nếu như khi giao phong có thể dùng nó để đả thương tâm mạch đối thủ từ xa, bên ngoài vẫn không hề hay biết, thật sự là một vũ khí lợi hại. Tuy nhiên nhà họ Phí cũng chỉ có tổ sư Phí Hạc Thiên là luyện thành thuật này, còn sau đó không có ai để kế thừa, điều này nói rõ thuật này tuy thần kỳ nhưng luyện được cũng khó như lên trời. Diệp Phàm bây giờ chẳng qua mới đạt được chút ít bề ngoài, bởi vì hắn vẫn chưa nhìn thấy được nội kình, chỉ là mới cảm giác được nó mà thôi. Vì thế sóng âm phát ra cũng chỉ gây cảm giác cho mọi người như một tiếng trống gõ nhẹ vào tai, gây nên một chút cảm giác hoảng sợ nhưng cũng không tổn thương gì. Hơn nữa mỗi lần sử dụng như vậy thì nội kình tồn trữ nơi đan điền cũng bị tổn hao đến 3 phần. Diệp Phàm giờ mới thử nghiệm lần đầu thuật này, hắn vừa nói 2 chữ, yên lặng, thì quả nhiên đã trấn trụ mọi người, uy lực quả nhiên không nhỏ, tuy nhiên nó cũng chỉ dùng để hù dọa mọi người chứ không có tác dụng đả thương. Diệp Phàm nhân cơ hội mọi người còn đang hoảng hốt nói lớn. Vừa rồi tôi bảo Ngọc Tiêu vẽ giới tuyến này chính là nếu người nào muốn gây chuyện vượt qua nó thì tôi sẽ lập tức khai trừ người đó. Chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện, không có ai đem nhà máy bán đi cả, bản thân tôi cũng là một người của Lâm Tuyền. Hắn vừa nói tới đây thì tên thanh niên tóc húi cua kia đã hồi phục, nhớ tới chuyện mà giám đốc Hoàng giao phó thì lại nhảy chồm lên giơ gậy chỉ vào Diệp Phàm. Mọi người không nên bị hắn lừa gạt, hắn có quyền gì khai trừ chúng ta? Giám đốc Hoàng của chúng ta cùng một cấp với bí thư Tần, hắn là cái giám gì mà đòi quản. Mọi người cùng lên đi, để lỡ sau này nhà máy có bị bán thì hối hận không kịp. Nghe gã nói vậy, mấy trăm người lại bắt đầu muốn vọng động, tên thanh niên tóc húi cua thấy vậy thì nhảy vào tới cầm gậy bổ vào Diệp Phàm. Hừ! Diệp Phàm một tay kéo Ngọc Tiêu ra, một chân đá ra làm tên thanh niên kia bay vọt ra ngoài khoảng 5 mét nằm thẳng cẳng. Ngay vào lúc này, Ngọc Tiêu giống to một tiếng rồi đánh tới, thì ra là tên thanh niên tóc dài nhảy ra cầm một cây gậy lớn đánh lén phía sau Diệp Phàm. Ngọc Tiêu thấy tình thế không ổn liền liều mạng nhảy ra đỡ cho Diệp Phàm một gậy bị ngã chúi về phía trước, xem ra rất đau đớn. Hừ hừ. Diệp Phàm giận điên lên, hừ luôn 2 tiếng, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng lên một cái rồi tên thanh niên đã bắn ra cả 7, 8 mét, chân tay co quắp không bình thường, chắc đã gãy gập dưới một đòn của Diệp Phàm. Chủ nhiệm Cổ, lại đây. Hai người kia tên là gì? Diệp Phàm lạnh lùng liếc chủ nhiệm phân xưởng Cổ Lạc Hoa đang đứng một bên xem náo nhiệt. Cổ Lập Hoa không thể làm gì khác hơn là chỉ vào thanh niên tóc húi cua. Gã tên là Vương Lục Thuận. Sau đó y chỉ vào thanh niên tóc dài nói tiếp. Gã tên là Trương Hoa, cũng là công nhân nhà máy giấy chúng tôi, làm ở phòng bảo vệ. Chương 189, Diệp Phàm muốn mời khách. Đương nhiên theo như xuất tiền bao nhiêu thì chia lợi nhuận bấy nhiêu rồi. Thang Chính Hải không nhịn được nói. Không sai, chính là điều này, người nào bỏ nhiều tiền thì kiếm được nhiều, hơn nữa còn là đồng sở hữu, có tính bán quán cơm hay không? Diệp Phàm rốt cục nhắc tới điểm chính. Đám người nhất thời ồn ào, mọi người cũng không phải là kẻ ngu, cuối cùng cũng hiểu. Phó Chủ tịch Diệp, có phải vừa rồi anh nói nhà máy chúng ta hay không? Thang Chính Hải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Ha ha ha, các anh tự mình suy nghĩ đi. Diệp Phàm cười, vừa lúc điện thoại di động vang lên, sau khi bắt máy thì nghe tiếng cười ranh mãnh của Lô Vĩ. Anh Diệp, gần đây không tệ nhỉ? Không tệ, cũng tạm được. Diệp Phàm thuận miệng đáp, cảm thấy hơi lạ vì tại sao thằng danh này lại gọi điện thoại tới. Xe của em đã đến Lâm Tuyền, hôm nay em vừa tặng cho bọn Tuyên Thạch 2 cái máy đào. Nhân tiện tới thăm anh một chút. Giọng của Lô Vĩ lộ ra vẻ có chuyện vui. Không đúng, thằng danh này có chuyện gạt mình, nhất định là có chuyện vui rồi. Diệp Phàm hỏi dồn. Để lúc ăn cơm sẽ nói cho anh biết, ở chỗ các anh có quán Tử Vân Lâu có phải không? Lô Vĩ hỏi, nhà hàng này gã cũng tới vài lần. Lần này đổi chỗ khác đi, tới nhà hàng Xuân Hương, chỗ này vừa trang bị mới, bên cạnh lại có dòng suối, chúng ta dọn một bàn lớn đi. Tối nay còn có thêm mấy người bạn,
em đến đó chờ anh tới liền đây. Diệp Phàm cũng rất cao hứng, cúp điện thoại. Hắn quay sang đi tới chỗ Vương Lục Thuận và Trương Hoa đang không ai để ý, đưa tay ra bẻ vài cái chỗ vết thương, vờ vịt nói. Trước kia tôi có học qua thuật nắn khớp của một thầy lang, chẳng qua là sai khớp xương thôi, nắn vài cái là tốt rồi. Nửa phút sau, hai kẻ ngu ngốc kia đã cảm thấy hết đau, chậm chậm đứng lên nhìn sững vào Diệp Phàm rồi cúi đầu bước đi. Ra khỏi nhà máy giấy, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Xuân Hương, bảo cô chuẩn bị một bàn ăn tròn cực lớn, đường kính chừng 2 mét. Quán cơm Xuân Hương sau khi sửa chữa đã đổi tên thành Xuân Hương Tửu Lâu, trên tầng có 6 phòng kín, trong đó phòng số 6 là lớn nhất, cửa sổ lớn có chạm trổ, bàn tròn bên trong có đường kính 2 mét, có phòng vệ sinh riêng, máy điều hòa, tủ lạnh, ghế salon, tủ rượu. Những thứ này đều là do Diệp Phàm tới chỗ công ty Hải Thiên lần nữa vác đồ cũ về, thật ra thì còn mới đến 7, 8 phần. Nguyên những đồ này vốn bài trí trong nhà khách thành phố Mạc Hương, sau khi nâng cấp thành khách sạn Mạc Hương đổi tên thành Mạc Hương Đại Tửu Điếm. Thì toàn bộ để lại cho Diệp Phàm, giám đốc Ngô Kiến Hoa của công ty Hải Thiên vì muốn lấy lòng Vu Kiến Thần nên cũng cố gắng chọn những thứ tốt cho Diệp Phàm. Dĩ nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không quên món nhân tình này của gã, sau này nếu có gì xây dựng cũng có thể chiếu cố để hồi báo, hắn cũng không phải là người tham lợi nhỏ. Đây đều là do Vu Kiến Thần cứng rắn kín đáo đưa cho hắn. Bây giờ trong thị trấn Lâm Tuyền mà nói, Xuân Hương Tửu Lâu coi như Tửu Lâu số 1 rồi, hoàn toàn không thua Tử Vân Tửu Lâu, thậm chí còn hơn. Tử Vân Tửu Lâu đơn giản chỉ có mặt bằng rộng hơn mà thôi, hơn nữa khi bố trí đồ đạc, Diệp Phàm còn dùng con mắt của một sinh viên Đại học Hải Giang trong chuyện phối hợp đồ đạc cho mang tính nghệ thuật. Gạch men sứ rắn kiểu, treo tranh sơn thủy, thêm vào tác phẩm rẻ tiền. Tuy nói tiêu tốn hơn mười mấy vạn nhưng bây giờ khi đi vào Tửu Lâu thì người ta cảm thấy một khí tức tao nhã phảng phất, có thể nói là quán cơm Xuân Hương giờ đã thoát thai hoán cốt. Gần đây Tửu Lâu vô cùng náo nhiệt, dường như trong thị trấn đã lan truyền tin đồn rằng hình như ngôi sao mới của thị trấn Lâm Tuyền là phó chủ tịch Diệp rất chiếu cố Xuân Hương Tửu Lâu, nguyên nhân bởi bà chủ là họ hàng với Xuân Thủy trước kia ở tổ công tác, mà Xuân Thủy lại là bà con với vợ của Tần Chí Minh. Đã có dính dáng đến bí thư Tần Chí Minh thì chuyện làm ăn có muốn không phát cũng không được, hiện giờ các ban bệ trong chính quyền có việc chiêu đãi tiếp khách gì đều đi vào Xuân Hương Tửu Lâu. Tối nay Diệp Phàm cũng muốn mời khách ở đây, hơn nữa còn dặn dò Xuân Hương đem một con sói chuột lông xanh cuối cùng làm thịt, vào chập tối thì đã chuẩn bị xong. Con sói chuột này là một con sói chuột vương, nặng tới 130 cân, may là Xuân Hương hiện giờ mời được một đầu bếp đặc biệt nếu không thì đúng là không biết nấu thế nào. Diệp Phàm đặc biệt phối chế một phương thuốc tráng dương bổ âm của sư phụ phí cộng với một chút dịch thể của cây thái tuế, trong lòng khấn thầm thằng em Lô Vĩ ơi, cậu ăn nhiều chút đi, ăn vào rồi không có chỗ để phát tiết thì hay rồi, ha ha. Sau khi dặn xong Xuân Hương thì Diệp Phàm bắt đầu gọi điện thoại cho mấy người bạn bè. Anh Triệu Tài thần ơi, thằng em có một con sói chuột vương nặng 130 cân, anh có muốn nếm thử món đại bổ này không thì tới Xuân Hương Tửu Lâu ở Lâm Tuyền tối nay nhé. Diệp Phàm cười dâm gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Tài chính Huy Triệu Bính Kiện. Tiên sư nó chứ, có hàng tốt như vậy mà thằng em cậu lại giấu đi, tài thần đây chưa tới thì chưa được bắt đầu nghe chưa? Triệu Bính Kiện cúp máy cái rụp. Ai, đại tài thần Triệu sao mà giống thổ phỉ thế? Diệp Phàm lắc đầu gọi tiếp. Cục trưởng Chu, có muốn thưởng thức sói chuột 130 cân không, gặp ở Xuân Hương Tửu Lâu tối nay nhé? Tốt đấy, chờ anh nhé. Ha ha. Có chuyện phải nói với thằng em, chờ đến lúc vào bàn đi. Sau cùng hắn gọi cho chị Kết Nghĩa Tạ Mị Nhi, cô vừa nghe nói tới sói chuột nặng 130 cân thì cũng trợn tròn mắt. Vốn Thủy Vân Cư cũng có mấy món đặc sản rừng núi, nhưng Tạ Mị Nhi biết rõ loại sói chuột này, bình thường không phải dễ kiếm nên lập tức gật đầu đồng ý, hơn nữa còn cười khanh khách bảo sẽ cho đầu bếp tới trợ giúp, còn đem theo mấy người khách nữa. Tần Chí Minh, Tống Ninh Giang và Thiết Minh Hạ cũng ở trong hàng ngũ được mời, thậm chí Tần Chí Minh hiếm khi thấy nói là còn muốn dẫn theo mấy người. Dĩ nhiên chuyện này cũng không thể thiếu phần đám người Trịnh Khinh Vượng, cuối cùng hắn thử gọi cho Vu Kiến Thần. Y đang ở thành phố Phúc Xuân cách Lâm Tuyền chỉ nửa giờ chạy xe, vừa nghe nói cũng hết sức tò mò nên gật đầu ngay, còn nói mang theo mấy người bạn muốn nếm thử vị sói chuột vương. Diệp Phàm tính lại rồi nhăn nhó. Một cái bàn tròn lớn vậy nhưng chắc cũng không thể nhét đủ 20 người, chắc phải kê thêm một bàn.
May là lúc thiết kế lại Xuân Hương Tửu Lâu Diệp Phàm đã đặc biệt dặn dò là giữa hai phòng có thể thông nhau, chỉ cần dỡ vách ngăn ra là ổn, vội vàng gọi điện cho Xuân Hương bày thêm một bàn rồi đánh xe tới quán. Đến nơi thì thấy Lô Vĩ đã đứng đợi sẵn trước quán, phát hiện còn thấy thêm cả Tề Thiên. Thằng danh này giờ đã biến thành tay chân đắc lực của Lô Vĩ, đứng bên cạnh gã cười danh mãnh làm Diệp Phàm ngây người vài giây, sau đó chỉ vào hai người. Các cậu, có chuyện gì vậy? Ngưu tầm ngưu, Mã tầm Mã, ha ha. Cả hai tên khốn này cùng cười phá lên. Anh Diệp còn chưa biết, anh Vĩ đã đến thành phố Mạc Hương nhận chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ba chúng ta sau này thì gần rồi. Tề Thiên cười khan. Được a, cậu chẳng phải là ở tổ trọng án phòng điều tra của Bộ Công an sao, có phải chơi chán rồi hay sao mà lại về địa phương tìm vàng, muốn đi thực tế để lên chức à? Diệp Phàm cảm thấy hơi ngạc nhiên, một công tử nhà giàu như Lô Vĩ tại sao lại chịu đến thành phố Mạc Hương làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tuy nói quyền lực rất lớn nhưng dưới cơ sở cũng rất nhiều chuyện đau đầu. Anh Diệp, thật ra là em thích đi vậy thôi, không có ý gì khác, dĩ nhiên sau này có lên chức thì em không từ chối. Tốt nhất là lên Bộ trưởng Bộ Công an càng tốt, anh cũng chẳng phải là muốn thành chủ tịch tỉnh cầm quyền một phương sao. Lô Vĩ nghiêm túc. Ừ, đúng vậy. Mỗi người đều có một chí hướng riêng. Diệp Phàm rất cao hứng, có Lô Vĩ về đây thì sau này làm việc có thể chiếu cố cho nhau. Khoảng một tiếng sau, chủ nhiệm lâm trường cảnh Dương Trịnh Khinh Vượng dẫn theo một lúc 4, 5 cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tiền hô hậu ủng đi tới, trong đó có chị em nhà họ Phương, Trịnh Lực Văn cũng đi theo. Mọi người vào phòng uống trà nói chuyện phiếm, đang rôm rả thì Chu Bách Thành dẫn theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Châu Khắc Ly. Phó Cục trưởng Cục Điều tra Phạm Khải Thành cũng đến cười ha hả nói là vì bữa đó Chu Tiểu Đào quấy rối nên không ăn được cơm, hôm nay phải ăn bù. Trịnh Khinh Vượng ngồi bên cũng kinh ngạc, thầm nghĩ Phó Chủ tịch Thị trấn Diệp đúng là quảng giao, bạn bè bên công an, kiểm sát gì cũng đều có hết. Không lâu sau thì Triệu Thiết Hải dẫn theo Thiết Minh Hạ hò hét đi vào, vừa đẩy cửa phòng thì thấy Chu Bách Thành và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Châu thì đều trợn tròn mắt vội và ngậm miệng khiến cả đám phì cười. Đó là bọn họ còn chưa biết thân phận của Lô Vĩ và Tề Thiên, nếu không lại càng giật mình. Triệu Đại Pháo, sao không lên tiếng vài câu giải buồn cho mọi người chứ? Chu Bách Thành hiếm khi nói đùa cũng chọc Triệu Thiết Hải mấy câu. Không, không dám, Cục trưởng Chu, tôi sẽ lấy băng dính dán miệng lại. Triệu Thiết Hải nói một câu lại càng làm cả bàn cười phá lên. Tần Chí Minh dẫn theo hai người khách đặc biệt, vừa vào phòng thì thấy Chu Bách Thành. Và Phó Viện trưởng Châu cũng vội vàng bước tới vấn an. Dĩ nhiên Thái Đại Giang ở sau cũng theo sát đít, Diệp Phàm vốn không muốn mời y nhưng lúc nãy trong điện thoại Tần Chí Minh có hỏi một câu, có mời Chủ tịch Thái chưa? Vì thế Diệp Phàm cũng đành miễn cưỡng mời Thái Đại Giang, dù sao người ta cũng là Chủ tịch thị trấn, cũng coi như là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Nếu như quan hệ không tốt thì sau này công tác cũng khó khăn, quan trường vốn là tranh đấu bên trong nhưng quan hệ ngoài mặt thì vẫn phải giữ gìn. Khi gặp nhau đều chào hỏi niềm nở, hỏi thăm sức khỏe, không hề có bộ dạng kẻ thù, giống như một kiểu nghi thức ngoại giao, tất cả đều như cương thi nói cười. Lúc Thường vụ Phó Chủ tịch huyện Thiếu Tuấn Thần và Bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà đến thì ngay cả Trịnh Khinh Vượng cũng đứng lên nắm tay chào hỏi. Ha ha ha, Tiểu Diệp, náo nhiệt nhỉ. Thiếu Tuấn Thần cười nhẹ. Phó Chủ tịch Tiếu, tôi... Thật sự không ngờ lãnh đạo tới kiểm tra công việc mà buổi chiều lại không có mặt để đón tiếp vì bận đi nhà máy giấy mất. Diệp Phàm cũng hơi hoảng, ngay cả Thanh Tâm Quyết lúc này cũng dường như không có tác dụng, mồm miệng hơi lắp bắp. Chân cẳng bắt đầu đánh võng. Chương 190, chín lão đại tụ tập. Không sao, chẳng qua là thuận tiện xuống thôi. Tiểu Diệp có thể đem tinh lực dồn vào chuyện cải cách nhà máy giấy là rất tốt, làm sống lại nhà máy phải tính công cậu. Giới thiệu với cậu đây là Bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà. Trong lời nói của Tiếu Tuấn Thần có mùi là lạ, Diệp Phàm nghĩ một chút rồi hoảng hốt nghĩ thầm, hỏng bét. Bí thư Chu không phải là cha của Chu Tiểu Đào sao? Lúc ấy anh Vu đã nhắc nhở mình, giờ lão tìm đến cửa, chẳng lẽ là để hỏi tội mình? Hôm trước Chu Tiểu Đào quả thật rất thảm, mình cũng góp một tay, sau đó bị anh Tạ Tốn bắt đi nhưng chắc cũng trả về rồi chứ nhỉ? Đồng chí Tiểu Diệp không tệ lắm. Diệp Phàm đang suy nghĩ miên man thì Chu Trường Hà đã lên tiếng trước, y liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn kèm theo cả một chút quan uy bén nhọn. Diệp Phàm thầm nghĩ, khó trách mấy cán bộ đều sợ bí thư ủy ban kỷ luật, bọn họ tựa hồ đều mang trên người sát khí, tư
tương tự với khí thế thiết huyết của quân nhân, tuy nhiên lại có điểm không giống. Hoan nghênh Bí thư Chu trong lúc bận rộn lại bớt chút thời gian đến thăm Lâm Tuyền chỉ đạo công tác, các vị lãnh đạo, mời ngồi uống trà. Diệp Phàm ngây người vài giây rồi khôi phục bình tĩnh, cũng không lộ ra vẻ bối rối, cùng với Thái Đại Giang gật đầu chào hỏi. Trong lòng của Chu Trường Hà trong lòng cũng tư vị, vốn y sau khi tìm hiểu mọi chuyện thì biết chuyện của con y có quan hệ với một người họ Diệp làm phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Lúc ấy thằng danh họ Diệp này chính là một thủ phạm đặc lực, còn mình tựa hồ còn bị hắn đánh qua nên trong lòng rất tức giận, chỉ là tạm thời không thể phát tiết. Tại sao y lại phải như vậy? Đường đường một Chu Trường Hà là bí thư ủy ban kỷ luật huyện, các cán bộ khác thấy y như chuột thấy mèo, tại sao lại phải khách khí với một cán bộ thị trấn? Điều này thì phải nói qua chuyện cứu Chu Tiểu Đào, lúc ấy Thiếu Tuấn Thần bị bà vợ Thiếu Hoài Nguyệt của Chu Trường Hà cũng là bà con xa của mình đến nhà khóc lóc thảm thiết. Sau đó bà xã y là Tào Chân Lệ dưới sự thúc giục của Thiếu Hoài Nguyệt đã gọi điện thoại cho chú út Thiếu Kính Tùng của y, cũng chính là thượng tá cố vấn trưởng phân khu quân sự của Đại quân khu lĩnh Nam tại thành phố Mặc Hương. Tào Chân Lệ kể hết chuyện Chu Tiểu Đào tiểu đoàn trưởng Tạ Tốn của tiểu đoàn radar có trụ sở ở Dương Đầu Phong huyện Ngư Dương Dương bắt đi. Lúc ấy Thiếu Kính Tùng im lặng một hồi rồi mới nói. Chân Lệ, không phải là chú út không giúp cháu, Tạ Tốn thì chú biết, tính cách cực kỳ nóng nảy, người khác vẫn gọi là Kim Mao Hống Sư Tạ Tốn. Lần trước chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà tư lệnh phân khu chúng ta còn bị gã quát cho mấy câu, quan trọng hơn là trụ sở Dương Đầu Phong không thuộc quản lý của phân khu thành phố Mặc Hương chúng ta mà trực thuộc thành phố Hoa Châu tỉnh Việt Đông. Vì thế người ta chưa chắc sẽ nể mặt một thượng tá cố vấn trưởng như chú đây, chuyện này đúng là không có cách. Chú nghĩ cháu nên trực tiếp tìm cô em gái Tạ Mị Nhi của Tạ Tốn để thương lượng giải quyết, Tiểu Đào lần này đúng là làm quá rồi. Thủy Vân Cư đó chú cũng biết, là một cơ sở kinh doanh do một số sĩ quan ở Dương Đầu Phong hùn vốn mở ra, là một công ty kinh doanh chính quy. Tiểu Đào chọc phải người ta, lại còn buộc Mị Nhi hầu rượu, đập phá đồ đạc. Hừ! Nếu gặp phải chú thì chú cũng bắt lại. Thiếu Kính Tùng nói xong cúp điện thoại, đã không trợ giúp lại còn mắng cho một trận làm Thiếu Hoài Nguyệt tí nữa thì ngất xỉu, bởi vì lúc Tào Chân Lệ rất thông minh mở loa ngoài, ra ý bảo tôi đã hết sức nhưng không thể giúp được, là con cô quá hỗn lão rồi. Thật ra thì Thiếu Kính Tùng cũng không phải là không giúp được, y là một thượng tá cố vấn trưởng, tuy không phải là thủ trưởng trực tiếp nhưng trong quân đội có rất nhiều mối quan hệ. Chỉ là Thiếu Kính Tùng khi nghe kể là Chu Tiểu Đào đi ép người nhà sĩ quan hầu rượu thì trong lòng nổi điên bởi y cũng có lòng tự trọng của quân nhân, cũng có gia đình, nếu cứ dày mặt gọi cho Tạ Tốn thì chắc là lại thiếu gã một cái nhân tình không đáng. Chu Trường Hà sau khi xuất viện, nghĩ đi nghĩ lại nếu mình trực tiếp đi gặp Tạ Mỹ Nhi thì quá mất mặt, dù sao mình cũng là một bí thư ủy ban kỷ luật, nếu làm vậy thì sau này còn ăn nói sao với cán bộ trong huyện. Vì thế y chọn chiến thuật phu hồi. Muốn tác động qua cậu em nuôi Diệp Phàm của Tạ Mỹ Nhi. Tạ Mỹ Nhi không thuộc về công chức nhà nước, cho dù Chu Trường Hà tìm tới nhà chưa chắc đã có tác dụng, hơn nữa phụ nữ thường thù dai, biết đâu lại làm toáng lên thì đúng là mất hết thể diện. Diệp Phàm thì khác, hắn dù sao cũng coi như là cấp dưới mình, dù sao cũng phải nể mặt. Làm người phải biết co được giãn được, không phải lúc nào cũng có thể oai phong. Hiện giờ cứ tạm thời cúi đầu. Sau này nếu có cơ hội sẽ thu thập thằng danh này, đây chính là ý nghĩ của Chu Trường Hà. Vì thế khi hôm nay Thiếu Tuấn Thần đến thị trấn Lâm Tuyền để kiểm tra công tác, Chu Trường Hà liền bảo đi cùng, nói là để triển khai công tác ủy ban kỷ luật. Thiếu Tuấn Thần là ai? Là một tên quá giảo hoạt trên quan trường, y vừa liếc mắt một cái thì đã biết tổng chút tâm ý trong lòng anh vợ. Dĩ nhiên là y cũng sẽ không nói toạc ra, vờ như không biết cứ thế đi cùng Chu Trường Hà xuống thị trấn Lâm Tuyền. Chu Trường Hà vốn định sẽ đợi đến buổi chiều mới gặp Diệp Phàm nói chuyện một chút, ai ngờ hắn lại tự mình dẫn đến cửa. Tiêu Tuấn Thần kéo Diệp Phàm ra một góc nhỏ nói mấy câu. Tiểu Diệp, có một tôi phải nói với cậu, người trẻ tuổi đừng quá bồng bột sẽ không tốt, cậu bây giờ dù gì cũng là một phó chủ tịch thị trấn rồi, còn là đảng ủy viên nữa. Mỗi cử chỉ lời nói của cậu đều đại biểu cho thị trấn Lâm Tuyền, đại biểu cho hình tượng người cán bộ của đảng. Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết, dĩ nhiên người trẻ tuổi nóng tính một chút cũng là điều bình thường, có nóng tính thì mới có nhiệt tình chứ. Đúng vậy thưa Phó Chủ tịch Tiếu, sau này tôi sẽ chú ý hơn, ngài nói rất đúng. Diệp Phàm gật đầu, hiểu rõ đây là Thiếu Tuấn Thần ám chỉ việc mình đánh người ở Thủy Vân Cư. Hiểu rõ là tốt rồi,
có câu nói oan gia nên giải không nên kết. Vì thế chuyện đã qua rồi thì cũng bỏ đi. Tiếu Tuấn Thần nói gần hơn. Tôi hiểu rồi Phó Chủ tịch Tiếu, chuyện này tôi đã bỏ qua lâu rồi. Diệp Phàm vội vàng tỏ thái độ. Tốt, tốt, quên được là tốt. Tiếu Tuấn Thần luôn miệng khen, ánh mắt nhìn Diệp Phàm cũng dịu đi rất nhiều. Tuy nhiên Tiểu Đào giờ vẫn còn bị giữ ở căn cứ Dương Đầu Phong, chuyện này có chút phiền toái. Tạ Mị Nhi chẳng phải là chị gái kết nghĩa của cậu sao? Ha ha, không nói nữa, không nói nữa. Thì ra là làm thuyết khách cho thằng con mất dạy của Chu Trường Hà, Diệp Phàm bừng tỉnh. Hắn cũng hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ Chu Tiểu Đào còn bị nhốt tại trụ sở Dương Đầu Phong, vậy thì e là thằng danh đó bị Tạ Tốn Hành cho thảm rồi. Bỏ đi, để lúc Mị Nhi tới ăn cơm thì nói với cô ấy một câu thì giải quyết xong. Mọi người hàn huyên gần nửa mấy giờ, Tần Chí Minh vui vẻ. Phó Chủ tịch Diệp, có thức ăn gì mang lên đi, đã 5 giờ rồi, bụng chúng tôi cũng muốn tạo phản hết cả rồi. Thật xin lỗi à các vị lãnh đạo, còn có 3 vị khách nữa, chờ thêm mười mấy phút nữa chưa tới thì chúng ta sẽ ăn trước vậy. Diệp Phàm nói. À, còn có khách nữa à, là ai vậy anh Diệp? Tề Thiên nôn nóng. Tạm thời giữ bí mật. Diệp Phàm thần bí nói. Ha ha ha, người anh em họ Diệp, anh tới rồi đây. Từ rất xa nhưng vẫn nghe rõ giọng của thần tài Triệu Bính Kiện. Diệp Phàm vội vàng tiến ra chào hỏi. Anh Triệu đến rồi à, mời vào. Bởi vì cửa phòng mở hé nên mọi người đều nghe được tiếng của Triệu Bính Kiện. Y mở cửa cái két một cái, đang định nói tiếp thì nhìn thấy hai vị thường vụ là Tiếu Tuấn Thần và Chu Trường Hà thì ngẩn cả ra, cái miệng đang há to nhưng không hề nói ra một tiếng trông rất tức cười. Anh nói thằng em này quá thất trách rồi. Phó Chủ tịch Tiếu, Bí Thư Chu, các ngài cũng đến à. Triệu Bính Kiện bình tĩnh lại thì vội vàng tiến đến chào hỏi, vẻ mặt hơi nhăn nhó. Ha ha ha, Diệp Phàm cười vang. Không có chuyện gì đâu anh Triệu, đã có người giống như anh rồi, là anh Triệu Thiết Hải ấy, cùng một họ. Xem ra họ Triệu là ưu điểm, ha ha. Tốt, tốt, cũng coi như là mình có người lót đường là được rồi. Triệu Bính Kiện thở phào, sau đó vội vàng tiến lên chào hỏi mấy người kia, Phó Chủ tịch huyện Trương Tân Huy cũng ra mắt mọi người. Sau đó lại có thêm mấy người khách, là Vu Kiến Thần mang theo mấy người đi vào, trong đó Diệp Phàm chỉ quen người em vợ Phạm Hồng Võng là Phó Cục trưởng Cục An ninh thành phố, còn lại đều là người lạ. Tuy nhiên Thiếu Tuấn Thần, Chu Trường Hà và Trịnh Khinh Vượng thì đã sớm bước ra cửa nghênh đón, Trương Tân Huy thì chậm hơn một chút, còn Diệp Phàm thì đã bị bọn họ chen bật ra một góc. Diệp Phàm ngơ ngác thầm nghĩ, đây rốt cuộc là sao, mình là chủ mà. Vu Kiến Thần sau khi bắt tay hết lượt thì cười híp mắt kéo Diệp Phàm ra. Tới đây thằng em, giới thiệu cho cậu mấy người bạn của anh, vị này là phó trưởng ban tổ chức Tàu thành phố Mặc Hương của chúng ta, cũng ở trong thường vụ, còn vị này là phó chủ nhiệm cố của phòng thương mại. Thái Đại Giang kinh ngạc, không chỉ có y mà ngay cả Tần Chí Minh, Tiếu Tuấn Thần, Chu Trường Hà, Trịnh Khinh Vượng đều âm thầm đánh giá lại Diệp Phàm. Trong lòng bọn họ đều buồn bực. Thằng danh này chỉ là một phó chủ tịch thị trấn, tại sao lại có quan hệ nhiều như vậy, hơn nữa đều là người có thực quyền. Trưởng ban Tàu, chủ nhiệm cố, các vị mạnh khỏe. Diệp Phàm khiêm tốn chào hỏi, dĩ nhiên đây là ý tốt của Vu Kiến Thần cố gắng tạo quan hệ cho hắn. Đồng chí Tiểu Diệp, nghe cục trưởng Vu nói cậu là một anh em rất tốt. Lúc ăn cơm chưa cứ ra sức tán dương a. Ha ha, có phải cậu đưa cho y mấy bao thuốc xịn và mấy bình rượu ngon không? Phó trưởng ban Tàu nói đùa. Thế thì không có đâu, ngược lại tôi còn ăn trực mấy bữa cơm của anh Vu đấy, hắc hắc. Diệp Phàm cười nhẹ. À, cậu có thể còn chưa biết, sáng nay anh Vu của cậu đã đi nhận chức cục trưởng cục công an thành phố Mặc Hương chúng ta rồi đấy, đường đường một vị quan to cấp sở, làm sao còn sợ cậu ăn trực. Phó trưởng ban Tàu tiếp tục nói đùa. Anh Vu, chúc mừng a. Thăng quan rồi cũng không nói một câu, có phải sợ thằng em tới đòi cơm không? Đại cục trưởng. Diệp Phàm vui vẻ, thuận tay kéo Lô Vĩ và Tề Thiên tới giới thiệu. Anh Vu, đây cũng là hai anh em của em. Lô Vĩ thì là thủ hạ của anh, còn đây là Tề Thiên, chắc anh biết. Đội trưởng Lô thì dĩ nhiên là anh biết rồi, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, còn cậu em Tề Thiên, chào mừng cậu nhé. Vu Kiến Thần rất khách khí, y biết là hai người anh em này của Diệp Phàm cũng không đơn giản. Những người trong phòng cũng đều âm thầm suy đoán thân phận của Tề Thiên thân phận.
đối với Lô Vĩ nhìn trẻ như vậy đã có thể ngồi ở vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố cũng rất giật mình. Ở trong quan trường Hoa Hạ, người có thể làm được như vậy thì bối cảnh phía sau là sâu không thể lường được. Chu Trường Hà vừa rồi còn cảm thấy mình xuống đây là cho Diệp Phàm chút mặt mũi, giờ lại thấy hắn xưng huynh gọi đệ với Cục trưởng Cục Công an thành phố, hơn nữa Phó trưởng Ban Tổ chức Tào cũng tỏ vẻ thân thiết với hắn, còn y đường đường là một bí thư ủy ban kỷ luật thì lờ đi, trong lòng vừa chấn động lại vừa buồn bực. Mọi người, xin mời ngồi. Cảm ơn vì đã đến Lâm Tuyền. Diệp Phàm chào hỏi xong thì mời tất cả vào bàn. Mọi người còn chưa kịp động đũa thì cửa phòng lại mở ra. Tạ Mị Nhi cười khanh khách bước vào, cô liếc mắt một cái thì cũng ngây cả người. Những người trong phòng bao gồm Thiếu Tuấn Thần, Chu Trường Hà, Chu Bá Thành, và Phó chủ nhiệm Cốc đều quen với cô, không ngờ đều ngồi cả đây làm gương mặt khả ái của Mị Nhi bỗng nhiên đỏ lên. Hôm nay Tạ Mị Nhi mặc một bộ váy hồng, tóc búi cao ra dáng một người trưởng thành, khuôn mặt đỏ hồng làm lộ ra vẻ mê người. Diệp Phàm đứng ở cách cô 3 mét cũng ngây cả ra, khẽ nuốt nước miếng đánh ực một cái. Một luồng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt từ đan điền. Hai bên cứ thế trong ngoài đứng nhìn nhau, người trong phòng nhìn bọn họ quái lạ, kẻ ngu cũng biết bọn họ nghĩ gì. Tiểu nha đầu, đứng đó làm gì? Không cho chú vào ăn cơm phải không? Một giọng nam trung hùng hậu bỗng nhiên từ phía sau vang lên, làm tất cả mọi người trong phòng không một ai ngoại lệ đứng hết cả lên. Nói chính xác là phải nhảy lên mới đúng, tốc độ hết sức nhanh chóng. Tần Chí Minh, Thái Đại Giang cũng là đứng dậy theo mọi người, cũng không biết người ở phía sau là ai nhưng xác định là một lão đại, nếu không Vu Kiến Thần và Phó trưởng Ban Tào lại khiêm cung như vậy. Vu Kiến Thần đang là Cục trưởng Cục Công an thành phố, làm vài năm nếu có thành tích biết đâu lại lên bí thư tư pháp tiến vào thường vụ. Còn Tào Vạn Niên lại càng trâu bò hơn, y là Phó trưởng Ban Tổ chức thành phố kiêm thường vụ, quản cái mũ của mấy vạn quan viên, hai người đều là nhân vật cầm quyền một phương. Chú Út, cháu chính là không muốn cho chú ăn cơm đấy. Hừ, Tạ Mị Nhi giận dỗi đứng sang một bên cho người đàn ông kia bước vào. Mị Nhi, vị này là... Diệp Phàm nhìn người đàn ông khá cao lớn, lên tiếng hỏi. Chú Út chị, có gì giỏi đâu, chỉ là một phó bí thư thôi, hừm, hừ. Tạ Mị Nhi bỗng nhiên tức giận hừ mấy tiếng làm đám người trong phòng đều buồn cười, tuy nhiên không ai dám cười thành tiếng, da mặt đều giật giật trông hết sức quái dị. Ngay cả anh trai Tạ Tốn phía sau cũng thầm cười trộm, vốn người trong nhà họ Tạ nhìn thấy chú Út đều sợ hãi, chỉ có em gái gã là bướng bỉnh không sợ. Ha ha ha, tiểu cô nương Mị Nhi của chúng ta giận rồi kìa, chú Út chịu thua rồi có được chưa? Người đàn ông trung niên kia rốt cuộc cũng lên tiếng cười. Sau đó y nhìn Diệp Phàm hỏi. Cậu chính là đứa em kết nghĩa mà Mị Nhi thường xuyên nhắc tới có phải không? À, không đúng. Hình như gần đây Mị Nhi đã đổi giọng gọi cậu là gì nhỉ, để tôi suy nghĩ xem nào. Ừ, anh Phàm, thằng danh cậu giỏi a, Mị Nhi nhà chúng tôi là tiểu tiên nữ, tiểu công chúa, từ nhỏ đến lớn ngay cả tôi cũng bị nó coi thường, cậu quả là không đơn giản. Có thể làm cho tiểu nha đầu cuồng ngạo này gọi một tiếng anh, ngoài anh ruột của nó thì cậu là người đầu tiên đấy. Ha ha ha, phó bí thư Tạ nói gì vậy, cháu chỉ là may mắn cháu ngáp phải ruồi thôi. Diệp Phàm cảm thấy đầu mình hôm nay loạn rồi, ngay cả một câu thô tục như vậy cũng có thể nói ra được. Cái gì mà chó với ruồi, thế anh nói em là ruồi có đúng không? Tạ Mị Nhi lại nổi giận nhìn Diệp Phàm chằm chằm làm hắn nổi cả da gà. Vội vàng biện hộ. Mị Nhi, không phải là em, ai, bỏ đi, mời vào ngồi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi dứt khoát bỏ qua, việc này càng giải thích càng rối, kéo Tạ Mị Nhi vào rồi mời mọi người ngồi xuống. Đám người Vu Kiến Thần sau khi chào hỏi Phó Bí Thư Tạ xong thì Thiếu Tá Kim Mao Sư Hống Tạ Tốn bỗng nhiên vào tới trước mặt Tề Thiên rồi dập gót chân đứng nghiêm chào một cái theo tiêu chuẩn quân đội. Báo cáo, Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Căn Cứ Dương Đầu Phong Tạ Tốn Vấn An Thủ Trưởng. Chương 191, nhiều người kinh ngạc. Hành động của gã khiến tất cả tròn mắt nhìn chằm chằm vào Tề Thiên, không biết lai lịch của chàng trai trẻ này là sao, ngay cả Phó Bí Thư Tạ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì cháu của y đâu phải là tầm thường gì, tốt xấu cũng là một thiếu tá tiểu đoàn trưởng căn cứ Dương Đầu Phong, làm sao mà lại phải xưng hô thủ trưởng với một thằng danh chưa ráo máu đầu này. Dĩ nhiên hiểu được thân phận Tạ Tốn cũng chỉ có Thiếu Tuấn Thần và Chu Trường Hà và mấy người bên Diệp Phàm, những người khác không biết thì cảm thấy hơi tò mò lẫn buồn cười. Chu Trường Hà tí nữa thì cảm thấy muốn ngất,
con trai mình bị Tạ Tốn cường bạo bắt đi, mình xin sao cũng không thả, nào ngờ thằng danh này lại chạy tới chào hỏi với một thằng em của Diệp Phàm, một chút cảm giác về sự ưu việt của bản thân giờ đã bay sạch. Cảm giác của Tiếu Tuấn Thần cũng tương tự, y suy đoán Tề Thiên và Diệp Phàm có phải là mấy thái tử đảng ẩn mặt hay không, lần này chắc là phải đánh giá lại thằng danh này rồi. Ha ha, thiếu tá Tạ không cần phải khách khí, nơi này không phải là doanh trại, hôm nay tôi tới đây là để gặp anh Diệp. Tề Thiên vừa lên tiếng thì lại càng làm cho mọi người chấn động. Anh Diệp nào vậy, có thể giới thiệu cho Tạ Tốn làm quen một chút. Tạ Tốn tiếp tục hỏi. Ha ha, chắc cậu cũng quen đấy, chính là anh kết nghĩa của cậu đấy. Tề Thiên nói xong đi tới bên cạnh Diệp Phàm nói vẻ cung kính. Anh Diệp, đây là thiếu tá Tạ, anh làm quen nhé, sau này mọi người quen nhau là tốt rồi. Thiếu tá Tạ, anh của tôi là một nam tử Hán đại trượng phu đấy. Ngay cả đoàn trưởng Thiết của chúng tôi cũng gọi là anh em, thực sự là một anh em tốt. Đoàn trưởng Thiết của chúng tôi đâu phải là người dễ dàng, sau này cậu cũng nên cung kính với anh ấy, nếu không để đoàn trưởng Thiết mà biết thì sẽ lột da cậu đấy, ha ha. Tề Thiên cũng thuận thế tạo thể diện cho Diệp Phàm rất oai phong. Chỉ là mấy người trong phòng lại không coi lời của Tề Thiên vào đâu, một đoàn trưởng thì có gì mà tự hào, cũng chưa bằng một phó chủ tịch huyện. Cũng chỉ Phạm Hồng Võng là biết phân lượng của đoàn trưởng Thiết. Đúng thế, là anh em của đoàn trưởng Thiết thì đánh chết tôi cũng không dám coi thường, đừng nói là tôi không dám, cho dù tư lệnh Tào của căn cứ cũng không dám. Tạ Tốn gãi đầu, vẻ mặt nghiêm túc không hề có vẻ gì là nói láo. Nhất thời trong phòng lại càng náo nhiệt, mọi người vui vẻ hàn huyên chúc tụng. Sau đó thì đồ ăn đặc biệt được mang lên. Điều làm người ta ngạc nhiên là Lý Tuyên Thạch và Lý Hoành Sơn lại trở thành người phục vụ, bưng lên hai cái chậu gỗ nghi ngút khói, bên trong đựng thịt sói chuột lông xanh hầm nhừ. Hai cái chậu gỗ này hao hao giống như chậu rửa chân của dân quê, đóng theo kiểu uốn cong, bên ngoài còn khắc hoa văn, là do Diệp Phàm bảo Hoàng Hiểu Lâm mời thợ mộc trên lâm trường Cảnh Dương đóng ra. Thấy mọi người ánh mắt có chút quái dị, chắc là đều nghĩ tại sao lại dùng chậu rửa chân để dùng đựng canh thịt, Diệp Phàm cười giải thích. Mọi người đừng xem thường cái chậu gỗ này, nó được đóng từ một loại gỗ quý gọi là gỗ hoa lên, có tác dụng thanh thần, hơn nữa còn có mùi thơm rất nhẹ nhàng. Nếu dùng để đựng canh thịt sẽ không bị biến chất như dùng nồi nhôm hay sắt, làm giảm rất nhiều hương vị. Chậu này là tôi đặc biệt mời thợ mộc của lâm trường Cảnh Dương đóng ra. Nghe nói xưởng mộc của bọn họ còn làm ra đồ để xuất khẩu sang châu Âu đúng không chủ nhiệm Trịnh? Diệp Phàm quay sang hỏi Trịnh Khinh Vượng. Ha ha. Chẳng những là châu Âu, mà là Nhật Bản, Hàn Quốc cũng có đồ gỗ của lâm trường Cảnh Dương chúng tôi. Trịnh Khinh Vượng thấy tất cả mọi người đều nhìn vào y thì cảm thấy rất thỏa mãn, có thể biểu hiện trước mặt Phó Bí Thư Tạ và Phó trưởng Ban Tào là một cơ hội rất tốt. Tạ Quốc Trung là bí thư chuyên trách thứ hai của Mạc Hương, ngoại trừ bí thư Dương Quốc Đống, chủ tịch thành phố La Hạo Thông, bí thư đảng đoàn Chu Càn Dương thì vị Phó Bí Thư Tạ này chính là nhân vật có thực quyền thứ tư của thành phố Mạc Hương. Cũng giống như địa vị của Diệp Phàm ở thị trấn Lâm Tuyền. Chu Trường Hà quặn ruột, nghiến răng mắng thầm, tiểu súc sinh, sau khi trở về nhất định phải dạy dỗ tốt, dám đi ép cháu gái phó bí thư thành phố Hầu Rượu lại còn đập phá đồ đạc, đúng là chán sống rồi. Vừa rồi y vẫn còn một chút căm tức, định tìm cơ hội gây khó khăn cho Thủy Vân Cư của Tạ Mỹ Nhi nhưng giờ thì đã hoàn toàn không dám nghĩ đến. Một bí thư ủy ban kỷ luật huyện dám đối chọi với phó bí thư thị ủy thì đó là khái niệm gì, chính là câu mà người ta vẫn hay nói là lấy trứng chọi với đá. Người ta chỉ cần một câu nói là có thể thổi bay cái mũ quan của mình, hiện giờ Chu Trường Hà ngay cả chuyện của con mình cũng không dám suy nghĩ chứ đừng nói chuyện khác. Y thầm thở dài, tự gây họa đúng là không thể sống, ra tòa án quân sự thì ra đi, có khi ngồi tù vài năm cũng tốt, đồ hư hỏng. Ai ngờ Diệp Phàm kéo Tạ Tốn ra một bên rồi thì thầm vài câu, sau đó thấy Tạ Tốn liếc Chu Trường Hà một cái, đến gần y nói khẽ, nể mặt anh Diệp, anh có thể bảo người đến dẫn Chu Tiểu Đào về đi. Hừ, nói xong lấy điện thoại ra gọi nói mấy câu, Chu Trường Hà cũng không kịp so đo, vội vàng vui mừng nói mấy câu cảm ơn rồi điện thoại bảo vợ y đi nhận người. Thái Đại Giang tuy nói kinh ngạc vì sự quan hệ rộng của Diệp Phàm, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Có lẽ là do liên quan đến vụ án thôn đập Thiên Thủy lần trước. Có thể thực sự làm chỗ dựa cho hắn ở đây cũng không nhiều. Bộ đội và chính quyền cũng không liên quan nhiều, trừ khi Diệp Phàm đầu quân thì người ta có thể giúp, còn không cũng không có tác dụng bao nhiêu,
Hơn nữa vừa rồi nghe Tề Thiên nói là đoàn trưởng Thiết gì đó thì y lại càng coi thường. Thái Đại Giang cứ nghĩ một đoàn trưởng cũng chỉ là một chức quan nho nhỏ trong quân đội, làm sao có thể so sánh với một chủ tịch của một thị trấn lớn như mình. Về phần mấy người bên công an thì dù Diệp Phàm có quan hệ tốt với cục trưởng cục công an Vu Kiến Thần thì cũng không nói lên điều gì. Bình thường thì người ta có thể xưng huynh gọi đệ với ngươi, có việc thì trốn mất mặt. Hơn nữa y chỉ quản bên công an, Diệp Phàm cũng không phải là cảnh sát, vì thế ngọn núi này là không thể dựa vào, hơn nữa nó còn ở rất xa. Hữu dụng nhất có lẽ là quan hệ của Diệp Phàm và Tạ Mị Nhi, nhìn vừa rồi thì có vẻ cũng không tệ lắm nhưng chưa còn đạt tới mức thâm giao. Bởi vì ngay cả Tạ Tốn cũng không quen Diệp Phàm, nhiều nhất là Diệp Phàm có việc thì Tạ Mị Nhi có thể nói với Phó Bí Thư Tạ vài tiếng, chắc gì người ta đã chịu giúp. Tuy nhiên nếu Diệp Phàm có quan hệ bạn bè nam nữ với Tạ Mị Nhi thì không chừng Phó Bí Thư Tạ vốn cưng chiều cô cháu đúng là có thể giúp, tuy nhiên bạn bè không dễ kiếm như vậy, mà có thật là bạn bè thì nhà họ Tạ cũng chưa chắc đã để mắt đến một phó chủ tịch thị trấn nho nhỏ. Chỗ dựa lớn nhất bây giờ của Diệp Phàm thật ra chính là bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương, tuy nhiên Lý Hồng Dương cũng chỉ là lợi dụng hắn chứ chưa phải là thân tín thật sự. Y đơn giản là muốn lợi dụng quan hệ giữa Diệp Phàm và tập đoàn Nam Cung để lôi kéo chút tiền đầu tư nhưng lần vừa rồi tập đoàn Nam Cung tỏ ra khá lạnh nhạt, nếu quả thực chuyện đầu tư không thành thì Diệp Phàm căn bản không còn giá trị lợi dụng. Thái Đại Giang dù sao cũng là một tên giảo hoạt, phân tích rất thấu triệt. Chắc là mọi người trên bàn cũng có phân tích như thế. Trên mặt mọi người tuy là híp mắt chào hỏi Diệp Phàm nhưng chủ yếu là nhìn mặt mũi Vu Kiến Thần và Tạ Quốc Trung, người ta vừa nhấc mông đi thì chắc là đã đổi sắc mặt rồi. Người A, tất cả đều là như vậy. Còn nói Diệp Phàm có thể dựa vào phó trưởng ban Tào thì lại càng không thể, người ta là nể mặt Vu Kiến Thần mà đến. Có lẽ là do sự hấp dẫn của món canh thịt sói chuột vương mà đến, người Hoa Hạ vốn tò mò. Thấy cái gì đặc biệt liền chạy đến xem cũng là điều bình thường. Thật ra thì hôm nay Tạ Quốc Trung tới là vì để giáo huấn Chu Trường Hà, lúc y vừa nghe nói Tạ Mị Nhi bị đánh thì đùng đùng nổi giận, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đánh Tạ Mị Nhi, vậy mà giờ lại có kẻ dám. Vì thế y vội vàng chạy tới huyện Ngư Dương, ngay cả trụ sở huyện cũng không vào, sau khi biết được con trai Chu Trường Hà đã bị thằng cháu Tạ Tốn của mình bắt đi, Mị Nhi bị đánh cũng không nghiêm trọng lắm. Mấy vết bầm cũng đã tiêu tan cả rồi thì cũng hết giận gần nửa, tuy nhiên vẫn phải giáo huấn Chu Trường Hà vài câu, hỏi ra mới biết Chu Trường Hà đã xuống thị trấn Lâm Tuyền rồi. Vừa lúc Diệp Phàm muốn mời mọi người ăn thịt sói chuột vương nên cũng cảm thấy tò mò, Tạ Quốc Trung cũng chưa từng gặp qua sói chuột nào nặng đến trăm cân, tiện đường về thành phố có đi qua Lâm Tuyền nên ghé qua đây. Mới vừa rồi Chu Trường Hà đến vấn an Tạ Quốc Trung y cũng rất lạnh nhạt, hừ một câu. Bố không thể dạy con thì làm sao có thể quản lý mấy ngàn cán bộ huyện Ngư Dương. Trở về suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Lúc đó Chu Trường Hà sợ hết hồn hết vía, nét mặt già nua bỗng hồng lên như một viên ô mai, liên tục xin lỗi. Tuy nhiên Tạ Quốc Trung cũng chỉ nói với y ở trong góc, cũng coi như là cho Chu Trường Hà một chút mặt mũi. Vì thế khi Tạ Quốc Trung vừa rời đi thì Chu Trường Hà mới dám lấy khăn giấy lau mồ hôi đang toát ra trên mặt. Trong lòng thầm mắng khi về nhất định phải đánh gãy chân thằng nghiệt tử Chu Tiểu Đào mới được. Những chuyện này, Tần Chí Minh cũng đã nhìn thấy hết, lai lịch Diệp Phàm thì y đã sớm biết rõ, bây giờ bỗng nhiên lại sinh ra một đống quan hệ làm y thầm kinh hãi, xem ra lại phải cân nhắc phân lượng của Diệp Phàm rồi. Tuy nói những người đến đây đều có quan hệ khá hời hợt với Diệp Phàm, tuy nhiên lúc nào cũng có thể biến thành thân thiết, ai dám nói bọn họ sẽ không chiếu cố hắn. Còn về phó chủ tịch thị trấn Thiết Minh Hạ sau khi ăn xong bữa cơm này thì ý định tranh hùng với Diệp Phàm đã biến mất tăm tích, trong thở dài, ai? Trẻ tuổi mới là tốt, mình già rồi, hơn nữa mình với hắn là cùng một phe mà. Tuy nhiên tối nay món thịt sói chuột lông xanh đúng là triển hiện uy phong, mọi người đều ăn như hùm như hổ, rượu cũng uống không ít. Diệp Phàm thật ra thì cũng có chút đau lòng, không phải là vì món thịt sói chuột mà là dược liệu quý giá nặn ra từ đoạn cây thái tuế. Không biết khi nặn ra một chút dịch quý giá như vậy có làm tổn hại đến gốc cây hay không. Sau khi Phó Bí Thư Tạ và mọi người ăn xong, Diệp Phàm bảo Phạm Xuân Hương đem số thịt sói chuột còn dư lại chia ra mỗi phần 3 cân, kèm với thảo dược đặc chế đưa cho lãnh đạo một người một phần. Nếu để người khác biết được chắc là sẽ cười đến rụng răng, ai đời lại tặng quà cho lãnh đạo là mấy cân thịt cùng với một bọc thảo dược. Tuy nhiên mọi người đều rất cao hứng,
chỉ có Tạ Quốc Trung lúc đầu thấy Diệp Phàm cầm một bọc nhét lên xe mình thì trầm mặt xuống, làm Diệp Phàm phải vội vàng giải thích thì vui vẻ đón nhận. Chỉ có Tạ Tốn lại có vẻ mất hứng, sau đó Tạ Mị Nhi mới nói thầm cho Diệp Phàm biết là anh mình ngại thịt quá ít, đem mấy cân về thì tư lệnh, chính ủy và mấy người thuộc hạ mỗi người húp một miếng thì hết nhẵn. Diệp Phàm khi đó mới bừng tỉnh, vội vàng bảo Lý Tuyên Thạch đem hết 5-6 cân thịt còn dư lại đưa cho gã, Tạ Tốn cũng không khách khí cầm luôn đưa lên xe nổ máy chạy thẳng. Anh họ, Diệp Phàm hôm nay xuống nhà máy giấy xảy ra chuyện đánh nhau rồi. Phó chủ tịch thị trấn Diệp Mậu Tài có chút chú gặp họa anh mừng vui vẻ lén gọi điện thoại cho bí thư đảng đoàn Trung Minh Nghĩa. À, đánh nhau, đáng đánh lắm. Mậu Tài, làm sao cậu nghe chuyện này? Trung Minh Nghĩa im lặng một lúc rồi cười ha hả. Em cho là không phải vô cớ, nghe nói hai người bị đánh, một người là Vương Lục Thuận còn người kia là Trương Hoa. Tuy nhiên họ Diệp cũng rất nghề, nghe nói một cước một quyền đã đánh cho hai tên kia nhừ xương. Hai tên ngu ngốc đó lại là bảo vệ nhà máy, bình thường rất hung hăng, mấy năm trước còn chơi cả dao găm. Chuyện này đoán chừng là do giám đốc Hoàng sắp xếp, anh họ, cần đổ thêm dầu vào lửa hay không? Diệp Mậu Tài tự đắc cười khan. Thêm lửa, cũng hay đấy, tuy nhiên phải biết chừng mực, thứ hai là phải cực kỳ kín đáo đừng để người ta biết, chúng ta sẽ tọa sơn quan hổ đấu, thỉnh thoảng động tay một chút là được. Trung Minh Nghĩa nói. Ừ, em hiểu rồi. Diệp Mậu Tài buông điện thoại, ngồi suy nghĩ lập mưu. Đại Giang, Diệp Phàm đi nhà máy giấy gây chuyện à? Chủ tịch huyện Trương Tào Trung hỏi. Cũng có lộn xộn một hồi, tuy nhiên sau đó thì dẹp yên. Thái Đại Giang nói qua quýt vài câu, trong lòng cũng hơi tiếc nuối vì sao không đánh nhau to, tuy nhiên y cũng sợ điều đó xảy ra, một khi lên đến chính quyền thị trấn thì Diệp Phàm dĩ nhiên là mất thể diện nhưng e là cái ghế của mình cũng không yên. Chương 192, món canh xuân dược bí truyền thời xưa. Hừ, đồ ngu xuẩn Hoàng Hải Bình, đồ vô dụng. Trương Tào Trung hừ một tiếng rồi cúp máy. Cha, gần đây tên họ Diệp ở Lâm Tuyền càng ngày càng kiêu ngạo, hôm trước thiếu chút nữa đánh bị thương em trai, ngay cả con trai của bí thư Chu và Vương Tiểu Ba cũng bị đánh rồi. Nghe nói Vương Tiểu Ba còn nằm ở bệnh viện, chú hai của gã là phó cục trưởng Vương rất tức giận. Tuyên bố nếu cục công an huyện Ngư Dương không xử lý hung phạm thì sẽ mời cục thành phố chủ động ra tay. Một phó chủ tịch thị trấn nhỏ bé lại muốn lật trời, vô cớ đánh người khiến người ta bị thương nặng. Căm tức nhất chính là hôm nay lại thò tay vào trong nhà máy giấy Ngư Dương, nghe nói là đánh nhau với công nhân. Hoàng Hải Bình cũng quá vô dụng, sắp xếp hai kẻ ngu xuẩn, quả thực chính là con tôm khô hai chân, bị người ta đá cho một cước đã ngã lăn quay ra rồi. Qua việc này con thấy phó chủ tịch Diệp đó có chút giống như hạng người côn đồ lưu manh, người như vậy sao có thể làm một phó chủ tịch thị trấn, thật quá mất mặt quốc gia. Phí Vũ Vân ngồi trên ghế sofa nói với cha của hắn là trưởng ban tổ chức huyện Ngư Dương Phí Mặc, đương nhiên cũng có chút ám thị châm dầu vào lửa. Tên nhóc họ Diệp đó không cần phải lo lắng gì cả, quan trọng là phải làm tốt chuyện của mình trong việc xây dựng nhà máy giấy trước, giữ cho tốt người và cái miệng của các cậu đó. Phí Mặc sau khi thốt ra một câu cũng không nói nữa, nhìn lên tivi. Cha, con muốn ngày mai xuống đó một chuyến. Việc sửa đường ở thôn Đập Thiên Thủy nghe nói không những có được 200 vạn quyên góp của tập đoàn Nam Cung, Lâm Trường Cảnh Dương cũng bỏ ra 150 vạn, Trịnh Khinh Vượng cũng đồng ý lấy ra, toàn bộ kín đáo đưa cho Diệp Phàm, kêu hắn quản lý. Lần trước anh họ đi còn bị Diệp Phàm đá bị thương, nể công trình này con mới tạm thời không đi tìm hắn chút giận. Tên nhóc này thật sự giống như một thổ phỉ, làm sao cứ thấy người là đánh, gây chuyện khắp nơi. Kỳ lạ là loại người này tại sao có thể ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch thị trấn, ngay cả vị trí ủy viên đảng ủy cũng ném cho hắn. Bên trong chuyện này hắn và Lý Hồng Dương có phải có mánh khóe gì không? Nếu từ phương diện này hành động nói không chừng còn có thể tìm ra một chút gì đó của Lý Hồng Dương. Phí Vũ Vân phân tích được đạo lý rõ ràng, lại có chút ấm ức. Thủ đoạn khẳng định là có, nhưng chuyện nhược điểm cũng không thể nói lung tung, trái lại sẽ khiến rước họa vào người. Nhưng anh chàng họ Diệp đó ngoài mặt uy phong, kỳ thực cũng chỉ là một con sâu đáng thương, vất vả kiếm được 200 vạn còn không phải vì làm áo cưới cho người khác. Còn về con đường của thôn Đập Thiên Thủy có thể khởi công được hay không, hoặc nói là tu sửa toàn bộ một chút quả thực đều có biến số, nếu không lôi kéo được đầu tư của tập đoàn Nam Cung, cha đoán chừng Lý Thiên Vương sẽ lập tức thay đổi sắc mặt. Đến lúc đó Trương Tào Trung càng khó khăn,
Trung Minh Nghĩa ở bên cạnh cùng nhau hùa vào, trong huyện những thường ủy này có người nào là đèn sắp cạn dầu đâu. Không có giá trị lợi dụng ai còn để ý đến hắn, đoán chừng địa vị của hắn ta sẽ lập tức được thay người, ai. Một quân cờ đáng thương, chiếc mũ quan đội trên đầu không được mấy ngày đã bay mất rồi. Phí Mặc hình như vẫn rất thông cảm với cảnh ngộ của Diệp Phàm, thở dài một hơi. Cha, cha nói tên nhóc đó quạc quạc không được mấy ngày, vậy con còn đi tìm hắn làm cái cóc gì? Phí Vũ Vân trong lòng chấn động, có chút nuối tiếc khoản tiền mấy trăm vạn sửa đường. Tự con quyết định đi, nhưng không có chuyện gì đi dạo một chút cũng không thiệt, chuyện này cũng chưa quyết định, nói không chừng còn có thay đổi vào phút chót. Phí Mặc xoa xoa hai huyệt thái dương không nói thêm gì nữa. Nhưng thay đổi phức tạp này đều tiến hành trong yên lặng, Diệp Phàm cũng không biết gì. Lúc này hắn đang ở một phòng VIP cùng với đám người Trịnh Khinh Vượng, Lô Vĩ, Tề Thiên và một số các em gái ca hát ở Lam Nguyệt Lượng. Hôm nay Trịnh Khinh Vượng nghe nói em trai mình đã được quyết định làm giám đốc sở tạm quyền của sở tài chính, trong lòng vô cùng cao hứng, bỏ ra tiền ra chiêu đãi, lại còn khăng khăng đem bốn đại mỹ nữ của Lâm Trường ép tới Lâm Tuyền cùng với Diệp Phàm. Lô Vĩ và Tề Thiên cũng không phải là đồ lạc hậu, thậm chí có thể nói là ở phương diện này, hai người chính bản chất công tử hư hỏng, có chỗ nào giống với một đội trưởng cảnh sát hình sự của cục thành phố và một thiếu tá trong quân đội. Cả hai nhân lúc đèn màu trong phòng hát bật mờ mờ thì xà vào bốn đại mỹ nữ mà Trịnh Khinh Vượng dâng lên giống như hai con bươm bướm, len lén động tay động chân không dứt, tay sớm đã thò sâu vào trong ngực con gái người ta múa may không nghỉ, trêu chọc mấy cô nương thở hổn hển, xinh đẹp không thôi. Nhưng bốn cô gái cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, mấy anh trai đương nhiên cũng không dám lỗ mãng quá mức, cuối cùng cũng chỉ sờ soạng như vậy một lúc, làm đi làm lại cho đã nghiền, nhưng tâm tình rất cao hứng, kêu to la hét, hai bên cứ thế giằng co. Tối nay Phương Nghê muội trang điểm cũng càng rung động lòng người, trên người mặc áo khoác màu tuyết trắng, quần màu lam phối hợp khiến người ta tưởng tượng xa vời không thôi. Hai má lúm đồng tiền trên mặt cũng không có hiện ra, vì cô ta hình như đang giận dỗi. Ngồi bên cạnh Diệp Phàm cũng không nói chuyện gì, ngay cả rượu cũng không kính một chén. Nghe muội làm sao vậy, giận dỗi à? Diệp Phàm cười nhạt hỏi. Tôi nào dám giận dỗi với đại chủ tịch thị trấn, lại L có bạn bè à sĩ quan, công an, còn gọi là anh Diệp gì đó, giận dỗi không phải sẽ bị anh bắt vào trong đại lao sao? Hừ! Phương Nghe muội quay đầu không để ý đến hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không hiểu. Diệp Phàm len lén hỏi Phương Lan Hinh đang ngồi bên cạnh. Chủ tịch Diệp, không có chuyện gì, tính tình của con bé hơi thất thường, anh đừng để ý. Phương Lan Hinh tựa hồ có chút miễn cưỡng. Nụ cười đó cũng rất là giả dối, xem ra trong lòng của người chị này cũng có vướng mắc. Ha ha, người anh em, Hoa tỷ muội giận rồi, cậu xem, có phải sơ ý gì không? Nghĩ xem. Trịnh Khinh Vượng tiến tới gần cười nói kỳ quái, lại nhắc thêm một câu. Có chút quan hệ với Lực Văn đấy. Có chút quan hệ tới Lực Văn chọc giận cô ấy sao? Diệp Phàm có chút cảm giác khó hiểu. Người anh em, cậu không phải không biết cục diện của xã Khanh Hương, lòng người hoang mang, không có ai yên tâm công tác, bọn họ đều sợ sau này khi sáp nhập vào thị trấn Lâm Tuyền thì sẽ bị đẩy vào xó xỉnh nào đó, thậm chí trao quyền cho cấp dưới đi thu xếp công tác ở thôn. Hiện tại có tin đồn. Nói là thị trấn Lâm Tuyền nhất thời không thu nhận được nhiều người như vậy nhưng lại muốn cứng rắn nhét vào, cho nên trong huyện có ý kêu một số nhân viên thu xếp không được công tác, cứ hai người hoặc là ba người một tổ đăng ký vào một thôn trang mở rộng công tác đóng trụ sở ở thôn. Tính chất tương tự như tổ công tác của cậu ở đập nước Thiên Thủy. Cứ như vậy có thể giải quyết đầy đủ vấn đề công tác kiếm sống của nhân viên, lại kéo thêm sự phát triển của công tác nông thôn, một công đôi việc. Cậu nghĩ xem. Người ta đang ở trong tòa nhà ủy ban nhân dân tốt như vậy, cho dù là trạm cơ khí nông nghiệp, nhà khách gì đó vẫn còn hơn đứng đợi làm một thôn quan mạnh bị bó buộc trong một thôn. Nghe muội không lo lắng sao? Vừa nãy ở Lâm Trường Cảnh Dương cô ấy đã xông tới khóc lóc một trận với chị gái của mình rồi. Ha ha, nói cậu căn bản không có để ý đến cô ấy, lâu như vậy mà không có một chút động tĩnh gì. Hơn nữa hiện tại Lực Văn cũng đã tới rồi, cô ấy còn có thể yên tâm sao? Ha ha, Trịnh Khinh Vượng rất thẳng thắn nói bên tai của Diệp Phàm. À, chuyện này thật ra tôi cũng có nghe nói đến, nhưng vẫn chưa gửi công văn xuống, có lẽ là lời đồn đại. Nghe muội là một cô gái,
có lẽ không thể xuống dưới thôn rồi chôn vùi ở đó mãi. Diệp Phàm cố ý lắc lắc đầu. Hừ, ai nói, tổ công tác thôn đập Thiên Thủy các anh không phải cũng có một cô gái sao, tên là Xuân Thủy, nghe nói còn là thân thích của Bí Thư Tần. Ngay cả cô ta cũng muốn xuống thôn bám thôn, thì tôi có là gì, hừ. Phương Nghê muội nhớ tới chỗ đau lòng, nước mắt lại đã rơm rớm, khiến chị gái cô ta là Phương Lan Hinh hốt hoảng vội vàng khuyên nhủ, nơi này đông người như vậy sợ cô ta mất mặt. Được rồi, chuyện này còn không đơn giản, khóc cái gì. Sáng sớm ngày mai hãy tới đây đi, thật sự là không chịu nổi em rồi. Diệp Phàm phất phất tay cười nói. Thật sao? Phương Nghê muội con ngươi mở to đến mức sắp rớt ra ngoài, cặp mày nhướng lên túm chặt lấy tay của Diệp Phàm, chỉ sợ bị người ta lừa gạt. Giọt nước mắt trong suốt trong đôi mắt của giai nhân dưới ánh đèn màu càng có vẻ mê người, bộ ngực cao vút run rẩy kịch liệt khiến cho trái tim của anh bát giới nào đó cứ nhảy lên thình thịch, trong lòng hừ nói, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, cứ như vậy kêu mình phải làm sao? Trên trời sáng tạo ra hai hoa tỉ muội yêu nghiệt này, lẽ nào thật sự là muốn chủ định cho mình và chủ nhiệm Trịnh mỗi người yêu thương một người, bằng không thật sự là phụ ý tốt của ông trời. Được rồi, Nghê muội, anh sớm sẽ nhắc tới em. Sáng sớm ngày mai tới văn phòng đảng chính thị trấn Lâm Tuyền báo cáo, buổi sáng khi anh và Bí Thư Tần chào hỏi, ông ấy có nói là trên huyện đã phê chuẩn, muốn từ xã Khanh Hương điều chuyển người nào trực tiếp đến cũng có thể. Thủ tục sau đó có thể tự mình đi làm, phía bên thị trấn Lâm Tuyền đồng ý tiếp nhận là được rồi. Diệp Phàm quỷ dị cười nói. Nhưng mà Nghê muội này, em phải báo đáp tôi làm sao đây? Ha ha! Hừ, vậy sao anh không sớm nói ra, rõ ràng là muốn ức hiếp em. Em đánh anh, đánh chết con heo lẳng lơ nhà anh. Phương Nghê muội ngồi trong phòng VIP, dưới ánh đèn lờ mờ đôi bàn tay trắng như tuyết đánh lên người Diệp Phàm một hồi, bị Diệp Phàm thuận thế kéo nhất thời ngã vào trong lòng hắn. Anh bát giới nào đấy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cực tốt này, bàn tay háo sắc nhanh chóng lẻn vào trong chiếc áo lông mỏng tha hồ lượn lờ. Quan trọng là du đãng trên đỉnh núi cao, vô cùng thư thái sung sướng. Phương Nghê muội ban đầu còn có chút vặn vẹo không để cho móng vuốt lang sói của Diệp Phàm thò sâu vào, sau đó thấy tránh không được nên dứt khoát không tránh nữa. Trong phòng VIP vang lên tiếng thở dốc và tiếng hôn môi, dù sao chỉ có đối phương biết. Âm hưởng thanh âm lớn người khác cũng không nghe thấy được, kỳ thực tối nay mọi người đều tương đối phóng đãng, chuyện này có liên quan đến món canh sói chuột mà Diệp Phàm nấu, nói nó là canh xuân dược cũng không quá đáng. Loại động vật sói chuột này thuộc về động vật khí dương mãnh liệt, giống như là thịt gà, thịt chó đều thuộc về thứ tương đối nóng. Thịt sói chuột đương nhiên càng nóng bỏng hơn thịt gà, thịt chó. Hơn nữa Diệp Phàm theo cách điều chế của sư phụ thêm vào các loại thảo dược tráng dương bổ thận. Quan trọng nhất là thêm vào chất dịch tinh linh của thái tuế. Loại thái tuế này tên là Hỏa Long Tường Thiên, là Diệp Phàm dùng tính mạng đổi lấy trong một thạch động bên cạnh mộ rồng. Vật này vốn là cực dương, rất bá đạo, là linh vật trong thái tuế tự nhiên tạo thành. Cho tới bây giờ Diệp Phàm cũng không biết rõ thứ đó rút cuộc là như thế nào. Dưới loại tình huống không có đất trồng trọt, trong không khí lạnh như vậy nó cũng dần dần khô héo. Sau này Diệp Phàm len lén lấy hạt giống của nó gieo trong một sơn động bí mật của thôn đập nước Thiên Thủy, nơi này chính là nơi Diệp Kim Liên cung cấp. Tổ tiên Diệp gia đã từng là một thầy lang thảo dược, đối với chuyện có thể điều chế loại cỏ diễm tình của Đông Cung bí thuật vẫn là rất quen thuộc. Mặc dù nói hiện tại ở đập nước Thiên Thủy đã rất khó tìm được diễm tình thảo, nhưng có một chỗ vẫn có, chính là vách cầu hùng của thôn đập Thiên Thủy, đây chính là bí mật tổ tiên Diệp gia truyền lại. Ở xã hội cổ đại, các loại dược vật kích thích giống như loại đông cung hoàn của anh Vĩ vẫn rất được hoan nghênh. Hoàng đế có tam cung lục viện, 72 phi tần, không có thứ giống như đông cung hoàn chống đỡ làm sao có thể chịu nổi chứ. Nhưng loại thuốc này dùng nhiều cũng sẽ tạo thành thương tổn chí mạng, thậm chí nghiêm trọng đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên hoàng đế thời cổ đại không có mấy người có thể sống lâu thật sự, đoán chừng đều là dâm đãng quá mức mà chết. Chương 193, hồ nước rất sâu. Tiếng người rì rầm trong phòng rất nhỏ, ngay cả thuật bức nhĩ thông của Diệp Phàm cũng không thể nghe thấy rõ, sốt ruột đến mức anh heo nào đó chỉ hận sư phụ lão phí tại sao không truyền thuật thấu tường nhìn xuyên thấu thì tốt hơn nhiều. Thật ra những tiếng kích thích này không cần nghe rõ cũng hiểu, toàn tiếng hô xung phong ra trận lẫn tiếng thỏa mãn khi đạt đỉnh Vu Sơn, canh sói chuột đột nhiên phát tác, chiếc quần đùi thiếu chút nữa rách toang.
Diệp Phàm quét mắt nhìn Tề Thiên và Lô Vĩ đang nằm ngủ say sưa trên sàn nhà, không khỏi hận đến mức nghiến răng trèo trèo mắng. Hai tên danh con, làm hỏng chuyện của bố mày, đêm này sẽ khó ngủ đây. Tê liệt rồi, ở sát vách, lão thái đang chơi trò oro, mũ mũ, phỉ phỏ, ông mày chỉ có thể nghe thôi, mà giờ thậm chí nghe cũng không được, xem ra phải nhanh chóng tăng cường luyện công, sớm ngày đột phá được cảnh giới tiên thiên tôn giả. Có lẽ đến lúc đó có thể nghe những gì sống động ở hiện trường rồi, thật đúng là con mẹ nó, chắc là cái tiên thiên, gì đó rất khó. Chà, thật là dễ chịu. Lão thái sảng khoái đến sắp phát khóc, một hồi lâu mới thở dài giọng nói. Ai, thật không ngờ loại kỹ xảo mà bọn Nhật Bản sáng tạo ra thật sự là sáng khoái, làm cho máy móc sung hơn, sức bền cũng rất tốt. Không ngờ ở phương diện này cũng có sự nghiên cứu tìm tòi. Không phải là người bên đó đều có miệng tốt chứ, một nghe nói đồ quỷ Đông Điều Anh tên một diễn viên JAV của Nhật Bản thích chơi thổi tiêu, toàn thổi cho mấy con bò già. Con mẹ nó, nghe nói Trung Quốc chúng ta thời đại này có rất nhiều cô gái đoán chừng đều đi thổi tiêu cho lũ quỷ Nhật Bản rồi. Bà nội nó, lúc nào cũng phải kiếm một cô gái Nhật Bản thổi cho bố mày mới được, bằng không khó lòng hóa giải mối hận trong lòng này, đồ con gái Nhật Bản thối tha. Đúng. Đồng chí Thái mặc dù nói có hơi háo sắc một chút nhưng đó cũng là bản chất của đàn ông, trên đời này làm gì có người đàn ông nào không háo sắc. Cổ nhân thật sự không lừa ta, thường nói, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Người quân tử thích tiền tài nhưng trước hết phải có đạo lý. Câu nói này rất có đạo lý, đàn ông háo sắc cũng được, nhưng phải làm được háo sắc có trình độ mới được, ai. Thật sự khi có trình độ thì đã là cấp bậc cao rồi, đổi thành phong lưu, rồi. Người như lão thái lại câu cả phụ nữ đã có chồng, điểm này có chút trái ngược với đạo lý. Diệp Phàm ta tuyệt đối không thể giặt dìu với những loại như vậy, nếu muốn thì chỉ qua lại với các cô gái thôi. Dĩ nhiên, muốn người ta tự nguyện, thì mình không được dùng sức mạnh. Dùng sức mạnh thì mình rơi xuống tiểu thừa rồi. Dùng quyền thì quá công lợi. Dùng tiền, thì càng thấp hèn. Nhưng không có quyền, không có tiền, không có thế, không có mạnh thì cô gái nào đồng ý chơi với ngươi. Đây thật sự là lưỡng nan. Nhưng đồng chí Thái có ít nhất một điểm đáng học hỏi, đó chính là hắn yêu nước. Có thể nghĩ đến phải kêu mấy cô gái Nhật Bản về để thổi tiêu cho y, điểm này mình cũng đồng ý. Mình cũng có nguyện vọng này, bất kể là mèo đen hay mèo trắng có thể khiến lũ con gái Nhật Bản thổi tiêu cho mình thì đó chính là nhân sĩ yêu nước. Ai, không ngờ cảnh giới của mình còn rất cao. Các dũng sĩ đặc sắc của Trung Quốc không phải để dùng trưng cho đẹp, ha ha ha. Diệp Phàm từ trong đáy lòng oán thầm lão thái, cũng bới móc đủ điều để tiến hành một phen thâm nhập phân tích mang tính nghiên cứu đối với tâm khảm của mình, trình độ lý luận lại tăng thêm một bậc. Sắp đạt đến tiêu chuẩn của người công tác trong bóng tối trước giải phóng, tin tưởng rằng sau này ở phương diện yêu nước lại bước ra được một bước dài vững chắc. Từ đại thể mà nói, nhân sinh quan, thế giới quan của hắn cũng xuất hiện một số thay đổi, từ phương diện nhỏ mà nói. Thái độ của hắn đối với phụ nữ cũng sắp phát sinh biến chuyển mang tính cơ bản, đó là sắp sửa tăng thêm tính chất thuần túy. Em đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm tạm quyền của ban sinh đẻ có kế hoạch thị trấn Lâm Tuyền rồi, hôm nào về làm thủ tục đi. Bảo bối, anh không thể sống thiếu em được. Thái đại giang quăng ra một quả bom hạng nặng, thiếu chút nữa nổ tung Trịnh Tuyết Muội. Đại giang, anh đối với em thật quá tốt, em nên làm gì để báo đáp anh đây? Trịnh Tuyết Muội vui đến nhỏ lệ. Nhỏ giọng nghẹn ngào nói. Báo đáp, vậy thì phải mấy lần nữa? Thái đại giang cười nói. Được. Trịnh Tuyết Muội dịu dàng đáp lại. Gian phu dâm phụ, ta nhổ vào. Diệp Phàm mắng thầm. Mẹ kiếp, ông mày không có ai mà thổi. Đố kỵ, điển hình của đố kỵ. Đồng chí Diệp Phàm cũng bệnh hoạn đến đỏ mắt. Được rồi bảo bối, thật không dễ dàng gì. Vì để cướp được vị trí đó cho em mà anh đã mất đi rất nhiều. Lão quỷ thần muốn đem vị trí chủ nhiệm ban tổ chức cho cháu gái bên ngoại nhà vợ hắn Xuân Thủy, lão đạo tặc Tống Ninh Giang cũng muốn đưa cháu họ của mình Hứa Đình Đình chiếm đoạt vị trí chủ nhiệm phòng thống kê. Người đáng ghét nhất vẫn là tên tiểu quỷ họ Diệp ở sát vách kia. Mẹ nó, một tên còn hôi sữa mẹ mới 18 tuổi, lại cũng dám tranh giành chức quyền với mấy lão già bọn anh. Kết quả thì thế nào chứ? Khăng khăng đem vị trí giám đốc sở tài chính cho em trai của Trịnh Khinh Vượng. Hơn nữa còn phối hợp vị trí phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính cho em gái của nhân tình Trịnh Khinh Vượng, tên là Phương Nghê Muội gì đấy. Đoán chừng Trịnh Khinh Vượng phải hứa hẹn cho tên nhãi nhép đó không ít lợi ích,
đừng để lão thái ta bắt được. Nếu để ta bắt được sẽ lột da hắn. Nhưng thằng nhóc đó anh đoán chừng cũng quạc quạc không được mấy ngày đâu, đợi đến lúc hắn gặp chuyện xui xẻo, bố mày sẽ đạp Trịnh Lực Văn xuống, nếu Trịnh Khinh Vượng có chút ý tứ với anh thì nói tiếp, nếu không liên hệ, thì, hừ. Thái Đại Giang dáng vẻ vô cùng nén giận, căm giận phát ra. Anh chàng đó không phải mới thăng chức được 10 ngày sao? Làm sao có thể gặp chuyện xui xẻo được, nghe nói ở chỗ Lý Hồng Dương còn rất được sủng ái. Có lẽ người ta còn là người tin cẩn trong huyện sau này. Anh cũng không nên đắc tội quá mức với hắn. Tục ngữ không phải nói tài không đợi tuổi, người ta có khi là còn trèo cao hơn nữa. Trịnh Tuyết Muội khuyên giải. Được sủng ái cái rắm. Em có tin không, nếu chuyện của nhà mấy giấy làm không son, Lý Thiên Vương nhất định sẽ lập tức trở mặt. Chủ tịch huyện và phó bí thư chung trong hội nghị thường ủy cùng nhau gây khó, Lý Thiên Vương muốn bảo vệ hắn cũng không bảo vệ được. Ai? Anh chàng đáng thương, vẫn chỉ là một quân cờ nhỏ trong tay Lý Thiên Vương. Thái Đại Giang nói tới đây hình như thoải mái hơn không ít, đoán chừng là muốn nghĩ tới Diệp Phàm không lâu nữa sẽ gặp phải xui xẻo, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều. Biết đâu anh chàng đó gặp được vận may, giải quyết xong chuyện của nhà máy giấy Ngư Dương cũng không chừng. Trịnh Tuyết Muội công khai dội một chậu nước lạnh, thiếu chút nữa khiến Thái Đại Giang tức giận đến mức hai mắt trắng dã. Y tức giận mắng. Đúng là ý kiến của đàn bà, gặp vận may lớn, lật bài, em tưởng rằng nhà máy giấy Ngư Dương chỉ là tờ giấy thôi sao? Hoàng Hải Bình là cán bộ cấp trưởng phòng, ở trên huyện có quan hệ rất sâu, nghe nói ngay cả trong thành phố cũng có người chống đỡ, bằng không sớm đã ngã xuống rồi, nước hồ rất sâu có phải không? Ngay cả anh đi cũng chưa chắc có thể toàn thân quay về. Chiều nay thằng nhóc đó vừa tới nhà máy giấy đã đụng phải chuyện không hay, may mà còn có cơ thể khỏe mạnh. Bằng không thì sắp nằm dưới đất lạnh rồi. Đáng tiếc. Thái Đại Giang tiếc nuối không thôi cứ lắc đầu. Hừ, lão Thái đúng là vui mừng trên nỗi đau của người khác. Nhưng con người Hoàng Hải Bình quả thực không dễ đối phó. Hôm nay lần đầu so chiêu thiếu chút nữa thì tiêu rồi. May mà có thân thủ, bằng không nhất định sẽ trở thành trò cười cho Lâm Tuyền. Ai, phải nhanh chóng tới Thủy Châu kiếm tiền, bằng không chiếc mũ quan này thật sự bay mất, lung lay muốn ngã. Diệp Phàm nghĩ tới những chuyện phiền lòng này, tà hỏa trong lòng thoáng cái biến mất không còn bóng dáng. Hắn thầm nghĩ, thì ra các đại lão trong trấn người nào cũng có thu hoạch, Xuân Thủy cũng không tệ, chiếm được vị trí chủ nhiệm của bộ phận náo nhiệt là ban tổ chức, vị trí này là bộ phận quan trọng của thị trấn Lâm Tuyền, nếu tiến vào ban này rất có thể sẽ thăng lên vị trí của ủy viên tổ chức, phía trên ủy viên tổ chức có thể thăng lên cấp phó phòng, hơn nữa là ủy viên đảng ủy. Mình còn tưởng là mình đẩy Trịnh Lực Văn lên đài, cướp được cơ hội trước, thì ra mọi người đều đang chia cắt nhau cái bánh ngọt Lâm Tuyền, người ta không hề ngốc hơn mình. Mình là có chút tự đắc thông minh, mình cứ không hiểu tại sao hôm đó bí thư Tần lại dễ nói chuyện như vậy, thì ra bên trong còn có đường đi sâu sắc như vậy. Nếu không phải tối nay nghe lén được một số thứ giá trị của lão quỷ thái này, thì thật sự là vẫn mông muội, bị đùa bỡn giữa lúc vỗ tay cũng không biết gì, mình vẫn là có chút non nớt. Diệp, anh đang làm gì vậy? Lúc này Tề Thiên đã tỉnh giấc, mắt say lờ mờ nhìn thấy Diệp Phàm đang dính sát lỗ tai vào tường không biết đang làm cái gì. Luyện công. Diệp Phàm thuận miệng trả lời, thầm nghĩ thật là xui xẻo, lại bị quấy nhiễu rồi. Luyện công gì? Anh chàng Tề Thiên lập tức thấy thích thú, vừa nghe nói luyện công hai mắt lập tức sáng bừng sáp tới. Công gián vách, hay lắm, tôi cũng nên đi ngủ rồi. Thật là mệt mỏi. Diệp Phàm ngáp một cái dài rồi trèo lên giường đi ngủ. Dậy em với anh Diệp, thật đấy. Em muốn luyện công đến phát điên rồi. Tề Thiên lại xoay lại, đặt mông ngồi xuống trên giường, giống như miếng da trâu xé không ra. Anh chàng lần này đã quyết định chủ ý, là bám vào Diệp Phàm rồi. Được rồi, xếp chân, hành khí, để tôi kiểm tra một chút kinh mạch hành khí của cậu trước. Diệp Phàm không còn cách nào. Đành phải tạm thời làm qua loa tắc trách cho xong. Luyện công à, tôi cũng tham gia. Lộ Vĩ cũng tỉnh giấc rồi, cùng tới góp vui. Diệp Phàm tay áp lên ngực Tề Thiên, cảm thấy đường đi của nội kình trong cơ thể Tề Thiên. Kinh mạch này vô cùng mơ hồ, chỉ thể nói là một loại cảm giác, nhìn không thấy sợ không được, một lúc lâu. Trong lòng Diệp Phàm vui mừng, thầm nghĩ, tên này đúng là mạng tốt. Giẫm chó rồi. Đoán chừng dưới sự hỗ trợ của canh tráng dương sói chuột lại có thể mơ hồ có cơ hội đột phá đến tầng thứ ba.
nếu có thể qua được thì có lẽ có thể đột phá được tầng thứ 3 đạt được cảnh giới khai nguyên tam đoạn, trở thành một võ sĩ cao cấp. Đừng thấy chỉ là tăng lên một đoạn, nhưng thực lực lại tiến bộ. Một võ sĩ cao cấp tam đoạn có thể dễ dàng giải quyết được một võ sĩ trung đẳng nhị đoạn. Chà, không tệ, khí nội kình trong cơ thể cậu hình như cũng đi đường dương cương, có hy vọng. Diệp Phàm tán thưởng nói. Hy vọng gì? Tề Thiên trợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm đến mức hắn cũng phải dựng tóc gáy, cười mắng. Tôi cũng không phải là gay, cậu nhìn tôi mãi làm gì? Diệp, anh Diệp, em biết bí thuật nội công là tuyệt mật của một gia tộc hoặc môn phái, tuyệt đối không thua kém văn kiện đỏ cấp SSS của quốc gia. Em thật sự muốn tiến lên trình độ cao hơn, ai? Không có công pháp em biết đây là chuyện không có khả năng. Người tu luyện quốc thuật Trung Quốc không dưới vạn người, nhưng cao thủ tứ đoạn chính tông đoán chừng không đến 1.000 người. Năm đoạn càng ít, không hơn 200 người. Sáu đoạn chính là cấp cao thủ, bảy đoạn căn bản chính là Thái Sơn, tám đoạn chỉ là sự tồn tại trong truyền thuyết, còn chín đoạn thì chưa từng nghe qua. Đoán chừng hiện tại cũng chỉ có đạo trưởng Trương Vô Trần của Võ Đang và Khô Thiện Đại Sư của Thiếu Lâm có thể đạt đến chín đoạn hay không cũng không biết, bọn họ đều là lão nhân hơn trăm tuổi rồi. Em xuất phát từ sự yêu thích võ thuật, luôn lấy tu luyện quốc thuật của Trung Quốc chúng ta làm vinh quang, bình sinh tâm nguyện lớn nhất chính là có thể đạt đến cao thủ năm đoạn là lòng đầy thỏa mãn rồi. Chuyện anh Diệp nói, em đang cố gắng liên hệ, nhất định sẽ làm thỏa đáng. Tề Thiên nói rất chân thành, lòng hướng về có thể so sánh với Nhật Nguyệt. Ngay cả Lô Vĩ ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút băn khoăn, hé miệng ra, nhưng vừa nhớ tới lời của trưởng lão nhà họ Lô lại khép miệng lại. Chương 194, tiến hành bầu cử như đối mặt với đại địch. Trưởng lão Lô Tiên Giật đã từng nói. Lô Vĩ, võ thuật truyền thống của Trung Quốc chúng ta là bảo vật truyền đời. Mấy ngàn năm nay, có rất nhiều người nước ngoài muốn biết mà gây chuyện ăn cắp bí kíp nhưng đều cực kỳ khó thành công. Có người nói, người Trung Quốc bảo thủ, trong gia tộc có khi ngay cả con gái cũng không truyền. Nhưng người nghĩ xem, nếu để quốc thuật tràn lan ra ngoài, tất cả người xấu đều có nội công trên người thì dân thường làm sao có thể tồn tại. Mặc dù bây giờ là thời đại vũ khí nóng, quốc thuật đã suy yếu. Nhưng người thử nghĩ ngược lại xem, nếu những binh lính ứng dụng vũ khí nóng hiện đại đều là cao thủ ngũ đoạn vậy thì lực chiến đấu của một đội ngũ sẽ đáng sợ nhiều như thế nào. Hơn nữa người có căn cốt không tốt, người truyền bí thuật cho hắn, vậy thì chính là làm mất mặt giới quốc thuật chúng ta, không có lợi trong cạnh tranh. Thật ra lúc ấy khi lão phí truyền dạy dưỡng sinh thuật cho Diệp Phàm cũng nói không khác gì. Cũng không thể nói là môn phái tự bó buộc mình, quan trọng là giới quốc thuật tự có quy tắc ngầm của giới quốc thuật. Lô Vĩ, cậu cũng hành khí thử xem. Diệp Phàm không để ý Tề Thiên lại chuyên tâm kiểm tra tình huống trong cơ thể của Lô Vĩ. Dựa vào cảm giác nói tu vi của Lô Vĩ đã đạt đến cảnh giới luyện kình tam đoạn, thiếu chút nữa có thể đột phá một cảnh giới nhỏ tiến lên giai đoạn thuần hóa. Nếu phối hợp dược vật tốt, lại cộng thêm uy lực của quả thái tuế có thể một lần hành động đã tiến vào cảnh giới khai nguyên tứ đoạn, nhưng hy vọng cũng không quá lớn. Diệp Phàm trầm mặc một lúc, nhấc bút lên viết lên giấy tên của mười mấy loại thảo dược, tiện tay đưa cho Tề Thiên nói. Tề Thiên, trong mười mấy loại thảo dược này có mấy vị thuốc vô cùng quý. Ví dụ như sâm núi trên 30 năm, cỏ linh chi mang tính âm, thủ ô, ba loại dược liệu này nhất định phải sống hoang dại. Giá tiền không hề rẻ. Cậu có thể kiếm được không? Tề Thiên sau khi cầm lấy cũng không nhìn, trực tiếp hỏi. Ba vị thuốc này là quý nhất sao? Đúng vậy, những thứ khác ví dụ như các loại thảo dược thông thường ở đâu cũng có, nhưng có mấy vị thuốc đắt thì không đắt nhưng khó tìm, còn phải xem vận khí của cậu, tôi đã vẽ đường đi ở dưới rồi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm khắc nói. Loại thuốc này phối hợp có phải dùng để luyện công không? Khi em luyện công cũng cần phối hợp một số loại thuốc bắc ngâm rượu để trị thương. Tề Thiên hỏi. Chú Tề, chú sắp có thể đột phá được cảnh giới khai nguyên tam đoạn rồi, cho nên tôi muốn xin một vị ẩn sĩ tiền bối, chế cho cậu và Lô Vĩ một phương thuốc để trợ lực đột phá đánh sâu vào. Tên của loại thuốc này cũng tương đối phong cách, tên là Lôi Âm Cửu Long Hoàn. Vĩ tử dựa vào thuốc này cũng có thể đột phá đến cảnh giới khai nguyên tứ đoạn, nhưng cái này vô cùng khó. Tôi luyện của cậu còn chưa đủ, thật ra chuyến đi này đối với một cảnh sát hình sự như cậu có trợ giúp về cảm nhận của cuộc sống, tôi luyện cuộc sống nhất định phải nhiều, có lúc còn vô cùng mạo hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Có áp lực mới có động lực đột phá,
nhưng ít nhất cũng có thể giúp cho cậu đột phá đến đỉnh cao cảnh giới thuần hóa đoạn thứ ba, qua 2-3 năm lại có thể thuận lợi đột phá đến giai đoạn khai nguyên đoạn thứ tư. Diệp Phàm lúc này cũng cười nói. Thật sao? Lô Vĩ và Tề Thiên không hẹn mà cùng hỏi, trên mặt tràn đầy niềm vui, còn thiếu chút nữa là cười điên cuồng ra tiếng, nhưng hai anh chàng cũng biết quy tắc lúc nửa đêm, đành cố gắng liều mạng nín lại. Trưởng lão lúc ấy nói, mình muốn một lần nữa từ cảnh giới tu luyện luyện kính tam đoạn đột phá được cảnh giới thuần hóa đoán chừng phải sau một năm, còn nói về chuyện đột phá đến cảnh giới khai nguyên đoạn thứ tư, tuyệt đối là không có khả năng. Lẽ nào thứ mà đại ca nói gọi là lôi âm cửu long hoàn gì đó thật sự là dược hoàn tuyệt thế như vậy? Trưởng lão cũng là cao thủ thất đoạn, lời của ông ấy nói lẽ nào cũng có thiên lệch, nhưng ông ấy cũng sắp trăm tuổi rồi. Tâm tư của Lô Vĩ thay đổi nhanh như điện xẹt, chỉ cần có thể đột phá được một cấp nhỏ cũng xem như là kiếm lợi lớn, người luyện võ đối với chuyện tìm kiếm sức mạnh vĩnh viễn là lý tưởng lớn nhất của bọn họ. Anh Diệp, em lập tức gọi điện kêu người nhà chuẩn bị xong sẽ đưa tới. Chậm nhất là 2 ngày. Tề Thiên thật sự là ngồi không yên, nếu không phải Diệp Phàm kêu gã ngày mai tới thôn đập thiên thủy chơi thì hắn sớm đã tự chạy về mua thuốc rồi, lập tức lấy điện thoại ra gọi về nhà. Lô Vĩ, còn phải làm phiền cậu một chuyện. Lần trước cái hạt màu xanh biếc trên gốc cây kỳ quái mà cậu lấy ra từ trong mộ có còn dư lại không? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi. Vẫn còn, tạm thời không dùng, cất ở trong hộp ngọc. Không giấu gì đại ca. Trưởng lão nhà em cũng là một vị cao thủ thất đoạn, ông ấy nói không tìm được cách dùng như thế nào. Còn nói thứ giống như hình dạng gốc cây kỳ quái đó không phải là thái tuế bình thường ngoài giá trị dinh dưỡng cao hơn một chút ra thì không có tác dụng gì lớn, hơn nữa niên đại cũng không quá dài. Còn loại thái tuế màu xanh biếc trong quan tài ở mộ, trưởng lão đã kiểm tra qua tài liệu, rất có thể là một loại thái tuế gọi là tử địa hoàng bàn. Trong quả có ẩn chứa khí âm tinh khiết nồng nặc. Cùng với một loại thái tuế màu đỏ, ẩn chứa linh khí cương dương bá đạo tên là Hỏa Long Tường Thiên đều là linh vật trong thái tuế, có vạn tiền cũng khó có được. Trưởng lão nói tử địa hoàng bàn, nếu phối hợp cùng với vật cực dương thì có thể chế ra vật đại bổ, nếu không sau khi dùng vì dược lực tính âm quá bá đạo, nên người dùng trái lại sẽ bị thương, nói không chừng còn có thể tạo thành tổn thương về kinh mạch, kết quả tồi tệ là tẩu hỏa nhập ma. Lô Vĩ cũng không giấu giếm nữa. Đem tất cả những gì mình biết nói ra toàn bộ. Xem ra gã muốn đối đãi thẳng thắn với Diệp Phàm rồi, kỳ thực những điều này khi quản gia Thiên Lô nhỏ giọng nói bên tai Lô Vĩ, Diệp Phàm đã nghe lén thấy rồi, nhưng hắn cũng không nói thẳng ra, đang muốn có thể lấy ra thử một chút độ thành thực của những người anh em kết nghĩa. Hiện tại thấy Lô Vĩ chịu đem loại bí mật lớn này nói ra, tỏ tình huynh đệ của bọn họ là thật sự, chứ không phải là loại bạn bè toàn là quan hệ lợi ích. Đương nhiên, tình anh em thuần túy không thể có được. Cho dù là anh em ruột trước mặt lợi ích to lớn còn xung đột vũ trang, huống hồ là bạn bè khác họ kết nghĩa không có quan hệ huyết thống. Cho nên nghe Lô Vĩ nói ra bí mật này, Diệp Phàm cũng rất yên tâm, nói thật, đời người trên thế gian này, muốn tìm được mấy người bạn bè tương đối thật lòng vẫn là khó khăn. Về cơ bản đều thuộc về loại hình bạn bè lợi dụng, có ăn có uống thì tới. Một khi bạn bè gặp phải chuyện khó khăn thì còn chạy nhanh hơn thỏ. Loại người này là chủ lưu của xã hội. Được, cậu kêu người nhà dùng ống tiêm nhỏ nhất hút ra 2 giọt lớn bằng hạt đậu trong quả thái tuế là được rồi. Dược hoàn phối hợp xong, đảm bảo cậu có thể đột phá đến cảnh giới thuần hóa tam đoạn. Tứ đoạn thì cần phải dựa vào may mắn, cái này tôi không dám khẳng định. Diệp Phàm vô cùng tự tin nói, thay đổi suy nghĩ chợt nhớ đến bài thơ kỳ quái, không khỏi lên tiếng hỏi. Lô Vĩ, bài thơ trong quan tài đá các cậu có nghiên cứu ra được bí mật gì không? Hắn bất giác khẽ ngân nga bài thơ chó má treo trong quan tài, cố phán nhất tiếu mị niên yêu, xuân bộc hàn điếu vạn cổ thu, ngô tự hoài bão tiếu hồng trần thiên khoan địa đại nhâm tiêu diêu. Bài thơ này rút cuộc là có ý tứ gì, thật sự là kỳ quái. Nếu nói là lão tổ tông Tông Định tiên sinh nhà cậu vô cùng phong lưu viết ra bài thơ này thì có lẽ không dừng ở loại trình độ này. Bài thơ này nhất định là có bí mật, có lẽ có liên quan đến kho báu hoặc là bí kíp quốc thuật gì đó. Diệp Phàm vô cùng khó hiểu, cứ lắc đầu, một chút đầu mối cũng không có. Ai, ở trong nhà nghiên cứu lâu như vậy cũng không tìm ra được thứ gì, nói không chừng lão tổ Tông Định Tông nhà em nhất thời cao hứng làm chuyện phiếm này. Thơ cái rắm, thuần túy chỉ là tán dóc. Lô Vĩ không kìm được mắng lão tổ Tông nhà mình một câu, nhưng ngay sau đó móc điện thoại ra nói.
Vậy để em gọi điện thoại về kêu người trong nhà hút ra hai giọt trong quả mang đến. Sáng ngày thứ hai, ba người Diệp Phàm dậy khỏi giường từ sớm. Vì hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 1996, ngày đầu tiên của năm mới, mặc dù nói được sắp xếp nghỉ phép, nhưng hôm nay cũng là ngày đặc biệt, là ngày Diệp Phàm đi chủ trì cuộc bầu cử chủ tịch thôn. Diệp Phàm là giám sát đặc biệt của lần bầu cử này. Vì ngày mà Trịnh Khinh Vượng mời mọi người tới Lang Đang Cốc săn thú, nên vừa vặn, sau khi bầu cử xong sẽ đi dạo xung quanh đợi ngày hôm sau săn thú. Diệp Phàm cũng muốn tới xem một thôn tên là thôn Thạch Bình cách thôn Đập Thiên Thủy không xa, nghe nói thôn Trang này cách xã Khanh Hương không xa. Thị trấn Lâm Tuyền và xã Khanh Hương mặc dù nói là hàng xóm, nhưng cũng không thông đường, mà phải vòng một vòng lớn từ thị trấn khác đi qua mới có thể đến được xã Khanh Hương. Sau này sau khi sáp nhập xã vào thị trấn phải tiếp tục đi như vậy thật sự là không được, quá bất tiện để quản lý. Trước mắt cần phải tìm được một con đường ngắn nhất có thể thông từ thị trấn Lâm Tuyền tới xã Khanh Hương. Nghe nói thôn Thạch Bình có một con đường nhỏ nối tiếp với thôn Đập Thiên Thủy. Nếu thôn Thạch Bình cách xã Khanh Hương không ra, nếu đem con đường nhỏ này nối thẳng trực tiếp đến thị trấn Lâm Tuyền thì có thể đi qua. Nhưng Diệp Phàm cũng biết chuyện này thoạt nhìn thì dễ dàng, muốn làm lại vô cùng khó, quan trọng nhất chính là không có tiền. Trước kia lãnh đạo huyện ủy đoán chừng cũng có nghĩ đến, nhưng khổ là không có tiền nên đành phải bỏ qua. Diệp Phàm muốn lợi dụng cơ hội tốt sửa chữa đường xá ở thôn Đập Thiên Thủy để thực hiện lý tưởng này, nhưng cũng phải đi thăm dò trước rồi mới nói được, nếu cần 500-600 vạn thì đành phải từ bỏ, căn bản là không vực dậy nổi, không có tiền thì làm gì cũng như công dã tràng. Có Xuân Thủy và Đoàn Hải ở đó, lại cộng thêm Lâm Tuyền hôm nay còn tăng cường phái thêm 20 mấy người tới nên Diệp Phàm rất là yên tâm, hắn sớm đã dặn dò 4 vị lãnh đạo của tổ công tác đóng ở thôn Đập Thiên Thủy rồi. Vốn là Diệp Phàm đề nghị không cần điều động binh lực như vậy. Hiện tại thôn Đập Thiên Thủy rất là yên tĩnh, nhưng Tần Chí Minh và Thái Đại Giang bị người của thôn Đập Thiên Thủy dọa cho sợ mấy lần nên vẫn không yên tâm, cuối cùng cứ quyết định như vậy. Ăn xong điểm tâm, mới 7 giờ, ba người Diệp Phàm đã tới phòng làm việc, 20 mấy nhân viên công tác rút ra từ các phòng của Ủy ban Nhân dân đã tập hợp đầy đủ. Thật ra chính là cảnh sát đã chiếm hơn phân nửa, gần 15 người, võ trang đầy đủ. Nào là dùi cui, súng lục, máy bộ đàm, chỉ là không có tấm chắn. Nghe nói thôn Đập Thiên Thủy hôm nay bầu cử, trên huyện cũng vô cùng coi trọng, lo lắng phó chủ tịch thị trấn trẻ tuổi Diệp Phàm năm nay không ở lại được, cho nên đặc biệt phái xuống 5 đồng chí cảnh sát hình sự tham gia. Ngay cả tấm lá chắn mà đội phòng ngừa bạo lực sử dụng cũng được chuẩn bị kỹ càng. Phía bên cảnh sát do Triệu Thiết Hải tự mình dẫn đội. Lúc trước trong huyện vốn định phái ra cảnh sát vũ trang tới giúp đỡ, nhưng bị Diệp Phàm cương quyết từ chối. Tôi dùng chiếc mũ quan trên đầu ra đảm bảo, nếu lần này tuyển cử xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ chủ động từ chức. Chấp nhận trừng phạt của pháp luật quốc gia. Đây chính là lời hứa trịnh trọng của Diệp Phàm đối với lãnh đạo trên huyện, lúc ấy khiến cho chủ tịch huyện Trương Tào Trung cũng nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa, thầm nghĩ người thanh niên này có bản lĩnh thật sự hay là lỗ mãng, chỉ có sau tuyển cử mới có thể biết được. Bí thư Lý Hồng Dương âm thầm gật đầu. Tiểu Diệp đã thành thục rồi, đã mơ hồ có khí chất đại tướng chủ quyền một phương rồi, là hạt giống tốt. Có thể tiếp tục quan sát, cơ hội thành thục có thể trở thành thân tín trung tâm. Chương 195, còng lại đi. Còn về phần 20 người mà thị trấn Lâm Tuyền phái ra, Diệp Phàm cũng không từ chối, coi như là tạp vụ làm việc vặt vậy. Hôm nay đi bầu có gần tới 8.000 thôn dân có quyền bỏ phiếu, công việc sẽ cực kỳ bận rộn. Nếu nhân thủ quá ít thì chắc chắn sẽ xoay sở không kịp. Bởi vì cảnh sát hình sự cũng sắp đến nên Diệp Phàm cũng ở trong phòng làm việc để chờ bọn họ đi cùng, nếu không cũng không hay cho lắm. Ba người đang ngồi ở phòng làm việc uống thì Tô Giai Trinh ở ban đảng chính vội vàng chạy vào báo tin. Phó Chủ tịch Diệp, chủ nhiệm Vương vừa nói có mấy cảnh sát hình sự trên huyện vừa tới, hình như là để bắt người. Hiện giờ bọn họ còn ở bên ban đảng chính. Chủ nhiệm Vương đang giữ chân bọn họ, bảo anh mau nghĩ cách. Diệp Phàm sửng sốt, thầm nghĩ chẳng lẽ là do chuyện đánh người ở Thủy Vân Cư phát sinh chuyện gì đó. Tuy nhiên chuyện Chu Tiểu Đào đã được giải quyết, Chu Trường Hà là một bí thư ủy ban kỷ luật, còn là thường vụ huyện, chẳng lẽ lại làm chuyện tiểu nhân như vậy. Tuy nhiên hiện trường khi đó nghe nói còn có con của trưởng ban tổ chức Phí Mặc là Phí Văn Viễn, biết đâu là do gã dở trò quỷ. Tuy nhiên điều này e là không phải. Lúc ấy mình đâu có đụng chạm gì đến gã,
có khả năng nhất chính là Vương Tiểu Ba, thằng danh cầm cái đĩa định đánh mình liền bị mình tiện tay đập nát, cũng thừa cơ trả lại một đòn khiến tay gã phun máu. Tuy nhiên lúc ấy mình cũng rất nương tay, khâu mấy mũi chắc sẽ không việc gì. Từ góc độ luật pháp mà nói thì mình chỉ là tự vệ, tuy nhiên nghe nói chú hai của Vương Tiểu Ba là phó cục trưởng cục tài chính thành phố, nếu như y định trả thù thì quả thực cũng có thể làm ra chuyện. Diệp Phàm nghĩ hết một lượt rồi bình tĩnh. Giai Trinh, không cần bối rối, em bảo chủ nhiệm Vương dẫn cảnh sát sang đây. Anh à, rốt cuộc có chuyện gì? Lô Vĩ và Tề Thiên cũng rất bình tĩnh. Diệp Phàm đem mọi chuyện kể hết một lượt, ba người lại nhàn nhã uống trà, cũng hơi tò mò xem là ai tới bắt. Theo lý mà nói khi còn chưa rõ chuyện thì cục công an huyện nhiều nhất chỉ là báo tin để Diệp Phàm lên cung cấp thêm thông tin, dù gì hắn cũng là một phó chủ tịch thị trấn, lại còn là đảng ủy viên. Nếu thật sự muốn bắt hắn còn phải được bí thư tư pháp Phương Sương Nhiên phê chuẩn mới được, làm sao nói muốn bắt là bắt, chuyện này khẳng định là có người muốn chỉnh Diệp Phàm. Không lâu sau, sáu cảnh sát vũ trang súng ống đầy đủ hùng hổ đi vào, xem bộ quyết tâm bắt Diệp Phàm về hỏi tội. Vương Nguyên Thành mặt mày nhăn nhó đi phía trước, nhìn thấy Diệp Phàm thì chỉ vào một người đàn ông cao lớn có bộ râu quai nón giới thiệu. Phó Chủ tịch Diệp, vị này Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Cổ Thu Hoa, nói là, Vương Nguyên Thành nói tới đây thì giống như mắc nghẹn. Có phải nói tôi phạm tội, muốn tới để bắt có phải không? Diệp Phàm cười nhạt. Anh biết là tốt rồi, hừ. Phó Chủ tịch Diệp, anh là một Phó Chủ tịch của một thị trấn lớn như Lâm Tuyền. Làm gì cũng phải chú ý hình tượng cán bộ của chính quyền, tại sao có thể lợi dụng quyền lực trong tay để đánh người bị thương, anh giờ là tội phạm rồi biết chưa? Trước mặt người thi hành luật pháp vẫn giòn dám ngang ngược, Vương Tử phạm pháp cũng xử lý như thứ dân. Vì thế xin lỗi rồi, còng tay lại mang về trong cục. Cổ Thu Hoa căn bản không nghe Diệp Phàm giải thích ra vẻ đại nghĩa có nhật nguyệt chứng giám, chụp luôn cả một cái bô lên đầu hắn. Lúc này ngoài hành lang của dãy phòng làm việc, các nhân viên đứng lố nhố bàn tán, vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau. Có kinh ngạc, có hoài nghi, có đến 6 phần là có vẻ vui mừng khi thấy người gặp họa, đặc biệt là đám Lưu Trì và Tiếu Trường Hà túm tụm vào để thì thụt. Chủ nhiệm Lưu, đây chẳng lẽ là thật, không ngờ đấy. Một người thanh niên nói khẽ. Đương nhiên là thật, cậu không nhìn thấy phó cục trưởng Cố tự mình xuất mã còn giả được sao? Nếu không có lãnh đạo đồng ý ai dám đi bắt một phó chủ tịch thị trấn? Chuyện này là ván đã đóng thuyền rồi, chứng cứ xác thực, là tội lạm dụng quyền hạn biết chưa? Lưu Chỉ cười nhạt, sắc mặt vui mừng nhìn không nói cũng biết, Diệp Phàm thăng liền hai cấp thế như trẻ tre khiến Lưu Chỉ ngay đến cả răng mình cũng muốn bẻ gãy cho hả tức. Hơn nữa gần đây đang tiến hành việc sáp nhập xã Khanh Hương vào thị trấn, cái chức chủ nhiệm ban tổng hợp của gã có giữ được hay không cũng chưa dám nói, trong lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ thấy Diệp Phàm nếu quả thật bị bắt thì giống như trong trời mùa đông đột nhiên được uống một chén trà nóng, cảm giác sung sướng biết bao. Tiếu Trường Hà là phó chủ tịch quản lý mảng xây dựng, dĩ nhiên lại càng hy vọng Diệp Phàm trượt chân để mình có thể cùng với mấy người phó chủ tịch khác tranh đoạt cái bánh bao thơm phức đảng ủy viên. Chậm đã, phó cục trưởng Cổ, cục công an muốn phá án cũng phải nói chứng cứ. Không có chứng cứ làm sao có thể bắt người bừa bãi, xin mời anh cho xem lệnh bắt. Diệp Phàm phát hỏa, còn chưa điều tra lấy chứng cứ đã muốn bắt người, cho mình là quả hồng mềm muốn bóp sao thì bóp chăng. Chuyện này sao không thấy anh Chu Bách Thành nói gì với mình, theo lý mà nói chuyện lớn như vậy anh ấy phải được biết, tuy nhiên cũng không biết được vì bọn họ mỗi người quản một mảng. Chắc là tên họ Cổ này không có lệnh bắt, hôm qua phó viện trưởng Viện Kiểm sát Châu còn ngồi ăn cơm với mình, sao có thể trở mặt nhanh vậy? Nếu quả thực bị bắt thì hay rồi. Sau này làm sao còn mặt mũi mà nhìn ai ở Lâm Tuyền nữa? Lệnh bắt còn đang ở phòng làm việc, tuy nhiên mọi chuyện đã rõ ràng, về đến huyện chúng tôi sẽ cho anh xem. Một tên cảnh sát cao gầy mặt đen nói chen vào. Xin lỗi rồi, không có lệnh bắt thì các anh đang cản trở công việc của tôi sẽ tố cáo lên cục trưởng Vương Sương Nhiên. Diệp Phàm cũng rất hương ngạnh, biết chắc lần này tên phó cục trưởng Cổ Thu Hoa đã giở trò gì mờ ám ra rồi. Nhất định là y chưa thông qua ý kiến của bí thư tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Vương Sương Nhiên, cục trưởng Vương là người cùng bên Lý Hồng Dương như mình, cho dù mình quả thật phạm tội chắc cũng sẽ báo trước để mình chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không hành động như vậy, ngay cả nói một tiếng cũng không có. Xin cứ việc tố cáo, tuy nhiên hôm nay anh phải đi theo chúng tôi.
Còn về công việc của anh tự sẽ có người làm, còng tay lại. Nếu như dám cản trở chính là chống lại người thi hành công vụ, còn nếu dám ra tay thì chính là đánh lại cảnh sát. Giọng của Cổ Thu Hoa đặc biệt lớn, hơn nữa thân hình y cao lớn nên lộ ra một vẻ rất oai phong. Sáng sớm hôm qua, Phó Cục trưởng Vương Thiên Lượng của Cục Tài chính thành phố đích thân gọi điện tới yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc hung thủ Diệp Phàm. Hơn nữa còn đồng ý trên máy là nếu Cổ Thu Hoa có thể hoàn thành việc này thì y sẽ trợ giúp gã tranh giành cái ghế Cục trưởng Cục Công an với Chu Bách Thành. Vương Thiên Lượng làm Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Tài chính thành phố, thực quyền không nhỏ, muốn điều động 200-300 vạn chắc là làm được. Bây giờ nghe nói Vương Sương Nhiên có tin đồn là sẽ từ bỏ cái ghế Cục trưởng Cục Công an để chuyên trách làm bí thư tư pháp, Cổ Thu Hoa cũng là một phó cục trưởng dĩ nhiên là đã sớm ngó cái ghế trống này. Vì thế mà y coi Chu Bách Thành là kẻ địch đối đầy, nếu Vương Thiên Lượng tự mình mở miệng thì Cổ Thu Hoa làm sao lại không vui mừng. Có sự ủng hộ to lớn của phó cục trưởng Vương, đến lúc mấu chốt người ta nện xuống huyện 1-200 vạn thì đoán chừng cả bí thư Lý Hồng Dương cũng sẽ cười ha hả. Đây quả thực là một may mắn trên trời rơi xuống, Cổ Thu Hoa lúc ấy căn bản không hề suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý. Lúc trước y đã kiểm tra, phát hiện thấy Chu Bách Thành lúc đó cũng có mặt, hơn nữa còn có quan hệ không tệ với Diệp Phàm, điều này đúng là một phát hiện quan trọng. Nếu quả thật điều này là đúng thì đây là một cơ hội để đả kích Chu Bách Thành, nếu có thể cấu thành án thì Chu Bách Thành chắc chắn sẽ phạm tội đồng lõa. Ít nhất cũng có thể quy vào tội không làm tròn trách nhiệm. Tuy nói lúc đó là xong việc rồi nhưng Phó Cục trưởng Chu cũng không thể dơ mắt nhìn Vương Tiểu Ba bị đánh thương mà để cho hung thủ chạy thoát. Vì thế Cổ Thu Hoa liền bí mật hành động, vào sáng sớm hôm nay đã rời khỏi nhà chạy tới Lâm Tuyền, nghĩ là chọn cách xét đánh không kịp bưng tay bắt lấy Diệp Phàm, nếu bắt được thì còn sợ gì người ta không nhận tội. Ông mày thì thiếu gì cách để cho mày ngoan ngoãn, không có tội cũng sẽ biến thành có tội, hơn nữa quả thật Diệp Phàm thật sự ra tay nên cũng rất khó để nói đúng sai. Khái niệm tự vệ vốn rất mơ hồ, khi cần cũng có thể nói là chủ động ra tay, thật ra trong mắt Cổ Thu Hoa thì Diệp Phàm chính là chủ động công kích, căn bản không có tự vệ gì hết. Đây chính là lúc mấu chốt tranh đoạt cái ghế cục trưởng cục công an, có thể giáng cho đối thủ một đòn chí mạng thì cần gì kể đến thủ đoạn. Đặc biệt chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho Chu Bách Thành và cục trưởng Vương Sương Nhiên biết được, chỉ cần ép được Diệp Phàm thừa nhận tội ký vào thì bọn họ muốn lật ngược cũng rất khó khăn. Hai cảnh sát phía sau cầm lấy chiếc còng bóng loáng đi tới chuẩn bị bắt người. Dừng tay, Phó Cục trưởng Cổ, hôm nay tôi phải đi đến thôn Đập Thiên Thủy để chủ trì việc bầu cử, có chuyện gì chờ xong rồi hãy nói. Diệp Phàm cảm thấy trước hết phải làm tốt chuyện ở thôn Đập Thiên Thủy đã, nếu trong lúc này mình vắng mặt mà xảy ra chuyện gì thì đúng là phiền phức. Còn đứng ngây đó làm gì, chỉ là một phó chủ tịch thị trấn mà có gì phải sợ. Còng tay lại. Cổ Thu Hoa một mực chỉ muốn bắt người, thấy hai thủ hạ nghe nói đến thôn Đập Thiên Thủy thì đứng ngây ra liền nổi giận quát mắng. Dừng tay! Triệu Thiết Hải đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Phó Cục trưởng Cổ, hôm nay Phó Chủ tịch Diệp phải chủ trì chuyện bầu cử, không thể vắng mặt, có việc gì để sau hãng nói. Giám đốc Triệu, chuyện này là không thể được, người ta đã báo lên Cục Công an thành phố, không phải là Cổ Thu Hoa ta không cho anh mặt mũi mà chuyện này căn bản không thể thương lượng. Mang đi. Cổ Thu Hoa ngây người vài giây rồi lại thẳng thừng từ chối. Muốn chơi phải không? Hình như trước kia mình có nghe nói là tên này kèn cựa với anh Chu. Chắc là hôm nay y muốn nhằm vào anh Chu đây, vì lúc đó anh Chu có mặt ở hiện trường. Mình chỉ là một con cờ thí mạng mà thôi, nó, nếu muốn chơi lớn thì chơi, tao sẽ cho mày rớt đài luôn. Diệp Phàm rất căm tức, chuyện sằng bẫy như vậy mà qua miệng tên họ Cổ này lại thành rất đường hoàng. Hắn quyết định chơi với y một ván, chuyện của thôn Đập Thiên Thủy để lùi lại vài ngày cũng không sao. Dù sao hắn vẫn còn trẻ tuổi nên vẫn còn tâm lý thích chơi đùa, thật ra thì Tề Thiên và Lô Vĩ bên cạnh đã sớm không chịu được, mấy lần định phát tác nhưng đều bị Diệp Phàm liếc mắt ngăn lại. Còng đi, Cổ Thu Hoa, hôm nay anh bắt tôi thì dễ dàng, nhưng hôm sau muốn thả ra thì khó đấy, chờ đi. Diệp Phàm cười nhạt tự động đưa hai tay ra để mấy tên cảnh sát đeo còng vào. Khẽ đặt tay lên vai Lô Vĩ. Có thể tiến hành làm gì đó với người trước kia vật tay với em đi. Anh đi trước đây. Diệp Phàm đi ra ngoài với hai tay bị còng khiến cho mấy nhân viên đang đứng bên hành lang há hốc mồm miệng, mới vừa đi tới cầu thang thì Phó Bí Thư Tống Ninh Giang đã chạy tới ngăn cản. Phó Cục trưởng Cổ,
hôm nay có việc rất đặc biệt, chờ bầu cử xong sẽ tiến hành cũng chưa muộn. Lúc này Tần Chí Minh tối qua đã đi cả đêm đến nhà một người bà con dưới thôn, nghe nói có một ông chú qua đời, tuy bây giờ đã 7 giờ nhưng Thái Đại Giang đã sớm biết chuyện vì nghe thằng danh Lưu chỉ báo lại nên cố ý chưa rời khỏi giường, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc, cho dù là lãnh đạo huyện vẫn không có thể trách cứ mình. Y thầm nghĩ tốt nhất là cứ đem thằng danh này tống vào hầm cầu đi, sau khi thối hoác lên rồi thì sau này coi như hết đường tiến bộ, ha ha ha. Thật xin lỗi Phó Bí Thư Tống, tôi đang thi hành nhiệm vụ, đi. Cổ Thu Hoa lướt qua Tống Ninh Giang, không hề cho y mặt mũi, cứ thế vào thẳng xe nghênh ngang rời đi. Người vật tay với mình ở thôn Đập Thiên Thủy chính là Lý Tuyên Thạch, ừ. Anh Diệp bảo mình đi tìm Tuyên Thạch là có ý gì nhỉ? Chẳng phải chỉ cần mình dùng thân phận đội trưởng thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao, còn muốn vòng vèo làm gì? Lý Tuyên Thạch cũng đâu phải làm cán bộ, có thể giúp gì chứ, kỳ quái. Lô Vĩ vừa lẩm bẩm vừa gọi điện thoại cho Lý Tuyên Thạch. Tuyên Thạch, anh Diệp bị bắt đi rồi, là bởi vì... Lô Vĩ kể hết chuyện cho Lý Tuyên Thạch nghe một lần. Bà nó, không muốn sống à, dám bắt anh Diệp, chờ đó... Không để cho bọn chúng nếm chút lợi hại thì còn tưởng bà con Thiên Thủy chúng ta là bùn đất à. Lý Tuyên Thạch nghe xong giận tím mặt, thiếu chút nữa phun máu, gã đang ở hiện trường cuộc bầu cử, lúc ấy đã ken đặc người, phải đến 5-6 ngàn người. Lý Tuyên Thạch lập tức bảo Diệp Vĩ Cường, Ngô Thiên Lĩnh, Trương Cư Thủy lại bàn bạc, ba người này sau khi nghe xong cũng đều cực kỳ tức giận, không hẹn mà hợp quyết tâm cho huyện xuống ngựa một lần. Lý Tuyên Thạch cầm lấy cái lao phóng thanh sách tay mượn từ Lâm Trường Cảnh Dương để phục vụ cuộc bầu cử hô lớn. Các hương thân, Phó Chủ tịch Diệp đối xử với thôn chúng ta ra sao? Tốt, điều này không cần phải nói. Hơn 1.000 người cùng hô. Mọi người có thể còn chưa biết, một thời gian ngắn nữa con đường vào thôn chúng ta sẽ được sửa chữa toàn diện, nghe nói Phó Chủ tịch Diệp vì để sửa đường đã chạy vạy khắp nơi. Lần trước mấy tên tội phạm tới thôn Đập Thiên Thủy cũng do Phó Chủ tịch Diệp giết chết 2 người. Sau lại có một người giàu giúp 200 vạn, chính là nhìn vào mặt mũi của Phó Chủ tịch Diệp. Phó Chủ tịch Diệp nói, con đường này của chúng ta rất có thể sẽ trở thành đường nhựa 10 mét, đường nhựa A. Sau này thôn chúng ta sẽ không xảy ra tai nạn chết người nữa bởi vì con đường này nữa. Lý Tuyên Thạch vừa nói tới đây thì tiếng hoan hô lại bùng lên như thủy triều. Phó Chủ tịch Diệp là người tốt à? Phó Chủ tịch Diệp là một cán bộ chân chính, không tham làm lại rất chính trực, vì thôn còn dám cùng kẻ tội phạm liều chết. Mọi người bàn luận không dứt. Tốt, mọi người yên lặng một chút. Phó Chủ tịch Diệp nói, không sửa được đường sẽ về nhà đi bán khoai, chắc mọi người đều nghe rõ. Tuy nhiên hôm nay xảy ra một chuyện, ở chỗ Thủy Vân Cư trên huyện, Phó Chủ tịch Diệp vì cứu một cô gái yếu đuối bị bắt nạt bị người ta ép uống rượu. Còn đòi ngủ với bà chủ gì đó, nó, đồ lưu manh. Chương 196, mỗi người đều có mục đích riêng. Sau này mới biết được tên lưu manh này là cháu của Phó Cục trưởng Vương của Cục Tài chính thành phố, người ta có tiền có quyền, nên đã mua được công an trong huyện tới bắt Phó Chủ tịch Diệp mang đi rồi. Từ giờ sợ rằng con đường của thôn chúng ta không có Phó Chủ tịch Diệp thì chắc sẽ không sửa được nữa. Mấy trăm vạn kia chắc chắn sẽ bị đám quan tham ăn hết. Mọi người nói nên làm cái gì bây giờ? Không ngờ một anh chàng lỗ mãng như Lý Tuyên Thạch lại có thể nói trôi chảy như một thuyết trình viên chuyên nghiệp, hiệu quả đặc biệt lớn. Tuyên Thạch, còn nói gì nữa, người nhà họ Lý chúng ta lập tức trở về cầm gậy gộc quốc xẻng lên hết xe lam của thôn Đập Thiên Thủy đi lên huyện cứu người đi. Quá kỳ cục rồi, còn để cho dân chúng ta sống sót hay không? Con đường này nếu thật sự không sửa thì không chừng năm sau đến lượt chúng ta hay người nhà lại tiếp tục mất mạng. Lý Viêm Đình ngồi trên xe lăn hô lớn. Đúng, đi cứu người đi, thôn Đập chúng ta không có thể nhịn được, ai dám bảo đảm ngày mai không ra chuyện. Năm nào lại chẳng xảy ra tai nạn chứ, người họ Ngô cũng là hảo hán, kéo hết đi cứu người đi. Ngô Thiên Lĩnh cũng giống to. Tiếp theo Diệp Vĩ Cường, Trương Cư Thủy đều lên tiếng. Đám đông nhất thời xôi trào, mấy ngàn người đều hô. Cứu người, chúng ta muốn công lý, chúng ta muốn sửa đường. Là Trịnh Khinh Vượng phải không? Phó Chủ tịch Diệp bị hãm hại, tôi muốn xin anh ít xe chở người lên huyện. Lý Tuyên Thạch gọi điện thoại cho Trịnh Khinh Vượng để xin xe, Trịnh Khinh Vượng đồng ý ngay. Không có chuyện gì, chuyện của cậu Diệp chính là chuyện của chúng ta.
Lâm Trường, chúng tôi vừa tiếp nhận một đội xe tải cỡ lớn bao gồm 10 xe, để tôi bảo họ lập tức đánh xe qua chở các anh lên huyện. Không lâu sau, 10 chiếc xe tải lớn nhãn hiệu Giải Phóng cộng thêm 40 chiếc xe lam đồng loạt xuất phát, trên mỗi xe đều chở đầy thanh niên trai tráng của thôn Đập Thiên Thủy, mọi người nhiệt huyết sôi trào, đoàn xe như một con rồng chạy thẳng tới huyện thành Ngư Dương. Khi xe chạy qua Lâm Tuyền thì nhân dân cả thị trấn tròn mắt không biết những người này đi đâu làm gì, thậm chí còn có chút giống như bộ đội hành quân di chuyển. Tống Ninh Giang vì thấy thời gian còn quá sớm nên không dám quấy rầy Lý Hồng Dương, đợi đến 8 giờ mới vội vàng gọi điện thoại báo cáo tình hình. Lý Hồng Dương đầu tiên nghe cũng rất kinh hãi nhưng cũng không nói gì, sau đó y gọi Chu Bách Thành tới hỏi cặn kẽ thì trầm tư suy nghĩ một hồi. Suy nghĩ xong y lập tức chỉ thị cho Tần Chí Minh và Thái Đại Giang lập tức chạy tới thôn Đập Thiên Thủy thay Diệp Phàm chủ trì công tác bầu cử. Y vẫn luôn bận tâm đến chuyện bầu cử của Thiên Thủy xem có vấn đề gì nảy sinh không, tuy nhiên đối với chuyện của Diệp Phàm thì lại không hề có chỉ thị gì, chỉ dặn dò Chu Bách Thành sau khi trở về cục công an thì phải đặc biệt chú ý đừng cho Cổ Thu Hoa làm loạn là được. Kỳ quái, Diệp Phàm rõ ràng là bị oan uổng, tại sao Bí Thư Lý không chỉ thị thả người? Trong chuyện này chẳng lẽ còn điều gì ẩn giấu sao? Phó Cục trưởng Chu Bách Thành cảm thấy rất khó hiểu, tuy nhiên Bí Thư Lý đã không nói gì về chuyện của Diệp Phàm thì y cũng án binh bất động, cũng không ra mặt xin xỏ. Tuy nhiên Chu Bách Thành cũng biết Diệp Phàm nhất định sẽ không có chuyện gì, chỉ riêng Cục trưởng Cục Công an thành phố Vu Kiến Thần cũng sẽ không ngồi nhìn hắn bị oan. Huống chi chị nuôi Tạ Mị Nhi của hắn nếu như biết chuyện chẳng lẽ trơ mắt ra nhìn, hơn nữa chuyện này còn do cô ta mà ra. Có phó bí thư Tạ Quốc Trung chống lưng thì còn sợ gì nữa. Phía bên kia dĩ nhiên, Thái Đại Giang cũng lập tức báo cáo chuyện này lên chủ tịch huyện Trương Tào Trung, y nghe xong cũng không lên tiếng nói gì, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm, Lý Thiên Vương Lý Thiên Vương, ông ủng hộ một thằng danh mới lên được mấy ngày thì đã gây chuyện phạm pháp rồi, xem ra lần này cũng sẽ mất luôn mũ quan. Đến lúc đó xem ông giấu cái mặt già vào đâu, ai? Dùng người là phải nhìn thật đúng. Buồn lầy sao đỡ được tường, đồ trẻ danh này không đi đâu tìm phiền toái lại chọc phải cháu của. Phó Cục trưởng Cục Tài chính, đây chẳng phải là tự mình tìm phiền phức sao, tuy nhiên nói không chừng vì chuyện này mà có thể xin được ít tiền từ Cục Tài chính, đúng là nhất tiễn song điêu Vừa hạ được thằng danh họ Diệp lại vừa có thể lấy được tiền, lúc ấy Chu Bách Thành còn ở hiện trường, biết đâu lại có thể nhân chuyện này hạ luôn y, đến lúc đó thì cái ghế Cục trưởng Cục Công an đã về tay mình rồi. Phó Bí Thư huyện Trung Minh Nghĩa sau khi nghe em họ là Phó Chủ tịch Diệp Mậu Tài báo cáo lại thì cũng mừng rỡ, nói. Mậu Tài, chuyện này chính là một cơ hội đối với chúng ta. Diệp Phàm ngã thì cậu có một cơ hội. Tuy nhiên đề cử người của chúng ta vào vị trí đảng ủy viên thì đúng là rất khó, Tiểu Tào chắc sẽ chặn trước. Lần này Lý Thiên Vương đã mất đại thế nên y chắc sẽ ngồi im. Tuy nhiên chúng ta có thể làm một chuyến giao dịch với Trương Tào Trung. Đem cái ghế đảng ủy viên của Diệp Phàm tặng cho người y, tuy nhiên y cũng phải đưa lĩnh vực tài chính mà Diệp Phàm quản sang cho người của chúng ta. Một khi nắm được quyền này thì cậu cũng dễ làm việc, cũng có thể ngăn chặn được thủ đoạn của Thái Đại Giang. Còn có một món cược lớn hơn nữa, lần trước anh đã đề cử Phó Cục trưởng Trương Tông Dân là một trong những ứng cử viên của cái ghế Cục trưởng Cục Công an. Đáng tiếc là bị Trương Tào Trung và Lý Thiên Vương Lý Hồng Dương bác đi. Nếu như từ chuyện này có thể đem người mà Lý Hồng Dương ủng hộ là Chu Bách Thành đánh ngã thì có thể đem Trương Tông Dân quyết chiến một trận với người mà Tiểu Tào ủng hộ là Cổ Thu Hoa. Ít nhất cũng nắm chắc được 4, 5 phần, ha ha ha. Mậu Tài, cậu đem chuyện Diệp Phàm đánh công nhân ở nhà máy giấy cùng việc có nhân tình ở quán Xuân Hương viết lại thành tài liệu đàng hoàng, chờ khi có cơ hội sẽ bồi thêm một đòn. Sắt phải rèn ngay khi còn nóng, việc chọn thời cơ là vô cùng quan trọng. Lần này nhất định phải cho thằng danh kia ngã ngựa, tốt nhất là cho trở lại Thiên Thủy làm một cán bộ thôn đi, ha ha ha. Bí thư đảng Đoàn Trung Minh Nghĩa cười lên ha hả, tâm tình cực kỳ dễ chịu, đây quả thực là dịp may lớn từ trên trời giáng xuống. Anh họ, chỉ bằng cứ khai trừ thẳng là xong mọi chuyện, ngay cả một cán bộ thôn cũng không cho làm để cho hắn không có cơ hội trở mình. Diệp Mậu Tài còn tàn độc hơn. Khai trừ, cậu cho rằng dễ như vậy sao? Tuy nhiên chuyện này cũng phải nhìn vào năng lực của Phó Cục trưởng Vương, nói không chừng thằng danh kia còn ngồi tù nửa năm, chỉ cần có tiền án là tốt rồi. Không khai chứ cũng phải lột ra, muốn trở mình là không thể. Trung Minh Nghĩa cười âm hiểm. Trưởng ban phí, thằng danh Diệp Phàm kia vừa bị bắt,
chúng ta có cần đem chuyện hắn đánh công nhân nhà máy giấy bị thương ra để đổ thêm dầu vào lửa không, đốt cháy hắn thành than luôn? Giám đốc nhà máy giấy Ngư Dương Hoàng Hải Bình vui vẻ gọi điện thoại cho Phí Mặc. Bị bắt, chuyện này hơi kỳ lại đấy, nguyên nhân là gì? Phí Mặc ngạc nhiên. Là như vậy, nghe nói thằng danh kia giành gái với Vương Tiểu Ba ở Thủy Vân Cư, kết quả đánh cho Vương Tiểu Ba thành tàn phế. Thằng danh này cũng độc a, Vương Tiểu Ba là ai mà hắn lại dám động vào, chán sống rồi chắc, hắc hắc. Hoàng Hải Bình đem chuyện nghe đồn đại kể ra. Đánh cho tàn phế. Phí Mặc sửng sốt, thầm nghĩ bây giờ đúng là hay, chỉ cần người nào nhặt được 100 đồng thì bị đồn là cả vạn động, Vương Tiểu Ba chỉ bị khâu 7, 8 mũi vào tay thì thành ra nằm viện truyền máu. Tuy nhiên thằng danh họ Diệp kia bị bắt cũng là điều tốt, chuyện này cứ để phó cục trưởng Vương chơi với hắn, về phần tưới thêm dầu vào lửa thì tính sau. Chúng ta tạm thời cứ đứng nhìn thì tốt hơn, tuy nhiên nếu quả thực thằng danh kia ngã ngựa thì phải đẩy được người của mình vào vị trí đó. Phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền quan Tây Tài gần đây vẫn dựa vào mình, xem ra lần này phải giúp y rồi, nếu như cho y thêm một cái ghế đảng ủy viên nữa thì sau này mới dễ làm việc. Hải Bình, chuyện này chúng ta cứ xem thế nào đã, tuy nhiên tài liệu phải chuẩn bị sẵn, tạm thời chưa bộc lộ gì. Phí Mặc hừ lạnh cúp điện thoại, những gì suy nghĩ vừa rồi nói thành một câu như vậy. 40 phút sau, Cổ Thu Hoa cũng chưa chạy thẳng về huyện mà sau khi tới thị trấn Nam Khê thì đưa thẳng Diệp Phàm vào đồn công an, ném vào một phòng thẩm vấn đơn giản rồi bắt đầu tra tấn. Tiểu Ba, cậu không phải muốn chút hận sao? Mau ra tay đi, tôi còn phải hỏi một chút chuyện đấy. Cổ Thu Hoa cười híp mắt với Vương Tiểu Ba đã chờ sẵn ở đây. Không đánh tàn phế hắn thì ông mày không mang họ Vương nữa. Vương Tiểu Ba cười âm hiểm, kích động đến mức giật giật quai hàm. Gã quát một tên đàn em lực lưỡng. Ra tay đi, đánh chết hắn cho ông, đồ chó hoang dám đánh thiếu gia ta. Đánh, đánh, đánh. Ba ba ba. Liên tục mấy roi quất vào lưng Diệp Phàm làm những vết thương vừa liền lại nứt toác, Vương Tiểu Ba cảm thấy còn chưa đủ nên còn dùng tay cấu vào. Đồ chó, cấu xé đi. Thiếu gia ta bị thương ngoài ra thì có tính là gì, hôm nay phải cho càng thảm càng tốt, không tống mày vào tù thì ông mày không mang họ Diệp nữa. Diệp Phàm cắn răng không lên tiếng, dùng nội kinh dồn vào lưng nên chỉ bị thương chút ngoài da nhưng bên trong không hề hấn gì. Vào 9 giờ rưỡi, người lính cảnh vệ gác cửa trụ sở huyện tên là Tiểu Thiết vội vàng gọi điện thoại. Không xong rồi phó chủ nhiệm Diệp, ngoài cổng đột nhiên có mấy chục chiếc xe lam và mười mấy chiếc giải phóng, từ trong xe có rất nhiều người đã ùa vào trụ sở huyện, tôi không thể ngăn được, giờ đã lọt vào rồi, không chừng là để gây chuyện. Bao nhiêu người? Phó chủ nhiệm văn phòng huyện Diệp Thu Dương hoảng hốt vội vàng hỏi. Đen đặc, có chừng ngàn người, mọi người đều hung hãn cầm gậy gộc quốc sẻng bảo muốn gặp chủ tịch huyện xin thả người sửa đường, cái gì mà cán bộ tốt. Tiểu Thiết lắp bắp. Nhiều như vậy sao? Phó chủ nhiệm Diệp cũng trắng bệch, vội vàng báo lên cho chủ nhiệm Giang Á Trạch, sau đó lại tiếp tục báo cho chủ tịch huyện Trương Tào Trung xin ý kiến xử lý. Chốc lát sau, cả trụ sở huyện ủy thoáng chốc đã chấn động. Bọn Lý Tuyên Thạch cũng không gây náo loạn, chỉ tập trung người hô khẩu hiệu. Chúng ta muốn gặp chủ tịch huyện, thả người. Phó chủ tịch Diệp là người cán bộ tốt khó kiếm, trừng phạt tên khốn kiếp phó cục trưởng Cố, chúng tôi muốn sửa đường. Nếu người ta chỉ muốn gặp chủ tịch huyện cho nên phó chủ tịch Tiếu Tuấn Thần cũng không cần xuất đầu lộ diện, tuy nhiên y cũng ra ngoài ngăn cản để làm rõ tình hình, điều này dĩ nhiên là cũng để ra vẻ cho tròn chức trách. Chương 197, đánh sâu vào huyện ủy. Không được, chúng ta muốn người khác. Bọn Lý Tuyên Thạch cũng không để ý gì đến Tiếu Tuấn Thần mà muốn gặp đích danh Trương Tào Trung. Bá Thành, anh lập tức bảo những người này giữ trật tự, không thể ra tay với các dân thôn, phải lấy thuyết phục làm chủ, người thôn đập thiên thủy không dễ chọc đâu, đừng gây phiền toái nhé. Bí thư Lý Hồng Dương ra lệnh, nghĩ thầm, biểu hiện tốt lắm, có chuyện tốt rơi đầu người rồi. Thằng danh Diệp Phàm này còn rất ma mãnh. Lại còn biết làm ra kịch hay như vây, có lỗ mãng một chút tuy nhiên cũng là chuyện tốt. Trương Tào Trung khi nghe các dân thôn hô lớn thì im thít không dám ló mặt. Đầu tiên y vốn định nghe ngóng chuyện của Cổ Thu Hoa để lợi dụng ra chiêu với Lý Hồng Dương, ai ngờ lại kinh động đến người dân thôn đập thiên thủy vốn nổi tiếng rắn mặt. Chuyện đã vậy thì Trương Tào Trung cũng không ngu ngốc chọc vào, những nông dân lạc hậu này đâu biết cái gì gọi là nể mặt một chủ tịch huyện,
lỡ may phang cho một đòn gánh tàn phế nằm trên giường thì mình thảm rồi, còn bọn họ cùng lắm cũng chỉ ngồi tù mấy năm mà thôi. Nắm thằng có tóc ai nắm thằng chọc đầu, vì thế y một mực chờ Chu Bá Thành đem cảnh sát đến giải vây mới đi ra. Chủ nhiệm Giang, lập tức thông báo mở cuộc họp thường vụ. Lý Hồng Dương hết sức bình tĩnh, y không hề lo lắng, những người dân thôn này là vì Diệp Phàm mà tới, chỉ cần Diệp Phàm vừa ra mặt thì có thể giải quyết xong xuôi. Lý Thiên Vương làm trò quỷ gì không biết, chẳng lẽ là có lòng tốt giải quyết đám người đang biểu tình này. Đám Phí Mặc khó hiểu đi vào phòng họp. Chủ tịch huyện, người dân thôn Đập Thiên Thủy chúng tôi nghe nói Phó Cục trưởng Cổ sáng nay đến Lâm Tuyền đem Phó Chủ tịch thị trấn Diệp Phàm bắt lại. Phó Chủ tịch Diệp là một người tốt, là một cán bộ tốt. Chuyện hắn bị bắt chúng tôi cũng điều tra rõ rồi, thật ra thì chính là Vương Tiểu Ba ỷ thế hiếp người. Phó Chủ tịch Diệp vì ra tay để lấy lại công bằng thì lại bị bắt, chuyện này thiên lý nan dung. Chúng tôi thỉnh cầu lập tức thả người. Chúng ta thỉnh cầu Cục trưởng Cục Công an huyện lập tức đi tìm Phó Cục trưởng Cổ nghiêm trị, nếu không người của thôn Đập Thiên Thủy chúng tôi sẽ không trở về. Lý Tuyên Thạch nói năng rất có khí phách, chất vấn làm Trương Tào Trung cảm thấy hơi tức cười. Tuy nhiên y dù sao cũng là một người lão luyện, cầm lấy chiếc loa bán dẫn nói lớn. Các hương thân, các vị phải tin vào Cục Công an huyện Ngư Dương, trong cục sẽ xác minh rồi xử lý công minh, tuyệt sẽ không nghiêng về bất cứ ai. Xin cứ tin tôi, tin tưởng đảng và chính quyền. Không được, chúng ta muốn gặp Phó Chủ tịch thị trấn Diệp, chúng ta lập tức muốn gặp ngay. Mọi người cũng không ngây thơ, lúc này Cục trưởng Vương Sương Nhiên cũng tới bên cạnh Trương Tào Trung. Y cầm lấy loa nói. Các hương thân, như vậy đi, tôi đã gọi điện thoại cho Phó Cục trưởng Cổ, anh ấy hiện giờ chắc còn đi trên đường chưa kịp về đây. Gạt người, chúng tôi đi sau gã mà cũng đã tới đây. Làm sao gã lại chậm hơn chúng tôi được, lập tức gọi điện thoại đi. Ngô Thiên Lĩnh nói luôn, đám đông lại náo loạn, đập gậy gộc thình thịch xuống sàn. Được, tôi lập tức gọi điện thoại đây, mọi người bình tĩnh đi. Vương Sương Nhiên đang định gọi điện thì lại bị Lý Tuyên Thạch gào to. Cục trưởng Vương, không phải chúng tôi không tin anh phải bật loa ngoài lên cho mọi người cùng nghe, nếu không ai biết anh nói gì trong điện thoại. Các anh làm cán bộ hay nói lòng vòng. Dân thôn chúng tôi vốn chất phác biết gì đâu. Đúng, để cho mọi người cùng nghe. Đám đông lại cùng hô lên. Tốt, Bá Thành, mau thu xếp, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề, tất cả mọi người nghe một chút, tuyệt đối sẽ không lừa các vị. Vương Sương Nhiên cũng hết cách đành xin chỉ thị của Trương Tào Trung và Lý Hồng Dương, sau khi nhận được chỉ thị rồi thì móc điện thoại bật loa ngoài lên gọi. Phó Cục trưởng Cổ, anh bây giờ đang ở đâu, trở về cục ngay cho tôi. Đem cả Diệp Phàm về luôn. Mẹ kiếp, anh là Cục trưởng Cục Công an huyện đúng không? Ngoá, Cổ Thu Hoa lại có gan bắt người không lệnh thế này hả? Còn dám lén đưa ra sở công an thị trấn Nam Khê. Hợp đồng với đám du côn Vương Tiểu Ba để lạm dụng tư hình. Quyền đấm cước đá, dùng roi ngâm vào thùng nước muối và ớt để đánh cho toàn thân ứa máu, tôi đập chết gã. Mẹ kiếp, còn dám có gan nữa không? Vương Sương Nhiên đang kinh hãi. Vừa định mở miệng hỏi thăm xem là ai thì bỗng nghe trong điện thoại hai tiếng súng vang dội làm cả đám thường vụ thất sắc. Chuyện này thì đúng là loạn to rồi, Vương Sương Nhiên vội vàng la lớn. Anh là ai, làm sao có súng, đừng bắn bừa bãi, xin hãy kiềm chế, tôi là Cục trưởng Cục Công an Vương Sương Nhiên. Tôi là ai anh không quản được, tôi sẽ lập tức đến Cục Công an Ngư Dương đây. Hừ, ngoá nó, đồ con rùa. Trong điện thoại vang lên một tiếng hừ lạnh hết sức cuồng ngạo rồi yên lặng. Cục trưởng Vương, vừa rồi mọi người đều nghe rồi đó. Phó Chủ tịch Diệp bị hạ độc thủ rồi, chúng ta thỉnh cầu Bí Thư Lý phải tỏ thái độ, nếu không chúng ta sẽ lập tức chạy đến thành phố Mặc Hương, các hương thân, các vị nói có đúng không? Lý Tuyên Thạch nổi giận hét lên như sấm. Đến Mặc Hương đi, đến Mặc Hương đi, nghiêm trị tên giặc cổ. Đám đông nhất thời cuồng nộ. Giáo mác gậy gộc đều dơ hết cả lên dọa cho Trương Tào Trung mặt mũi trắng bệch, chân tay run rẩy. Gọi cảnh sát vũ trang tới ổn định. Lý Hồng Dương quyết đoán ra lệnh, xem ra cục diện đang rơi vào vòng hỗn loạn. Nếu cứ như vậy sẽ xảy ra biến động lớn, tất cả thường vụ cũng há miệng không biết tên đầu sở gây ra chuyện này là Cổ Thu Hoa đã chết hay còn sống. Chuyện này nếu kinh động đến Mặc Hương thì e là xong rồi. Mấy thường vụ vừa rồi trong lòng đều tính toán nhân cơ hội này thả câu nhưng giờ thì đều tan biến, trong lòng chỉ biết cầu nguyện Diệp Phàm lần đừng xảy ra chuyện.
Chuyện xảy ra vừa rồi là do Lô Vĩ và Tề Thiên sau khi Cổ Thu Hoa dẫn người đi vẫn luôn bám sát phía sau. Khi Diệp Phàm bị giải vào sở công an thị trấn Nam Khê thì hai người đợi một lúc rồi vọt vào. Lúc đó trên lưng Diệp Phàm đã đầm đìa máu làm cả hai giận điên lên, Lô Vĩ lập tức xông tới xuất ra mấy cước đá bắn Cổ Thu Hoa ngã vật ra đất. Sau đó vừa lúc Vương Sương Nhiên gọi điện thoại làm Tề Thiên lại càng bực mình, rút luôn súng lục bắn hai phát làm Cổ Thu Hoa và Vương Tiểu Ba gãy luôn chân. Sau đó hai người đem Diệp Phàm vào bệnh viện thị trấn Nam Khê băng bó qua rồi lái xe chạy thẳng tới huyện thành. Không lâu sau thì đến Ngư Dương. Lúc bí thư Lý Hồng Dương thấy Diệp Phàm một thân đầm đìa máu tươi bước vào trụ sở thì cũng giận đến phát run. Trương Tào Trung thầm mắng Cổ Thu Hoa cũng quá hiểm độc, mà Vương Tiểu Ba thì lần này gây ra phiền toái lớn rồi. Thật ra thì Diệp Phàm cũng không bị thương nghiêm trọng như vậy, hắn cũng chỉ là chơi đòn âm mà thôi. Lúc bị Vương Ba quật vào lưng thì hắn đã vận nội kình che trở nên chỉ bị thương chút ngoài da. Sở dĩ người hắn đầy máu là do những vết thương cũ ở cục an ninh vừa mới lành lại nứt toác nên máu tươi lại trào ra. Hơn nữa lúc ở trên đường chạy đến đây, Lô Vĩ đã vòng vào một nhà dân mua một con chó đen nặng gần 20 cân. Sau đó gã dùng dao chọc tiết con chó, lấy ít máu bôi vào người Diệp Phàm. Điều này đối với một sĩ quan thuộc phòng điều tra cục trọng án của Bộ Công an như Lô Vĩ chỉ là chút tài vặt. Máu chó khi trộn vào mấy chỗ ứa máu cũng giống như thật, nếu không xét nghiệm cẩn thận tuyệt đối là không biết. Mau đưa phòng giải phẫu. Lý Hồng Dương nhìn qua rồi lập tức ra lệnh, dĩ nhiên bao gồm cả Vương Tiểu Ba bị bắn vào chân đang khóc lóc thảm thiết và Phó Cục trưởng Cổ Thu Hoa đang im thin thít. Một già một trẻ này đúng là đen đủi lại chọc phải Diệp Phàm. Gặp phải sát tinh như hắn thì chuyện này cũng là bình thường. Các hương thân, trở về thôi, đừng gây phiền toái cho huyện nữa. Tôi không sao, mấy ngày là khỏi thôi, mọi người phải nghe lời bí thư Lý, nghe lời lãnh đạo huyện, đi thôi. Diệp Phàm giãy giụa vài cái, gắng ngượng nói mấy câu rồi phun ra một ngụm máu ngất thẳng cẳng, dĩ nhiên là hắn giả ngất. Lúc này không ngất thì còn đợi lúc nào đây? Tốt lắm chúng ta đi. Tuy nhiên nếu bí thư Lý không nghiêm trị hung thủ thì lần sau chúng tôi sẽ kéo thẳng lên Mặc Hương. Đám người Lý Tuyên Thạch để lại mấy người trông chừng Diệp Phàm, nói thêm mấy câu hăm dọa rồi mới lên xe rút về. Toàn bộ thường vụ trở về phòng họp, chủ nhiệm Giang đi mua một thùng mì ăn liền, hôm nay ăn tại chỗ rồi xử lý việc này luôn. Lý Hồng Dương trầm mặt, quay sang nói với Vương Sương Nhiên. Anh lập tức tự mình dẫn người điều tra rõ xác thực. Sau đó viết báo cáo sơ bộ đến hội nghị thường vụ hồi báo. Hừ, người như vậy quá kỳ cục rồi, đây là bộ máy quốc gia, không phải là nơi lạm dụng tư hình cá nhân. Thiên hạ của đảng sẽ tuyệt đối không cho phép ai làm như vậy. Trương Tào Trung dĩ nhiên biết là Lý Thiên Vương đang nói mình vì Cổ Thu Hoa là người y chống lưng. Lần đề cử này có hai người sẽ được chọn vào cái ghế cục trưởng cục công an thì một người là Cổ Thu Hoa. Bởi vì công an có hệ thống ngành dọc nên sau khi thường vụ quyết định còn phải báo cáo lên Cục Công an thành phố phê duyệt. Căn cứ vào điều lệ của công an, Cục trưởng Cục Công an có đầy đủ thẩm quyền sẽ phê chuẩn, hoặc gửi lên cấp công an cao hơn. Nếu cơ quan công an cấp trên không đồng ý thì chính quyền địa phương cũng không thể làm gì, chỉ khi hai bên cùng đồng ý thì mới theo trình tự đưa ra Hội đồng Nhân dân thông qua.